chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Thị thân không gian, nông nữ thế tử phi, tập 8, chương 141. Đồng ý lưu người phó mời Cuối cùng Kiều Vãn vẫn là đem cái này Hai tỷ đệ mang về nhà Trên đường đi hai người đều chỉ là an phận ngồi Không dám chút nào động đậy Mắt mũi miệng nối liền thành một đường Chỉ cần Kiều Vãn người chủ tử này Không nói lời nào Liền không loạn mở miệng không loạn ngắm Như thế để Kiều Vãn còn tương đối hài lòng Chẳng qua cụ thể như thế nào còn phải lại nhìn Trọng yếu nhất vẫn là Trước tiên cần phải quá thôi thị một cửa ải kia Nếu như thôi thị không nghĩ lưu người nàng cũng không có cách nào, thôi thị đang bận đâu, nghe được nàng nói mang hai người trở về còn sững sờ, liền mua người, đợi đến ra tới xem xét, liền càng là sững sốt, bọn hắn có thể làm cái gì, nghe xong lời này, kia nguyên bản đứng hai tỷ đệ phù phù một chút lập tức quỳ xuống, nhưng như cũ không nói một lời, một bộ không lưu người liền không dậy tư thế. Kiều vãn liền vội vàng tiến lên đến cùng thôi thì lặng lẽ giảng gặp gỡ hai người quá trình, cùng nguyên bản nàng đều đi, hai người lại không phải đuổi theo cố chấp, cũng trung thực giảng, nàng đích xác là mềm lòng, không có cách nào vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Thôi thị nghe, trong lúc nhất thời có chút giật mình lo lắng, sau đó liền cũng minh bạch kiều vãn sẽ mang hai người trở về nguyên do, ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua kia quỳ gối trong viện hai tỷ đệ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sau đó nhắm mắt lại thở dài, được rồi, sẽ không giáo hội chính là, lời này là đồng ý, nhìn xem đôi kia tỷ đệ dập đầu cảm ơn, kiều vãn lắc đầu cười cười, để bọn hắn về trước đi đem trong nhà mẫu thân cho thật sinh tán, mới hảo hảo nghĩ rõ ràng, về sau trở lại, kia tỷ đệ cũng coi là nhận cửa, này sẽ thiên ân vạn tạ về sau, liền liền thuận theo nên rời đi trước, ngươi ngược lại là yên tâm, liền không sợ bọn họ không trở lại bọn hắn nhiều lắm là xem như miệng khế ước, không có viết biên nhận theo, cũng không có cầm tới văn tự bán mình, hơn nữa còn không hiểu rõ, người thật muốn chạy cũng là thật tìm không ra, kiều vãn một nhúng vai nói, bọn hắn không trở lại ngược lại tốt nhưng có chút khả năng không lớn a à. thôi thì nghe vậy liền vui cũng thế cái này hai sợ là cũng làm không là cái gì sự tình ngày khác vẫn là ta đi xem một chút có hay không khác thí sinh thích hợp a à. nói xong liền cũng mặc kệ kiều vãn ý tưởng gì thẳng trở về tòa hạ bận rộn kiều vãn buồn cười lắc đầu cũng không có muốn ý phản đối đôi kia tỷ đệ trước thật tốt nuôi đi có một ngày hối hận liền đem người thả đi tốt cũng không phải không phải liền cả một đời làm nô làm tỳ chẳng qua trong nhà một ngày, vẫn là phải đi lập cái văn tự bán mình, không phải thật muốn đã xảy ra chuyện gì, thua thiệt chính là nàng, đi thư phòng lý hảo vừa mua sách, nhìn một hồi, lại chết một hồi thơ luyện chữ, chữ phồn thể ngược lại là đều nhận ra, nhưng muốn viết ra tới, vẫn là bút lông chữ, liền có chút khó, mấy tháng trước có chút thư giãn, đến mức hiện tại nàng thật nắm bắt bút lông viết chữ, liền vẫn còn có chút siêu siêu vẹo vẹo chẳng qua cũng may nàng am hiểu ổn định lại tâm thần làm một chuyện luyện nhiều một luyện mặc dù không có khả năng viết quá đẹp mắt nhưng muốn đúng quy đúng cũ vẫn là không có vấn đề luyện qua bút lông chữ nàng vẫn không quên cầm bút đi ra tới một lần nữa chép một lần dù sao cũng không thể được cái này mất cái khác có lẽ nàng cả đời này chú định phải sống ở thời đại này nhưng có lúc vẫn là sẽ lên chút tham niệm một mực chờ đến giờ tỷ ba khắc kiều vãn mới không chút hoang mang ra tới một bên phân phó lưu sơn tạm thời đóng cửa tiệm đi bên ngoài gọi xe ngựa đi một bên tìm thôi thị giao phó xong cơm trưa không cần làm nàng sẽ mang về hoặc là tìm người đưa tới sau đó mới một lần nữa dọn dẹp mình một phen chậm rãi ra đến cổng chờ lấy xe ngựa tới sau liền xuất phát đi hướng tửu lâu không còn sớm không muộn buổi trưa vừa tới nàng cũng đến tửu lâu cửa sau từ sau đường phòng bếp một đường xuyên qua ai nhìn thấy nàng đều sẽ lên tiếng chào hỏi nàng cũng nhất nhất ứng sau đó mới tìm được bắt đầu chạy lên chạy xuống chào hỏi ăn cơm trưa khách nhân lâm trưởng quỷ Mặc dù hỏi cũng là hỏi không, nhưng hỏi qua xác nhận về sau, Kiều Vãn Phương yên tâm lên lầu, Tiêu Vân Kình sớm một khắc đến, cùng cũng là lâm thời chạy tới Vương Cẩm ngồi tại trong gian phòng trang nhã trò chuyện có một hồi. Mặc dù biết thật sự là hắn là vô sự, nhưng bước vào nhã gian, thật nhìn thấy hắn cốt bưng ngồi ngay ngắn ở đó về sau, Kiều Vãn mới xem như triệt để thở dài một hơi, có yên tâm, cũng có may mắn vì hắn, càng thêm chính mình, nếu như hắn thật đã xảy ra chuyện gì, nàng đoán chừng sẽ ấy nấy cả một đời, đại ca tử du. Chần chờ một lát, Kiều Vãn vẫn là không có cứng rắn như vậy gọi tiêu công tử, cùng hai người mỉm cười gật đầu bắt chuyện qua về sau, liền tự nhiên vào chỗ, Vãn Nhi đến, Vương Cẩm cười cười nói, vậy liền phân phó phòng bếp, chuẩn bị mang thức ăn lên đi, phía sau câu nói kia. Tự nhiên là đối theo ở phía sau lâm trưởng quỷ nói, lâm trưởng quỷ ứng tiếng, sau đó liền tự giác đóng cửa xuống dưới. Kiều Vãn lúc đầu Tiêu Vân Kình chỉ là hẹn nàng đến nói hôm qua sự tình, lại không nghĩ rằng còn gọi Vương Cẩm, hơn nữa còn là muốn cùng nhau ăn cơm tư thế, lập tức liền không có chủ động cùng Tiêu Vân Kình nói cái gì, mà là ngược lại, cùng Vương Cẩm nói chuyện phím lên, nói lên ngày ấy sau khi trở về, Vương Giảng liền nghĩ lấy muốn tới Thanh Sơn huyện tìm nàng, chỉ là trưởng bối trong nhà thật vất vả bắt được hắn ở nhà mấy ngày, tất nhiên là sẽ không để người gần như là ở vào bị giám thị lấy trạng thái hắn hôm nay tới vương giảng cùng vương khanh hai người ở nhà còn không biết làm sao oán trách hắn đâu còn nói lên cửu lâu gần đây sinh ý tháng này đẩy ra sản phẩm mới tiến vọng như thế nào tháng sau nhưng có cái gì tốt ý nghĩ loại hình còn nói lên lần trước đi già cùng sang quýt hắn vốn là nghĩ suy nghĩ hiện tại bắc an quận bên trong phổ biến kết quả liền bị vương giảng vô tình chế dẻo cũng không đủ vật liệu nơi nào có thể làm ra được nói đến đây cái kiều vãn mới nhớ tới còn có chuyện như vậy trở về mấy ngày nay nàng cũng không biết tại mù bận bịu cái gì vương giảng mang về kia một cái trương sách còn không có nhìn nàng xem chừng sẽ không là cái gì vô dụng hơn phân nữa là không biết từ cái nào oan đại đầu kia lừa đến sách giáo khoa sách hướng dẫn loại hình nói không chừng có thế bởi vậy giải quyết rất nhiều nàng nhu cầu nguyên liệu nấu ăn vấn đề nhưng là nàng cũng không có nắm chắc tất nhiên là không thể nói ra miệng chỉ muốn chờ trở về lật sách về sau lại nói một lòng hư kiều vãn liền sẽ nhịn không được mượn từ uống trà để che giấu con mắt cũng sẽ vụt sáng vụt sáng chớp hiển nhiên một bộ mặt khác có tâm tư bộ dáng tiêu vân kình từ đầu đến cuối không chút xen lời nhưng không có xem nhẹ nàng một tí giờ phút này nhìn ở trong mắt nghĩ đến cái gì cuối đầu nhất tiếu một bữa cơm ăn xong kiều vãn tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại còn có tâm tình cùng vương cẩm mở vương giảng trò đùa thời điểm ra đi cùng tiêu vân kình bên trên một chiếc xe ngựa cùng vương cẩm cáo biệt về sau tâm liền mới có chút nhất nhất nghĩ đến rõ ràng là hắn hẹn nàng ra tới lại còn không có cùng hắn nói qua một câu hắn cùng với nàng nói xin lỗi nàng lại xin lỗi giống như cũng không có ý gì nghĩ đến nên làm đều làm hắn cũng chưa chắc thật sẽ trách nàng kiều vãn liền tận lực tự nhiên mà hỏi bao lâu đi thân thời chính tiêu vân kình nhìn nàng một cái đáp a à a à thân thời không nói rõ ngày cũng không nói sau này kiều vãn trừng mắt nhìn hôm nay thân thời đợi chút nữa thân thời chính chính là đúng 3 giờ chiều, ăn cơm đều nhanh một điểm, hắn nói ba điểm đi hóa ra là tiễn biệt cơm, tiêu vân kình chưa kịp trả lời nàng, xe ngựa liền lại ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, liền đứng lên nói, xuống dưới nói tỉ mỉ, cứ như vậy một hồi, còn chưa đi ra con đường này, kiều vãn không hiểu thấu đi theo hắn xuống xe ngựa, đi đến đã gỡ chiêu bài, đã từng minh nguyệt trước cửa tử lâu về sau, nàng liền sửng sốt, chỗ này nói, chương 142, như phụ lòng cùng xuống suối vàng. Tiêu Vân Kình đã bó lấy khoác trên người gió, tiến lên gõ cửa, một lát sau, thật là có người mở ra cửa, nhìn thấy hai người, còn cười tủm tỉm không người nghênh đón, công tử, cô nương, mời vào trong, mà từ Minh Nguyệt Tử Lâu đóng cửa đến nay, bên ngoài cũng quạng cua ẻ không ít, quầy hàng cũng không dám bày tới, sợ kiều gia đánh cái hồi mã thương, đem nộ khí tái giá tới, trùng hợp xe ngựa ngừng vị trí rất khéo léo, ngăn trở hai người, không đám người thấy rõ, bọn hắn liền đi vào, cửa lại cho một lần nữa đóng lại. bên ngoài nhìn xem giống như không biến hóa, tiến đến xem xét, mới phát hiện bên trong thứ gì đều dọn đi, trống trổng một mảnh, còn hủy đi một chút nguyên bản vật phẩm trang sức. nhìn xem giống như là muốn sửa chữa một phen có điều, kia kiều gia đúng là đem rượu lâu bán sao người mua là tiêu vân kình, kia nên bọn hắn đi vào là cái phổ thông bình thường trung niên nam nhân, cũng không biết là làm cái gì, cùng bọn hắn nói một tiếng tùy ý nhìn liền đi đương nhiên, không phải từ cửa chính trời đi, mà là đi hậu đường, hẳn là ở chỗ này trông coi. Thấy thế, Kiều Vãn Nhất thời có chút không lớn xác định hỏi, ngươi là muốn mua lại nơi này, vẫn là vẫn là đã sớm tại nàng đùa dẫn xong, liền thừa cơ cầm xuống. Tiêu Vân Kình thẳng cầm trương mới tin khế nhà đưa cho nàng, đã sớm mua, một mực chưa nghĩ tới phải dùng làm sao, cùng Vương Cẩm thương lượng qua về sau, cảm thấy có thể giao cho ngươi. Vô ý thức tiếp nhận, Kiều Vãn mắt nhìn cái này khế nhà, còn có chút phản ứng không kịp, giao cho ta có ý tứ gì, vương cẩm không tiện tiếp nhận, tiêu vân kình thu vào ống tay áo, nhìn chầm chầm vào nàng nói, bên ngoài có người khác tiếp nhận, ngươi một mực làm ngươi muốn làm, ít lợi hai người chúng ta chia đều, như thế nào, vương cẩm thật tiếp nhận, tại kiều minh viễn xem ra, chính là đàng hoàng cùng kiều gia không qua được, coi như lúc đầu sự tình không có quan hệ gì với hắn, cũng sẽ kéo tới trên đầu của hắn đi, cho nên, Tất nhiên là có thể tránh hiềm nghi liền tránh, nhưng vẫn là sẽ âm thầm giúp đỡ mà tiêu vân kình cũng không phải coi là thật ham cái này một nửa lợi ích mới đến bán đi tiệm này mà là như trước sớm nói thấy không quen kiều gia ở chỗ này có thế lực hiện nay người muốn đi tiệm này liền không biết muốn dùng tới làm cái gì kiều vãn nhất thời không phải nói cái gì dừng lại một lúc sau mới nói đùa mà nói không phải là đến chậm sinh nhật lễ mặc dù nàng hiểu tiêu vân kình có ý tứ là để nàng kỹ thuật nhập cổ phần tiệm này về sau tốt xấu liền toàn bộ nhờ nàng nhưng là nàng vẫn còn có chút chiếm tiện nghi quan trọng hơn chính là nàng cũng không có nắm chắc nói cho mình một nhà hoàn toàn mới cửa hàng có thể thật bắt đầu lại từ đầu làm lên cũng làm tốt minh bạch nàng không thể nhanh như vậy liền tiếp nhận tiêu vân kình kia con ngươi đen nhánh bên trong ra lấm ta lấm tấm ý cười đã là sinh nhật lễ cũng là muốn dùng cái này làm lấy cớ cùng ngươi bảo trì liên lạc lấy cớ khục kiều vãn nhìn chỗ khác nhìn trái phải mà nói hắn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ mặt không quan tâm đâu tiêu vân kình lạnh nhạt nhất tiếu không có như nàng ý nói tiếp chỉ là đứng nhìn nàng kiều vãn bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên dứt khoát nhìn khắp nơi nhìn minh nguyệt tửu lâu muốn so cẩm tú tửu lâu còn lớn hơn một chút chẳng qua tuổi tác lâu rất nhiều nơi đều cũ kỹ trước sớm quang vinh xinh đẹp khả năng không ai nhìn kỹ này sẽ một mảnh hoang vu liền có thể nhìn ra rất nhiều tì vết nơi này muốn một lần nữa khai trương đại khái là muốn phí rất nhiều công phu, nàng đang chuẩn bị đi trên lầu nhìn xem, nghĩ đến làm sao cải tạo tốt, liền nghe được một bên tiêu vân kình dường như ho khang vài tiếng, nhìn sang liền gặp hắn hơi nâng cái trán, thân hình đều là có chút bất ổn, tử du kiều vãn lập tức liền rút bước chân, mấy bước đi trở về, ngươi thế nào đi, về trước trên xe ngựa đi, nói xong, nàng liền không thể nghi ngờ dìu lấy hắn mở cửa ra ngoài, vội vàng lên xe ngựa vào chỗ. Phân phó xa phu về phượng phủ, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán còn ra chút đổ mồ hôi tiêu vân kình, kiều vãn liền không khỏi tức giận vừa bất đắc dĩ, người nói người thân thể còn chưa tốt, ra tới ăn cái gì cơm, nhìn cái gì cửa hàng vừa nói vừa cảm giác nói thêm nữa cũng vô dụng, liền dứt khoát đi lật túi tiền, nàng túi tiền lớn, bạc chưa từng nhiều thả, ngược lại là kiểu gì cũng sẽ dùng giấy bao lấy chút ăn vặt, lúc này ra tới còn nhiều phân tâm, mang thuốc cùng miếng nhân sâm đầu tiên là không chút nghĩ ngợi tìm viên thuốc đại bổ muốn đưa tới, sau đó tiêu vân kình đưa tay tới đón thời điểm, nàng ngược lại trở về rụt rụt, có chút không xác định nhìn xem hắn, hỏi, người ta nàng muốn hỏi, hắn có phải là tin tưởng nàng, có dám hay không ăn viên này thuốc, nhưng lại không biết như thế nào hỏi ra lời, tiêu vân kình lại là không để ý tới cái này, thẳng duỗi tay tới đoạt đi dược hoàng, không để ý nàng đúng là muốn tới ngăn cản, một hơi nuốt xuống. Nhìn kiều vãn ảo não ngồi xuống lại, hắn liền cảm giác thân thể khó chịu đều là tốt hơn một chút, vô lực tựa ở xe vách tường phía trên, buồn cười hỏi, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, đúng vậy a, à, nàng sợ cái gì kiều vãn thở dài một hơi, lập tức yếu ớt nhìn hắn, nếu là ta phụ lòng tín nhiệm của ngươi, ngươi phải làm sao, vừa vặn xe ngựa thắng gấp, tiêu vân kình liền dứt khoát mượn lực lượng này, thân thể hướng phía trước một nghiêng, tay vịn cửa sổ, xích lại gần nhìn nàng. Dùng hai người có thể nghe được thanh âm, trầm thấp mà nói, ta mà chết, tự nhiên là không thể bỏ qua ngươi. Hắn là dùng như thở dài một loại tiếng nói nói ra câu nói này, nghe chẳng những không có nửa điểm ý uy hiếp, ngược lại là có chút, muốn chết, ngươi cũng phải theo giúp ta cùng chết, muốn cùng xuống suối vàng kiên quyết kiên định. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, hắn lại lui trở về, khôi phục trước đó tư thế ngồi, phản phất vừa mới không hề động quá, không có nói qua câu nói kia. Sa phu tại bên ngoài có chút sợ hãi mà nói, mới có người từ trước xe chạy qua, Quấy nhiễu công tử, Tiêu Vân Kình mí mắt đều chưa từng động một cái, không sao, được hắn, xa phu mới như chút được gánh nặng một lần nữa lái xe, chậm mà ổn tiếp tục đi, Kiều Vãn lại vẫn còn có chút ngơ ngác, không nhúc nhích, giống như bị vừa mới Tiêu Vân Kình bị dọa cho phát sợ, mà vừa mới ăn vào thuốc đã lên chút tác dụng, Tiêu Vân Kình thở ra hơi, gặp nàng bộ dáng này, không khỏi buồn cười nói, ta hù dọa ngươi, có chút không tự chủ liền nói nói thật sau đó kiều vãn mới ho nhẹ lấy dao đầu đạo, không phải ngươi dọa ta, mà là, cảm giác được ngươi cũng không cho rằng sinh tử có cái gì khác biệt, chỉ có dạng này, hắn mới có thể nói phải nhẹ nhàng như vậy thuận miệng, lại nghiêm túc quyết tuyệt, cũng không phải là cái gì dùng để hống người nói ngon nói ngọt, tiêu vân kình cũng là không nghĩ tới, nàng để ý là cái này, ánh mắt tối sầm lại mà nói, vẫn là có điều khác biệt, chí ít sinh, ta không thể nào quyết định, lời này liền càng thêm phụ năng lượng nói đến giống như là nếu như hắn có thế quyết định lời nói, tình nguyện không bị sinh ra tới, kiều vãn không rõ ràng thân thế của hắn, càng không biết gia đình hắn tình trạng là cái dạng gì, chỉ biết mẹ đẻ đã qua đời, hắn ba ngày hai đầu bị người hãm hại, thậm chí, từ lúc sinh ra đời liền ngại người mắt, không nghĩ hắn sống sót. Đổi lại là nàng, cũng sẽ không nghĩ sinh ra tới quá cuộc sống như thế đi, cái đề tài này quá nặng nề, bất luận là nói tiếp đi, vẫn là an ủi, đều không phải lựa chọn tốt. Mắt thấy nhanh đến, kiều vãn tâm thần nhất chuyển, mạnh mẽ chuyển đề tài nói, thân thể ngươi dạng này, nếu không lại tỉnh dưỡng mấy ngày, lại không biết, cái này một lời càng là đâm chọc tiêu vân kình trong lòng đi, thần sắc hắn trầm xuống, chính là muốn dẫn lấy dạng này một bộ thân thể trở về, không phải còn có ý nghĩa gì, chương 143, im ắn tiễn biệt phải thương lượng. Đại khái là cũng ý thức được mình ngữ khí có chút không đúng, xuống xe ngựa thời điểm, tiêu vân kình liền hạ thấp dáng vẻ hòa hoãn mà nói thật có lỗi lời mới rồi không phải nhằm vào ngươi kiều vãn đương nhiên là minh bạch hắn nhằm vào chính là trong nhà mà không phải nàng đi theo xuống dưới về sau liền giao đầu đạo không sao ta có thế đại khái hiểu cảm thụ của ngươi đã kiên trì hôm nay đi cái kia phải làm cho cô cô chuẩn bị miếng nhân sâm trên đường chậm một chút đuổi tại trước khi trời tối đến liền tốt hai người đứng tại phượng phủ trước cửa liếc nhau về sau liền đều lộ ra một chút ý cười, bảo trọng. Kiều Vãn nghiêm mặt nói, giữa bọn hắn cách mấy bước khoảng cách, hiện tại còn không phải xóa đi khoảng cách này thời điểm, Tiêu Vân Kình hơi gật đầu, được, người khác nghe được cái này hai chữ hơn phân nửa đều là sẽ về một câu ngươi cũng thế, hoặc là giống nhau ý nghĩa lời nói, nghe được hắn chỉ cái này một cái chữ tốt, Kiều Vãn đều không biết nên nói cái gì cho phải, hai mái hiên đối đứng đó một lúc lâu, mới bất đắc dĩ mở miệng, vậy ta liền trở về chậm chút còn có việc liền không ra đưa tiễn. Tiêu vân kình lại là một cái tốt chữ, sau đó vẫn như cũ đứng tại kia, một bộ dường như một quan trọng đưa nàng về nhà tư thế. Kiều vãn không nói gì, liền phất phất tay, xoay người cố gắng bảo trì bình thường tư thế đi đến cửa nhà, chờ Lưu Sơn mở ra cửa thời điểm, nàng vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua, xe ngựa đã lái từ một bên khác vào phủ, tiêu vân kình nhưng vẫn là đứng tại kia, không biết suy nghĩ cái gì. Kiều vãn quay lại đến, lắc đầu vào cửa, không biết vì cái gì, nàng cũng không có đem lần này phân chớ để ở trong lòng tựa như là bởi vì lấy trong ngực che phải có chút nóng khế nhà lại giống là bởi vì cái gì khác nàng cảm thấy bọn hắn có lẽ rất nhanh lại sẽ gặp lại nói có việc chẳng qua lấy cớ nàng chỗ nào cũng không có đi một mực đợi trong thư phòng đọc sách sau đó không cần người nhắc nhở liền tại nhanh thân thời thời điểm lên lầu đứng tại hành lang bên trên hướng mặt ngoài nhìn ra xa như nàng suy đoán nếu là triệt để trở về mà Phượng Hằng cũng cùng đi theo, tự nhiên là không thể nào một chiếc xe ngựa vội vàng rời đi. Phượng Phủ cổng ngừng hai chiếc xe ngựa, phía sau còn đi theo mấy chiếc chuyên môn vận hàng xe, to to nhỏ nhỏ 10 cái cái trương dần dần chứa lên xe, bởi vì lấy gia đình nhiều cho nên rất nhanh liền tốt. Tiêu Vân Kình cùng Phượng Hằng từ bên trong cửa ra tới, thẳng bên trên thứ một chiếc xe ngựa, sau đó tề cô cô mang theo hai cái nha hoàng bên trên chiếc thứ hai xe ngựa, sau đó cũng không nhiều dừng lại lưu loát lên đường có chút vén cửa sổ xe màng chỉ nhìn lướt qua, tiêu vân kình liền không chút biến sắc thu hồi nhãn thần, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lạnh nhạt. phượng hằng ngược lại là không cố kỵ nhìn ra phía ngoài một hồi lâu, còn đặc biệt nhìn thoáng qua kiều gia bên kia, thấy cửa chưa mở, người cũng không có ra tới, liền không khỏi tháng một tiếng. tiểu vãn nhi thật sự là thương tâm, nghe được động tĩnh đều chẳng muốn đi ra ngoài nhìn một chút. tiêu vân kình cùng kiều vãn thấy qua sự tình cũng không có báo cho phượng hằng mà Phượng Hằng tối hôm qua vội vàng chép sách, hôm nay lại chân không chạm đất trong phủ thu xếp thỏa đáng, lại lưu lại người tiếp quản trong phủ công việc, cùng Thanh Sơn huyện sinh ý, dùng thời gian ngắn nhất bên trong đem một chút tư mật sổ sách giao tiếp hoàn tất, nơi nào còn có không đi quản Tiêu Vân Kình tại bận rộn cái gì. Thậm chí Tiêu Vân Kình trở về thời điểm, hắn còn vừa vặn bù đắp lại nhỏ cảm giác, thậm chí cũng không biết người từng đi ra ngoài, cho nên nghe vậy, Tiêu Vân Kình chỉ là có chút dương mắt nhìn một chút hắn, tuyệt không nói chuyện, Phượng Hằng đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì, lại không tốt nói mình không bỏ, buông xuống rèm, tự giác ngậm miệng không nói, mà như lai lúc một loại bình thường, thời điểm ra đi, vẫn như cũ là không có dự đoán thông báo ai, thậm chí, Lục không còn tự thân nắm một cái tại bốn phía nhìn chầm chầm người, để bọn hắn không thể nào kịp thời đem tin tức này hồi bẩm. Dù sao trở về chính là muốn tính một lần sổ sách, làm cho đối phương sớm dự báo đi thổi bên gối gió. Vậy liền không có hiệu quả gì, cứ việc minh bạch coi như như thế cũng sẽ không như ước nguyện của hắn, thế nhưng là, cũng nên làm như vậy một làm, mới có thể để cho đối phương biết, mặc kệ là bên ngoài vẫn là vụn trộn, làm cái gì hắn đều sẽ phụng bồi tới cùng. Thôi thì là tại mơ hồ nghe phía bên ngoài có chút động tĩnh, lại không có nghe quá rõ ràng, lại một hồi liền không có, đợi đến ngàn tìm đến tại trong tiệm nhìn lưu sơn hỏi vài câu, mới biết được đối diện đúng là đi nàng hai ngày này có thế bình tĩnh đối đãi cũng là bởi vì thấy kiều vãn phản ứng không lớn đối diện cũng không có gì quá lớn động tĩnh coi là tiêu vân kình tất nhiên vô sự này sẽ gặp người cứ như vậy đi mới có hơi bối rối vậy lui lưu sơn về sau liền đi thư phòng tìm còn có tâm tư luyện chữ kiều vãn vãn nhi thôi thì còn có chút khẩn trương tiêu công tử thế nhưng là có cái gì không tốt nghe lưu sơn nói hắn mang không ít thứ đi xác nhận hồi phủ đi lần này sợ là sẽ không trở về thôi. Kiều vãn khẽ giật mình, trong tay bút lông cũng là dừng lại, mực nước nhỏ xuống, trên giấy lưu lại một cái đại hắc điểm, sau đó chậm rãi choáng mở, có rất nhỏ ép buộc chứng nàng, tất nhiên là không có cách nào lại tiếp tục, để bút xuống, đem trang giấy để qua một bên dự định ném về sau, kiều vãn mới từ bàn đọc sách sau vòng qua đến, lôi kéo thôi thì qua một bên ngồi xuống, hai ngày này quá loạn, ta đều quên nói, kiều vãn bất đắc dĩ cười nói, tiêu công tử thân thể của hắn không ngại chỉ là chuẩn bị đi trở về tỉnh dưỡng cũng bắt đầu xử lý cái này sự tình mà thôi không lý do bị người hạ độc đổi mẫu thân ngươi còn có thế an tỉnh đợi sao về phần có trở về hay không đến ta liền cũng không biết thôi thì há to miệng muốn nói cái gì nhưng vẫn là nuốt trở vào một lát sau vừa mới thở dài nói đứa bé này cũng là làm cho đau lòng người đã ngươi biết cái kia nương thân cũng không nói thêm cái gì hóa ra là lo lắng nàng không biết sợ nàng suy nghĩ nhiều sao, kiều vãn nhất tiếu, nhéo nhéo thôi thì tay trấn an nói, mẫu thân không phải biết ta mới thấy người trở về sao yên tâm đi, hôm qua sự tình đã nói ra, lúc này mới nhớ tới nàng hôm nay mới cùng tiêu vân kình gặp qua, lại nơi nào lại không biết, thôi thì bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy a, à, ngươi bây giờ lớn, cũng không phải mọi chuyện đều cùng mẫu thân nói, kiều vãn ho nhẹ lấy nói, đã mẫu thân nói lên, Vãn Nhi cũng hoàn toàn chính xác có một việc quên cùng ngài thương lượng thôi thị nhìn nàng trong ánh mắt là bất đắc dĩ mà hiểu rõ ý cười dứt lời chuyện gì đem tiếp nhận minh nguyệt tửu lâu tiêu vân kình dự bị để nàng tiếp quản đều lần nữa cải tạo một chuyện nói đơn giản ra tới sau đó hơi thêm suy nghĩ về sau kiều vãn lại bổ sung hắn hôm nay còn hẹn vương công tử nghĩ đến là hai người cũng thương lượng qua ta trước ứng chờ ngày khác lại cùng vương công tử thương lượng một phen nhìn là thế nào làm sự so sánh tốt Nguyên vốn còn muốn nàng cùng Cẩm Tú Tửu lâu hợp tác một chuyện chắc chắn sẽ có lúc kết thúc, lại không nghĩ rằng, nàng bây giờ đúng là muốn trực tiếp khác mở tiệm mới, vẫn là Tiêu Vân Kình thủ bút, nghĩ đến, thôi thì nhất thời có chút phức tạp, chẳng qua nhìn xem Kiều Vãn kích động thần sắc, liền vẫn là không có đi nghi vấn cái gì, chỉ là đập vỗ tay của nàng nói, ngươi đã đã quyết nhất định phải làm, vậy thì tốt rồi xong đi nghĩ nên làm như thế nào đi, có không hiểu, liền nhiều hơn Thỉnh Giáo Vương công tử đến hỏi nương cũng là có thể, có thôi thì nghe được lời này, kiều vãn trong lòng càng là định ra đến, trịnh trọng điểm đầu đạo, ta biết, mẫu thân ngươi yên tâm đi, thôi thì lại nhiều cổ vũ nàng vài câu, sau đó liền để nàng tiếp tục luyện chữ, từ thư phòng ra ngoài, trở lại bên cạnh ở giữa bên kia sau khi ngồi xuống, vẫn là không khỏi nghĩ tới ngày đó cùng tiêu vân kình tán gẫu qua, hắn đi lần này, nguyên bản đã nói, còn giữ lời sao để vãn nhi làm cái này sự tình. Đích thật là hợp tâm ý của nàng, thế nhưng là về sau, lại muốn như thế nào cho phải đâu, chương 144, thủ tính đến đây thật bất ngờ, thôi thì những ý nghĩ kia, không có nói, kiều vãn từ là không thể nào biết, nàng đổ không có nghĩ nhiều như vậy, nên ăn nên ngủ một kiện không rơi, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, sờ sờ bên gối khế nhà về sau, liền không khỏi than nhẹ một tiếng, cái này người nói để nàng quản, nói muốn cùng với nàng chia hoa hồng, sau đó đem khế nhà ném một cái liền chạy, cũng không có cụ thể bàn giao, mà vương cẩm nói qua hắn gần đây so sánh bận biệu, cũng không biết lúc nào sẽ lại tới, chẳng qua kỳ thật nàng cũng không có gì chuẩn bị tâm lý mở một cái nàng nghỉ thoáng cửa hàng, phải là dạng gì cho phải đây, một bên suy nghĩ, kiều vãn một bên mặc quần áo chải đầu, sau đó đi xuống lầu rửa mặt, sắc trời còn sớm, mùa đông hừng đông muộn, này sẽ vẫn là sương mù mông lung, mặt trời còn chưa bộc lộ tài năng, ở trong viện chạy vài vòng về sau, thôi thị cũng lên, mở ra chính sảnh cửa. Lưu Sơn cho nàng đánh nước đưa qua, không dám ở lâu lại nhỏ bước chân chạy đến, vừa ra cửa phòng, đại môn liền bị gõ vang. Thanh âm không lớn, chỉ là rất nhỏ vài tiếng đông đông đông, như thế sáng sớm, cũng không biết là ai, Lưu Sơn trước nhìn thoáng qua kiều vãn làm xin chỉ thị, đạt được gật đầu về sau, mới chạy chậm đến đi mở cửa, ngân tiếng đến lại không phải người khác. Chính là hôm qua đi theo trở về lại trở về lo liệu tan sự, đôi kia hai tỷ đệ, hai người xuyên được không nhiều, cống đến có chút run rẩy, trên thân còn đeo cái bao quần áo nhỏ. Kiều vãn nhìn xem đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười, thật đúng là trở về, mà lại sớm như vậy, sẽ không phải là sờ soạn liền đi ra cửa đi, để Lưu Sơn đi đổ nước nóng. Kiều vãn lúc đầu muốn để hai người vào nhà trước ngồi, nhưng nhìn hai người bọn họ một trận do dự bộ dáng, liền lắc đầu, ngược lại mang theo đi một bên, nguyên bản thu phân gian phòng, thu phân không thế nào ở, nhưng nên có đều tại, không nên có đều dọn dẹp sạch sẽ, chính là bên cạnh phòng đặt vào chút nguyên liệu nấu ăn, còn có nàng ngâm rượu cùng đồ chua dưa chua những cái kia, phía dưới còn có cái hầm, khó tránh khỏi sẽ có chút hương vị, chẳng qua hiển nhiên hai người đối có thể ở lại như thế phòng lớn liền đã rất thỏa mãn, nhất là tiểu nhân cái kia, vừa tiến đến liền trực câu câu nhìn chầm chầm kia thoải mái dễ chịu mềm mại, tự như đều không ngủ quá dạng này đồng dạng. Sau đó Lưu Sơn không chỉ sách ấm nóng nước sôi tiến đến, còn cầm hai kiện hắn sạch sẽ áo bông, rất có ánh mắt để hai cái tiểu hài trước bọc lấy ngồi vào trên giường êm, sau đó uống nóng nước sôi ấm lại tới. Mặc dù biết hai đứa bé này đông lạnh quen, chưa chắc sẽ sinh bệnh, nhưng hắn hiểu rõ tiểu chủ tử mềm lòng, làm như vậy sẽ khá hơn một chút. Chờ Lưu Sơn sau khi rời khỏi đây, Kiều Vãn Phương ngồi tại bàn nhỏ một bên, đánh giá hai người, trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói, hai tỷ đệ nhất trí đen vừa gầy, ngũ quan nhìn xem phổ thông bình thường, không đẹp cũng không xấu, ánh mắt trong veo, sợ hãi bên trong mang một chút chờ đợi, đối tương lai cuộc sống thoải mái chờ đợi, là, làm nô làm tì, đối bọn hắn mà nói khả năng còn muốn càng tốt hơn một chút, có danh tự sao, nghe được ra hỏi, cái kia tỷ tỷ liền lập tức để chén trà xuống, đứng dậy đứng nghiêm, không dám cùng nàng nhìn thẳng hơi nhìn xuống, hồi cô nương, nô tì gọi tiểu anh, đệ đệ gọi nhỏ vượng, a à, ngược lại là có chút phép tắc. Xem ra không cần đặc biệt đi giáo cái gì, kiều vãn một điểm đầu đạo, kia về sau ngươi liền gọi Trúc Anh đi, đệ đệ đổi cái tên đầy đủ, gọi thôi vượng, như thế nào, Trúc Anh vội vàng lôi kéo đệ đệ xuống tới quỳ xuống, tạ cô nương ban tên, đứng lên đi, kiều vãn hư đỡ một cái, gặp bọn họ tự giác đứng lên, liền hài lòng điểm đầu đạo, trong nhà, không cần tùy ý quỳ xuống dập đầu, cũng đừng tự xưng nô tỳ làm tốt bổn phận của các ngươi là được, Trúc Anh, ngươi có thể sẽ nấu cơm. Trúc Anh liền vội vàng gật đầu, sẽ trong nhà một ngày ba bữa, chính là ta làm, vậy thì tốt, ngươi theo ta lên lầu đổi thân dày một chút y phục, về phần thôi vượng, ngươi ngay tại phòng bên trong ngủ một lát đi, đợi đến ăn điểm tâm lúc tái khởi tới." Kiều Vãn nói liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, đã thấy đôi kia tỷ đệ lại quỳ xuống, nhỏ vượng cũng có thể làm việc, cô nương đừng ghét bỏ hắn nhỏ." Kiều Vãn buồn cười nói, "Ta ghét bỏ hắn cái gì, hắn ngủ trước, đợi đến ăn xong lại lãnh phạt ở trong viện chạy vài vòng là được." Nghe được có phạt vẫn chỉ là chạy vài vòng, Trúc Anh do dự một chút về sau, thấy Kiều Vãn không nói một lời cười nhìn lấy nàng, liền vẫn là lôi kéo đệ đệ lên, an trí hắn nằm ngủ, mình đi theo Kiều Vãn ra tới, mà tới đấy còn nhỏ, lại luôn luôn bị tỷ tỷ ngăn ở phía sau, không thể có cơ hội nghĩ quá nhiều. Thôi vượng lên được quá sớm, lại đuổi một đường, này sẽ đúng là nghiêng một cái đầu liền ngủ thiếp đi, lật bộ mình mặc có chút ngắn áo dày váy cho Trúc Anh thay đổi, lập tức kiều vãn liền để nàng đi phòng bếp phơi bày một ít trù nghệ, thuận tiện để Lưu Sơn đi hỗ trợ, cũng nói rõ một chút trong nhà phép tắc, kiều vãn mình thì là đi buồn trong, cùng thôi thị giảng cái này sự tình, hai người mặc dù đều hiếu kỳ Trúc Anh có thể làm ra bỗng nhiên như thế nào bữa sáng đến, nhưng cũng đều kiên nhẫn mười phần, nói đùa vài câu về sau, liền một cái tiếp lấy hướng xuống họa nhiều kiểu. Một cái thì là đi thư phòng sớm làm đọc đọc sách một ngày kế sách ở chỗ thần nha, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bên ngoài chính sảnh liền có động tĩnh kiều vãn định lấy tâm tư chép xong nguyên một bài thơ sau đó mới để bút xuống đi ra ngoài xem xét trúc anh đang tới về vội vàng trên bàn là một chén lớn da trắng bánh nhân thịt hoành thánh tung bay chút xanh thẳm lại phối hợp kia hương khí nháy mắt liền để người thèm ăn nhỏ giải nhưng mà cái này cũng chưa hết theo sát lấy lưu sơn hỗ trợ bưng hai lồng bánh bao hấp ra tới theo sát phía sau trúc anh bưng cái khay phía trên là đĩa nhỏ chén nhỏ tương liệu thức nhắm thấy được nàng ra tới trúc anh trước định trụ thân thể hơi hành lễ sau đó đem chén dĩa dọn xong cầm thay thối lui đến một bên thần sắc có chút co quắc không biết những cái này nhưng đủ không đủ ta lại đi làm kiều vãn buồn cười như thế nào không đủ ngươi đi bên trong gọi phu nhân đi ra ăn cơm nàng mới đến làm sao đều nên đi cùng thôi thị vấn an trúc anh cũng minh bạch điểm này hơi trễ nghi về sau liền gật đầu đi tới một bên bên cạnh ở giữa bình phong bên cạnh hành lễ thỉnh an, phu nhân sớm, điểm tâm tốt, mời dùng. ngữ khí thanh âm vẫn còn có chút cứng đờ khẩn trương, hiển nhiên vẫn là không quen, nhưng cái này đã lấy lòng thôi thị, còn thưởng cái dùng phế liệu làm cái ví nhỏ. sờ sờ đầu của nàng, trúc anh đúng không? về sau liền an tâm ở lại đi. túi tiền xúc cảm có chút cứng rắn, ý thức được bên trong trang cái gì, trúc anh có chút kinh sợ. phu nhân, cái này, thôi thị nhìn xem nhất tiếu, phu nhân thưởng ngươi, liền thu cất đi. Nói xong, mới tin đi ra khỏi đến tại kiều vãn ngồi xuống bên người, nhìn xem bàn này điểm tâm, cũng là không khỏi vẫy một cái lông mày, xem ra sẽ làm vẫn là không ít. Đây chính là tán dương, trúc anh đi theo ra ngoài, lần nữa thật sâu phúc thân, tạ phu nhân, ngô, thôi thị tiếp nhận kiều vãn cho nàng thịnh hoành thánh, tùy ý nói, không cần hầu hạ, xuống dưới ăn đi. Trúc Anh nghe lời xuống dưới về trước phòng bếp, cho Lưu Sơn Thịnh còn lại hoàn thánh, lại bưng hai bát đồ hộp, móc lấy tiếng một bên gian phòng, đi gọi nhà mình đệ đệ lên ăn cơm, cũng nhắc nhở hắn ăn xong còn phải chạy vòng. Kiều vãn nhìn xem lắc đầu nhất tiếu, sau đó ăn bánh bao hấp, không tính ăn cực kỳ ngon, nhưng hương vị còn được, là bình thường trong quán có thế ăn vào hương vị. Cái này làm nàng ngoài ý muốn, cũng là để nàng minh bạch, lần này, tất nhiên là phải thật tốt ra rõ ràng đôi này tỷ đệ lai lịch thân phận, không thể loạn thu lưu người. Chương 145, cố nhân cho mời tiểu kinh hỷ, chỉ là trước kia còn có thể xin nhờ Phượng Hằng, Hiện nay người đi chỉ có thể chính nàng tới, hết lần này tới lần khác Lưu Sơn còn phải một bên giữ cửa, một bên nhìn xem cửa hàng, có đôi khi còn bận không qua nổi, để nàng cũng không lớn có ý tốt phân công hắn. Ăn xong điểm tâm, Kiều Vãn để thôi vượng nghỉ ngơi trước một lát, chờ thôi thị lật cho Kiều Trạm làm một bộ y phục ra tới thay đổi về sau, lại từ từ vòng quanh không lớn viện tử chạy bộ. Thôi vượng nói là có 7, 8 tuổi, nhưng chỉ là thân cao, mặc quần áo tử tế về sau liền phát hiện thật sự là gầy không được kiều trạm y phục mặt trên người hắn chỉ là hiển ngắn nhưng lớn nhỏ lại là vừa vặn thôi thì nhìn thấy hắn liền nghĩ đến nửa năm trước kiều trạm gần như đỏ mắt trở lại bên cạnh ở giữa đi tĩnh tọa một lát sau mới bình ổn lại kiều vãn vốn là còn chút lo lắng đi theo vào về sau liền gặp nàng đã ổn định lại tâm thần tô lại nhiều kiểu thỉnh thoảng cùng bên cạnh tú nương chỉ điểm hai câu tiến vào trạng thái làm việc vô ý quấy rầy kiều vãn lại lui ra ngoài chính suy nghĩ hôm nay một ngày muốn an bài thế nào liền gặp lưu sơn lại đi mở cửa lộ ra đứng tại cổng mặt thanh niên mặc áo xanh đối phương lại là không có vào cửa dự định liền như thế đứng cùng lưu sơn nói vài câu sau đó lưu sơn liền quay đầu nhìn về phía nàng kiều vãn đã đi gần thấy thế liền không khỏi hỏi là ai lưu sơn có chút tránh ra chút hiện ra thanh niên kia thẳng tắp thân hình còn có hơi lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt dáng dấp còn có thể, chẳng qua cũng không đột xuất. Hắn đối Kiều Vãn hơi thở dài thi lễ, Kiều Cô Nương, tại Hạ Phượng Thanh, là Phượng Hằng huynh trưởng, về sau Phượng Phủ từ ta tiếp quản, cũng tuân theo công tử ý tứ, nghe theo Cô Nương phân công. Nghe vậy, Kiều Vãn sững sờ, khó trách bọn hắn đi được như thế lưu loát dứt khoát, không có lưu thêm một câu, hóa ra là còn lưu lại một tay, nàng còn tưởng rằng, Phượng Hằng vừa đi, đối diện Phượng Phủ liền hoang phế nhưng chưa từng nghĩ hắn còn có cái huynh trưởng mà trong miệng hắn công tử dĩ nhiên chính là tiêu vân kình a à, dạng này vậy sau này liền làm phiền đối phương nói đến khẳng định câu kiều vãn liền cũng lười khách khí điểm đầu đạo tiến đến uống chén trà sao phượng thanh cự tuyệt dứt khoát không cần ta chính là đến cùng cô nương lên tiếng chào hỏi thuận tiện hỏi hỏi một chút nhưng có sự tình muốn phân phó cái này người không chỉ cùng phượng hàng dáng dấp không giống tính cách cũng là hoàn toàn hai thái cực một cái ngã ngớn tùy tiện một người trầm ổn lãnh đạm trừ tính danh tương tự bên ngoài liền không tìm được chỗ tương tự kiều vãn trong lòng vẫn bất đắc dĩ buồn cười lập tức liền cũng không quanh co lòng vòng dứt khoát nói vừa lúc hôm nay trong nhà mới tới hai tỷ đệ muốn nhờ ngươi hỗ trợ ra rõ ràng lai lịch thân phận phải chăng có chỗ nào không bình thường có vấn đề sao hôm qua phiên chợ bên trên bán mình chôn mẹ kia hai cái phượng thanh ngược lại là biết đến rõ ràng đạt được xác nhận về sau liền khẽ vuốt cầm ta cái này liền phái người đi làm không có phân phó khác liền lui xuống trước đi kiều vãn nhẹ gật đầu nhìn xem hắn đi cười cười sau lại là thở dài một hơi có người hỗ trợ luôn luôn tốt nàng hiện tại cũng không cách nào nói đưa ăn đi khao phượng thanh có thể làm đại khái chính là thật tốt kinh doanh còn không có khai trương cửa hàng nghĩ đến tiêu vân kình nói qua thu xếp người bên ngoài tiếp quản hơn phân nữa cũng là sẽ tìm đến nàng Kiều Vãn cứ yên tâm để Lưu Sơn đóng cửa, nghĩ kỹ đợi chút nữa muốn làm cái gì nghĩ cái hoàn chỉnh toàn diện kế hoạch ra tới, mà không đợi nàng suy nghĩ ra được. Phượng Thanh bên kia rất nhanh liền có kết quả. Trúc Anh thôi vượng hai tỷ đệ theo mẫu thân ở tại một cái gọi đầu cầu thôn địa phương, trong nhà duy nhất nam nhân chết về sau liền bị người đoạt ruộng đồng, nữ nhân ráng chống đỡ hai năm, cuối cùng vẫn là chết bệnh, để lại cho hai tỷ đệ chỉ có như vậy mấy món áo thủng váy, đừng nói tiền bạc liền nửa hạt lương thực đều không có, hai tỷ đệ liền ra tới ăn xin dọc đường, thuận tiện nghĩ cái trước kia thấy qua biện pháp bán mình chôn mẹ, một đường đi vào thanh sơn huyện, sau đó bị kiều vãn đụng vào, mà Trúc Anh phụ thân còn tại thế thời điểm, từng tại trên trấn quán cơm nhỏ làm qua làm giúp, Trúc Anh cũng tại kia đánh qua xuống tay. Trong nhà việc nhà nông lại trọng đồng dạng đều là nàng nấu cơm, cho nên mưa dầm thấm đất, biết chút đơn giản trù nghệ, đây đều là từ trong miệng người khác thám thính đến, mặc dù có chút sai lệch, nhưng tối thiểu có thể xác định, hai tỷ đệ lai lịch trong sạch, mà lại có thu phân ở phía trước, nàng cùng thôi thị đều có đề phòng, nghĩ đến cũng sẽ không bị hai cái nhỏ như vậy hài tử đùa bỡn, làm rõ ràng về sau, Kiều Vãn liền cùng Lưu Sơn mang theo người đi quan phủ ký văn tự bán mình, thuận tiện cũng coi là tại Thanh Sơn huyện rơi tịch, về sau nếu là muốn tiêu nô tịch. Liền có thể trực tiếp ở chỗ này ngủ lại. Sau đó lại dẫn người đi mua hai thân bộ đồ mới giày mới, để bọn hắn nhận đường, ngày sau nếu là có chuyện gì muốn ra cửa, cũng có thể trực tiếp ra tới, không dùng xong để Lưu Sơn đặc biệt dẫn lấy tới, giải quyết cái này sự tình, trong nhà nhiều hai người, liền được người yêu mến nhiều, thôi thì còn thường xuyên dành thời gian ra tới, đi phòng bếp chỉ điểm Trúc Anh làm đồ ăn, có như vậy hai ngày, bưng lên đều là gian nam đồ ăn, 15 ngày ấy kiều trạm cùng tiểu mạc trở về, thấy trong nhà nhiều hai cái tiểu đồng bọn, dị thường mới lạ chỉ chốc lát liền lôi kéo thôi vượng chơi đến một khối kiều trạm còn nhỏ đại nhân giáo hai người luyện chữ viết chữ cho hai người đọc sách giảng bài sau đó ở nhà chơi một ngày ngày thứ hai đều không bỏ được đi vẫn là thôi thì sắc mặt trầm xuống mới ngoan ngoãn đi theo kiều vãn đi thời gian lại lần nữa bình ổn xuống tới kiều vãn cách mấy ngày liền đi nông thôn nông trường một lần nhìn mà có thế nhìn ra bên này trang tử cũng từ phượng thanh tiếp nhận liễu thúc đối nàng vẫn như cũ là nhất quán lễ phép hữu hảo chẳng qua vườn rau bên trong lại là không được tốt thời tiết càng phát ra lạnh có chút không chịu rét thảo dược không thể sống sót được khoai tây cùng cà chua đồ ăn dây leo cũng là yểu xìu yểu xìu không tiếp tục kết mới quả đối với cái này phương kiểm thái độ rất là qua quyết bình bình chỉ là an ủi nàng sẽ loại chút trong ngày mùa đông thích hợp đồ ăn năm sau đầu xuân liền lại có thể lần nữa nở hoa kết trái nhưng cẩm tú tửu lâu lại là như cũ có liên tục không ngừng nhu cầu thanh sơn huyện chi nhánh có thể miễn nhưng Bắc An quận cùng Nam An quận hai cái đại địa phương, có chút khách nhân vẫn là phải tận lực thỏa mãn. Cũng may kiều vãn trong dược điền còn có chút, trước đó thừa dịp có rảnh chuyển di không ít tới đất trong hầm, Lâm trưởng quỷ đến cầu tới cửa thời điểm, nàng liền để người chuyển không, cũng nói rõ lần này xong, liền thật phải đợi năm sau, mà Vương giảng chính là tại thời gian này tìm tới cửa, hắn ngược lại là cũng biết không tiện, không có trực tiếp tiến đến, mà là phái người đến gõ cửa, mời nàng ra ngoài còn vẻ nho nhã nói cái gì cố nhân cho mời. Kiều vãn vừa nghĩ cái này cố nhân là ai, một bên thử leo lên xe ngựa, kéo ra màn xe. Super, vương giảng hôm nay đổi một thân màu đen áo đuôi tôm, mang theo mũ tròn nhỏ, tháo cái nón xuống thi cái thân sĩ lễ về sau, tay hướng mũ bên trong duỗi ra, trong tay liền có thêm một cành hoa tiên diễm ống ánh hoa hồng đỏ. Kiều vãn suýt nửa ngã xuống xe ngựa đi, miễn cưỡng viện toa xe mới đứng vững, đối với cái này lại là không nói gì vừa buồn cười sau đó mới tiếp nhận chi kia hoa, cảm ơn ngươi sẽ còn ma thuật, một điểm trò vặt đã, vương giảng đeo lên mũ, tươi sáng nhấp tiếu, tay tại co lại lúc trở lại, lại ở giữa không trung vỗ tay phát ra tiếng, chờ kiều vãn nhìn sang lúc, hắn đã đưa vật trên tay tới, một điểm nhỏ lễ vật, còn mời vui vẻ nhận, kia là một cái cái hộp nhỏ, còn cần trong suốt băng gấm đánh lấy nơ con bướm, trên cái hộp in chút tiếng Anh, kiều vãn nhíu mày tiếp nhận, nhìn một chút về sau, liền có chút ngốc, đây là nước hoa, chương 146, hao tâm tổn trí trang trí ăn cơm tây, mở ra nhìn xem. Vương giảng vừa nhất cái cầm ra hiệu nói, sau đó liền phân phó xa phu, hồi tử lâu, ai kiều vãn kịp phản ứng, ta cũng còn không có cùng trong nhà nói một tiếng. Vương giảng vén lên màn xe, ra hiệu bên ngoài cửa hàng bên trong lưu sơn, bây giờ nói, thật đúng là trực tiếp sáng tỏ, kiều vãn thò đầu ra, cùng lưu sơn nói đi ra ngoài một chuyến. Cơm trưa khả năng không trở lại ăn, để thôi thì không cần đợi nàng, chờ Lưu Sơn ứng, xe ngựa liền một lần nữa lên đường, hướng Tửu Lâu phương hướng chậm rãi tiến lên. Kiều Vãn cẩn thận từng ly từng tí kéo băng gấm, mở ra cái hộp kia, xuất ra bên trong cái kia 10 phần mini cái bình tới, là rất phục cổ cái bình, thân bình rất là dày đặc, hoa văn phức tạp, có thể thấy được phí rất lớn tinh lực, ngược lại lộ ra bên trong kia một điểm nước hoa tính không được cái gì. Vặn ra nắp bình, Kiều Vãn hít hà, mùi thơm nồng đậm nhưng sẽ không quá nặng giống như là tử la lan hương vị nàng còn tưởng rằng vương giảng sẽ cho nàng chọn mặt lị hoa lan loại kia nho nhỏ mới mẻ hương vị chẳng qua lại nghĩ loại này quốc hoa tạm thời còn không có truyền đến nước ngoài muốn đều không có tử la lan loại này châu âu danh hoa mới tương đối phổ biến chẳng qua nước hoa thứ này thực sự xa xỉ nàng bình thường không có việc gì cũng không dùng được có chút dùng chi đáng tiếc không cần lại càng đáng tiếc cảm giác thu nhập túi tiền vẫn là trịnh trọng nói tiếng cảm ơn ta rất thích vương giảng liền chờ nàng câu nói này rất tự nhiên nói tiếp thích liền tốt cho nên có thể nghĩ tốt muốn làm cái gì kiều vãn phốc nhất tiếu ngươi a à, muốn ăn cái gì từng có thể gọi món ăn vương giảng vẫy một cái lông mày trong mắt trên mặt là không còn che giấu nhảy cẩn lộ ra nếu như nàng lắc đầu lời nói chính là cái gì sai lầm có thể kiều vãn gật đầu một cái tại hắn reo hò trước đó tiếng nói nhất chuyển chẳng qua ta tay còn chưa tốt, cho nên không tiếp thụ độ khó quá lớn, độ khó quá lớn, cũng không biết muốn dạy bao lâu khả năng sẽ, mà lại hơn phân nửa còn muốn thân từ làm mẫu, vương giảng miệng đầy đáp ứng, yên tâm, chính ngươi không nói, ta đều sẽ nhớ kỹ nhắc nhở ngươi, mà xuất phát lúc hắn chỉ nói đi tử lâu ba chữ, kiều vãn liền tự phát cho rằng là cẩm tú tử lâu, tiếng trước đó minh nguyệt tử lâu còn có chút ngây người, bên trong vẫn là như cũ. Cái kia thủ cửa hàng trung niên nam nhân vẫn tại chỉ là lần này không có ở đại đường dừng lại thêm vương giảng trực tiếp dẫn nàng đi bếp sau không chỉ đằng trước muốn so cẩm tú tửu lâu lớn phía sau phòng bếp cũng lớn hơn rất nhiều trừ cái đầu bếp bên ngoài còn có tách ra mấy cái phòng bếp nhỏ không thể so đằng trước trống rỗng nơi này cũng là đã một lần nữa tu chỉnh hoàn tất phòng bếp dụng cụ đều là đổi mới nhìn sáng trưng vương giảng mang nàng đi cái phòng bếp nhỏ nói là nhỏ kỳ thật cũng không nhỏ chính là đầu bếp phòng một nửa lớn nhỏ bên trong rõ ràng nhất một lần nữa chuẩn bị xong lò nướng còn có một lớn một nhỏ hai cái sau đó có bàn có ngăn tủ có bát thụ còn có cái rất là rộng rãi bàn làm việc bên cạnh là các loại lớn nhỏ bếp nấu đặt vào lớn nhỏ không đều cái chảo kiều vãn nhìn đến đây nơi nào còn có thế không rõ đây là đặc biệt vì nàng chế tạo một cái mới phòng bếp mà cũng không phải người khác chính là vương giảng thủ bút nàng nghĩ đến một cái khả năng lại cảm giác rất không có khả năng liền dứt khoát thử thăm dò hỏi ngươi ta để ngươi làm, đúng vậy a, à. vương giảng vừa nhất cái cầm, hơi đắc ý nói, hắn nói là giúp cho ngươi bận biệu, ta liền thay hắn bày mưu tính kế một phen, thế nào, còn hợp ngươi tâm ý, quả nhiên không có khả năng, kiều vãn thở dài một hơi, hắn cùng vương cẩm nhiều lắm là âm thầm giúp một tay, bên ngoài vẫn là có khác người khác, ngô, trước mắt xem ra còn rất toàn diện, chờ dùng tới lại nhìn thiếu cái gì đi, kiều vãn cho trong đó chịu trả lời, gặp hắn đã vẫn thoải mái, liền không khỏi lắc đầu đã ngươi như thế hao tâm tổn trí vậy ta liền cũng thêm chút sức có người hỗ trợ đi còn có nguyên liệu nấu ăn vương giảng phủi tay mấy cái tiểu nhị liền không biết từ từ đâu xuất hiện nối đuôi nhau mà vào đủ loại kiểu dáng sinh tươi lúc sơ đều chuyển vào phía sau cùng còn cùng cái nha hoàng rõ ràng là lần trước tại nam an quận tửu lâu chi nhánh cái kia lần trước nhìn nàng rất hợp ngươi ý liền để người đưa tới về sau liền để nàng đi theo ngươi trợ thủ như thế nào cái này đương nhiên được miễn cho có mấy lời nàng còn phải nói lần thứ hai, mà khả năng đối phương còn nghe không hiểu, Kiều Vãn lúc này mới hoàn toàn hài lòng gật đầu, đa tạ nha. Sau đó, liền lại như lần trước như vậy đem người đuổi ra ngoài, một bộ sinh miễn quan sát bộ dáng, có nàng tại, vương giảng còn thật sự chưa nghĩ tới muốn học trộm, nghĩ đến đợi nàng mở tiệm, muốn ăn đi qua chính là, dù sao trong nhà là cảm thấy chỉ cần hắn không ra biển, đi cái kia đều được, cho nên khi hạ liền giơ hai tay đầu hàng để người tại trong đại đường bày bàn lớn sau đó mình ngược lại là tới trước chỗ nhìn muốn để kiều vãn mình đơn độc mở cửa hàng lên vui vẻ nhất thuộc về hắn không sai cứ như vậy về sau nghĩ đến muốn ăn cái gì liền có thể trực tiếp tới mà không cần phải lo lắng nàng nơi nào không tiện hoặc là mặt khác có việc hay là đại ca lại phát hắn tính tình loại hình cho nên hắn không chỉ có tiếp nhận bếp sau cải tạo đằng trước đại đường cùng trên lầu nhã gian trọng chỉnh hắn cũng là nghĩ nhúng tay tin tưởng nghe chủ ý của hắn, kiều vãn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hắn bên này tràn đầy phấn khởi suy nghĩ nơi này làm như thế nào làm, nơi đó làm như thế nào làm, kiều vãn tất nhiên là nửa điểm không biết, nàng tay trái bây giờ có thể hơi dùng, cho nên một bên chỉ đạo nha Hoàng Xuân Nhi làm việc tốn sức, một bên mình mân mê lấy nguyên liệu nấu ăn, làm điểm nhẹ nhõm sớm chuẩn bị, mới vương giản cũng không có nói tới yêu cầu gì, cũng chỉ nói là ăn 16 năm cổ hương cổ sắc cơm trưa, Mười phần tưởng niệm đường đường chính chính cơm Tây, mặc kệ là cái gì, chỉ cần không cùng trước đó pizza sandwich giống nhau là được, cho nên, nàng liền cũng không nghĩ nhiều, liền dự bị lấy cho hắn làm dừng lại nghiêm chỉnh cơm Tây, món ăn nguội điều kiện không đủ, chỉ có thể bỏ bớt đi, liền từ canh bắt đầu, lại là phó đồ ăn, món chính, salad, đồ ngọt, cà phê cùng trà, canh làm rau quả canh, phó đồ ăn làm đạo chi sĩ tôm, món chính đương nhiên chính là bò bít tết, lại là rau quả salad, chi sĩ bánh gato tô, trà cái gì liền lại nói, bởi vì lấy là làm đầu bếp, không có cách nào từ đầu ăn vào đuôi, kiều vãn liền dứt khoát không có tính đến mình, mà là ngoài ra để cho Xuân Nhi dùng nhỏ lò nướng nướng tôm cùng bánh gato tô, không lớn lò nướng ra tới làm khác, canh đưa qua thời điểm, vương giảng còn khẽ giật mình, sau đó mới ý thức tới nàng đây là muốn làm cái gì, rau quả trong canh nguyên liệu nấu ăn phong phú, có cà chua, cây nấm, khoai tây, bắp ngô, cà rốt, đậm đặc mà thơm ngọt, ấm nhập tâm dạ dày. Là kiểu Tây cách làm, hương vị quả thực đã lâu mà tươi ngon, quét sạch là cái này một đạo canh, hao phí công phu sẽ cùng người khác làm mấy món ăn, nhất là tại cái này cái gì đều không tiện thời đại, lại là chi sĩ tôm, dùng chính là tươi mới sông tôm, cái đầu cũng không lớn, bao vây lấy chi sĩ tiên tạc kim hoàng tươi non, lại nướng đến 10 phần ngon miệng, chỉ là nghe, vương giảng đều không tự chủ nuốt nước miếng, hai cái trước đều là khai vị lại lượng không nhiều chờ bò biết tết bưng lên lúc, vương giảng mới cảm giác này sẽ là chân chính khẩu vị mở rộng, đối với mình đặc biệt để người đưa mới mẻ thịt bò tới này nhất quyết sách 10 phần may mắn, biết hắn nghĩ thật lâu, kiều vãn chỉ làm 3 phần chính, nghe có chút ăn lông ở lỗ cảm giác, nhưng kỳ thật là tương đương tươi non sướng miệng. Phối hợp cùng nhau lên đến không có sa lát tương sa lát ăn, ngược lại là có khác một loại tư vị. Cuối cùng, Xuân Nhi tự mình bưng nướng 10 phần thành công chi sĩ bánh gato tới, thuận tiện hỏi hắn muốn uống cái gì trà. Vương giảng cái kia còn có tâm tư muốn uống trà sự tình, nếu mày hỏi, kiều cô nương người đâu nàng còn đang làm cái gì, Xuân Nhi lão lão thật thật nói, cô nương tại làm mì sợi, chương 147, càng nhiều hiểu rõ muốn nói chuyện, mì sợi, vương giảng lập tức không nói gì, nàng cho hắn làm như thế một bàn, mình lại là ăn mì làm cho tựa như là hắn tại ngược đãi nàng, đi, đi xem một chút. Nghĩ đến kiều vãng tay không tiện, Vương giản liền vẫn là đem Xuân Nhi cũng cho mang lên, đợi đến bếp sau vào xem, Vương giản mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, Kiều Vãn cũng không cùng mặt nhu diện cái gì, càng không nhóm lửa nấu bát mì, mà là tại nhìn chầm chầm lò nướng nhìn, thỉnh thoảng còn vẫn nói thầm hai câu, giống như là đang chờ cái gì thời gian điểm. Hoành phía sau Xuân Nhi một chút, nàng cái này gọi tại làm mì sợi, ân, ừ. Xuân Nhi ngược lại cũng không sợ hắn, vẫn như cũ một mặt ngây thơ mà nói, cô nương nói là mì sợi a. À ngay tại lò kia tử bên trong, lò bên trong vương giảng vẫy một cái lông mày, đây là cái gì mặt, kiều vãn đã nhìn lại, ngươi tại sao tới đây còn có đạo đồ ngọt không ăn đi, cùng nếu như ngươi muốn uống trà, có thể để người đi bên ngoài hiện mua, ta là lười nhát động thủ, lười nhát động thủ vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì nướng mặt vương giảng một tay vẫy lui xuân nhi, dạo chơi đi qua, kiều vãn nhất tiếu, có phải thế không, ngươi đoán xem ta muốn làm cái gì, lớn lò nướng quan cực kỳ chặt chẽ, không những không nhìn thấy bên trong liền chút hương vị cũng ngửi không thấy để hắn làm sao đoán vương giảng hướng một bên một tòa dứt khoát chơi xấu nói không đoán ta chờ nhìn chính là bất đắc dĩ lắc đầu kiều vãn cũng là không còn đuổi hắn mà là để xuân nhi đi bên ngoài đem không ăn xong đồ vật bắt đầu vào đến để thiếu gia này tiếp tục ăn đừng lãng phí nàng một phen vất vả vừa vặn nàng bên này cũng cần lại chờ một đoạn thời gian liền cũng ngồi tại một bên ăn không có bưng lên đi làm được không dễ nhìn lắm nhưng hương vị nhất trí chi sĩ tôm, trong tay còn có một bát rau quả canh, hai người ngồi đối diện, cũng là khó được yên tĩnh ở chung một hồi. Vương giảng ăn vừa lòng thỏa ý, còn liếm liếm bàn đáy kia một điểm chi sĩ, lập tức lại cau mày nói, sớm biết lại để cho ngươi mang một ít bột ca cao đến, thật hoài niệm chocolate bánh gato hương vị, nghe vậy, kiều vãn không khỏi nâng tráng, kỳ thật cũng có thể làm. Dù sao kia một bao lớn bột ca cao liền đặt ở hoa phòng bên trong, nhưng lúc này lại là không được tốt đi lấy, không thể làm gì khác hơn nói, lần sau đi, vương giảng lập tức lộ ra chờ đợi thần sắc, hoàn toàn một bộ lần này vẫn chưa xong, liền đợi đến muốn ăn lần tư thế, sau đó uống chén nước, cảm giác có 6-7 phân no bụng về sau, liền lại ngấp nghé lên nàng lò nướng bên trong đồ vật đến, đợi chút nữa mặt này có phần của ta a, à. ngươi muốn ăn, không có vấn đề. Kiều vãn đầu tiên là gật đầu, sau đó liền vẫn còn có chút do dự chẳng qua là vật thí nghiệm có thể thành công hay không còn khó nói không được liền để xuân nhi mặt khác làm mì sợi đi nghe xong vật thí nghiệm ba chữ vương giảng liền mơ hồ đoán được không phải có thế tùy tiện làm thành nhãn châu xoay động liền linh quang lóe lên mà nói hẳn là ngươi là muốn làm ý mặt không ngoài ý muốn hắn có thế đoán được kiều vãn gật đầu đúng vậy a à, là bánh không ruột cách làm trước kia dùng lò nướng đều chưa làm qua cho nên không có chút tự tin nào mà sự thật chính diện Tại sấy khô phương diện nàng vẫn là rất có thiên phú, liền xem như mới từ Vương giảng mang về những cái kia thuần tiếng Anh trong sách mắt nhìn cách làm, này sẽ nhưng cũng là rất thành công. Từng cây kim hoàng sắc mì sợi treo ở giá nướng bên trên, phát ra một trận mùi thơm, cứ việc có hỏa hầu quá lớn nướng quá tiêu, hoặc là hỏa hầu không đủ còn cứng rắn chưa quen, nhưng cũng không ảnh hưởng Kiều Vãn lấy ra hai người phân lượng, để ở một bên làm lạnh, quay người dự bị lấy làm nước tương lần nữa tận mắt chứng kiến nàng thành công làm ra mới thành phẩm, vương giảng cũng là thập phần hưng phấn, không có để Xuân Nhi nhúng tay, mình kéo ống tay áo ở một bên bàn bên trên các phối đồ ăn, hắn động tác thuần thục, thấy không chỉ là Xuân Nhi, liền kiều vãn đều là có chút trợn mắt khóc mồm, nhị công tử nô tỳ Xuân Nhi đỏ cả vành mắt, gần như phải quỳ hạ thỉnh tội, cốt cốt, không phải chê ngươi vô dụng, chỉ là bản công tử vui vẻ, ngươi đi sát vách mặt khác nấu cơm đi cũng không thể bị đói mấy người các ngươi vương giảng không kiên nhẫn đuổi đi sợ hắn sẽ ghét bỏ mình vô dụng Xuân Nhi, sau đó phát giác được Kiều Vãn ánh mắt, lỗ tai liền có chút đỏ, nhìn cái gì, Kiều Vãn cười tủm tỉm nói, nhìn ngươi như thế tài giỏi, còn tưởng rằng chính là cái sẽ chỉ ăn đại thiếu gia đâu, đi đi đi, vương giảng không được tự nhiên quay đầu, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm liền ra ngoài chạy ngược chạy xuôi, sẽ không tự mình làm điểm ăn ngon, chẳng phải là quá mức ngược đãi mình. A à, Kiều Vãn cũng không còn đùa hắn, nghiêm chỉnh hỏi, ngươi đều sẽ làm những gì, có cơ hội luận bàn một chút, quên đi thôi, ta sẽ chỉ sắc trái trứng, nấu cái canh nhào bột mì loại hình, ngẫu nhiên tại bên ngoài đồng bọn kế nhóm cùng một chỗ chi cái nồi lớn ăn lẩu, liền thái thịt còn có thể, khác ngươi cũng đừng trò cười ta. Vương giảng cũng là trả lời nghiêm túc, đâu ra đấy cắt lấy trên thất cà rốt, cũng còn không có bị cay đến muốn rơi lệ, xem ra quả nhiên là thái thịt không sai, giờ khác này. Kiều Vãn liền mới xem như phát giác, hắn kỳ thật cũng không dễ dàng, đồng thời không đơn giản. Cái niên đại này cái gì đều không tiện, ra biển cũng không phải là một kiện người người cũng dám làm sự tình. Chớ nói chi là, vẫn là đi đến khoảng cách xa như vậy địa phương, trải qua hai người cộng đồng cố gắng, cuối cùng là giải quyết hai bàn ý mặt, nước tương tươi ngon, phối đồ ăn ngon miệng, mì sợi là lại đạn lại quy, cứ việc không phải như vậy đúng giờ kiểu Tây phong cách, nhưng cũng không thể phủ nhận đây là một đạo ăn thật ngon mặt ngồi tại có chút loạn trong phòng bếp, không có nói nhiều một bản thỏa mãn ăn xong ý mặt, vương giảng lúc này mới xem như ăn 10 phần no bụng, để đổ xuống sau còn đánh cái nấc, ách, giống như ăn quá no, kiều vãn không khỏi phốc nhất tiếu, đa tạ khẳng định. Làm một làm ra đồ ăn người, có thể khiến người ta ăn no ăn được cũng ăn quá no, là một loại rất lớn cảm giác thành tựu, cứ việc bận bịu lâu như vậy nói không mệt là giả, nhưng lại cũng đáng được. Mà về phần thu thập sự tình, tự nhiên là giao cho Xuân Nhi, hai người vỗ vỗ vạt áo, ra bếp sau đi đến đằng trước đại đường, nếu như ngươi yên tâm, đem nơi này trang trí phương án giao cho ta vương giảng dựa vào thang lầu tay viện, một bộ bộ dáng lười biến nhìn xem nàng nói, liền xem như là ngươi chiêu đãi ta đáp lễ, có thể chứ vừa vặn nàng đối trang trí một chuyện không có chút nào khái niệm, nhất là tại cổ đại, nên dùng tài liệu gì, lại có thể làm ra cái dạng gì đến hoàn toàn không biết. Còn muốn lấy tùy tiện đổi mới một chút liền tốt, Vương giảng cười, đương nhiên có thể, ba ngày, chỉ cần ba ngày thời gian, ta liền cho ngươi một tấm hài lòng trang trí bản vẽ. Hắn nói đến như vậy dễ như trở bàn tay, không giống như là đang nói khoác lác, Kiều Vãn Trần chờ một lát sau, liền điểm đầu đạo, "Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Đúng, đại ca hôm nay cũng tới, hắn nói muốn thương lượng với ngươi một chút tiểu lâu sản phẩm mới sự tình." Vương giảng lúc này mới nhớ tới nói, "Vừa vặn ta còn có việc muốn nói với ngươi, trước đi qua lại nói." muốn mở tiệm này, bên kia tủ lâu sản phẩm mới hoàn toàn chính xác lại là một vấn đề, Kiều Vãn vui vẻ gật đầu, vừa vặn tiêu cơm sau bữa ăn, liền trực tiếp đi qua đi, hai người đang muốn đi, lại là thấy tủ lâu đại môn trước bị đẩy ra, một người đi đến, nhìn thấy hai người tại cũng không nhiều ngoài ý muốn, mà là trực tiếp tới làm lễ, Kiều Cô Nương, Vương Công Tử, nhìn thấy hắn, Kiều Vãn nhất thời có chút giật mình lo lắng, lập tức là buồn cười hiểu rõ tới hóa ra là ngươi về sau còn muốn gọi ngươi một tiếng phượng lão bản, cái này người chính là một thân áo xanh phượng thanh, hắn như của một bộ mặt đơ bộ dáng, nói, cô nương gọi tại hạ phượng thanh là được, cô nương lần này đến đây vừa vặn, chính là không biết có hay không thời gian cùng ta nói một chút tửu lâu trọng chỉnh một chuyện, chương 148, thấy ngứa mắt muốn xù lông, khi đại khái liền gọi, đều góp đến cùng một chỗ, ngược lại bất việc đi. Cảm giác tiêu vân kình đã là đem vương gia coi là mình người, vương cẩm cũng là nghĩ như vậy cho nên nhìn thấy phượng thanh lúc đều không có nhiều kinh ngạc cũng chỉ có vương giảng trong lòng có chút vướng mắt lôi kéo kiều vãn hỏi hắn là phái người đi theo ngươi đi làm sao có thể thật trùng hợp như vậy chúng ta ăn xong hắn mới không nhanh không chậm đến đi theo nàng a đoán chừng là tiêu vân kình an bài người cũng không cùng lấy hắn cùng một chỗ rút về đi thôi chẳng qua cũng tốt miễn cho kiều gia cái này tai họa ngầm không biết lúc nào bộc phát nhất là tiêu vân kình triệt để về bắc an quận không có hắn cản trở có người trong bóng tối nhìn xem đều tốt mà cái này đương nhiên khó mà nói ra miệng một lời giải thích chẳng phải là muốn đem kiều gia cũng mang ra mặc dù cùng vương cẩm vương giảng hai người ngày càng quen thuộc nhưng là liên quan tới nàng thân thế một chuyện hai người bọn họ không có đặc biệt hỏi tới lời nói kiều vãn cũng không phải là nghĩ như vậy nói suy nghĩ chuyển cái ngoặt kiều vãn liền chỉ là một nhún vai nói rất không có khả năng đi hắn là phượng hằng ca ca không cần thiết làm như vậy chính là phượng hằng ca ca mới có thể ngươi lại làm sao biết bọn hắn là thân phận gì vương giảng cũng là vừa chuyển động ý nghĩ vẫn là đem trong lòng đè xuống hai người xem như mỗi người có tâm tư riêng liền cũng chỉ có thể như thế coi như thôi tốt a à. kết quả lại là kiều vãn cùng vương cẩm khác đàm vương giảng bị ép bất đắc dĩ cùng phượng thanh ngồi vào một bên khác mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày nói không nên lời lời gì tới không có cách nào ai bảo trước mặt hắn mới cùng kiều vãn hứa hẹn xuống tới trong tiệm trang trí một chuyện giao cho hắn đâu mà chân chính có thế đi áp dụng người vẫn đích xác là phượng thanh không giống làm bếp sau lúc là vương cẩm ra mặt đi nói tiếp nghẹn nửa ngày vương giảng liền chỉ nhảy một câu ra tới ba ngày sau ra bản vẽ đến lúc đó ta đi tìm người đem dự toán định ra đến hết thảy dùng tài liệu đều tại bắc an quận chọn mua người có ý kiến gì phượng thanh thực sự mà nói kiều cô nương như không có ý kiến phượng mổ tất nhiên là không có từng hừ nàng đương nhiên không có ý kiến vương giảng lập tức đứng người lên, vậy cứ như thế nói định, đến lúc đó ta ra bản vẽ, ngươi lấy tiền chọn mua tìm người, ta nhưng là muốn nghiệm thu, nói xong, liền gào to lấy đến hai người kia bên kia, chúng ta nói xong, các ngươi giải quyết không có, kiều vãn điều khiển tinh vi đuôi lông mày, nhanh như vậy phượng đại ca không có ý kiến khác hắn so phượng hàng lớn, cũng không tốt gọi thẳng tên, kiều vãn liền dứt khoát dạng này gọi. Dù sao nơi này nàng nhỏ nhất, kêu người nào một tiếng ca đều không quá đáng. Phượng Thanh một nghi mặt lắc đầu, nghe theo cô nương, không có ngoài ý muốn trả lời, Kiều Vãn gật đầu, ngược lại nói, kỳ thật ta cùng đại ca cũng đàm phải không sai biệt lắm, hắn muốn đi nhận an quận mở tiệm mới, sợ là không để ý tới mỗi tháng tới một lần, về sau liền trực tiếp chế thành thực đơn đưa tới, còn có, nhị ca ngươi cũng phải hỗ trợ, vương giảng vô ý thức liền nghĩ nói ta có thế hỗ trợ cái gì, nhưng tiếp thu được kiều vãn có thâm ý khác ánh mắt về sau, liền có mấy phần hiểu rõ, kịp thời sửa lời nói, "Tốt, đại ca đến không được, ta mỗi ngày đến cũng không có vấn đề gì, mặc dù hắn hiển nhiên mục đích không thuần, chỉ mong ý tiếp xúc trong nhà sinh ý liền là một chuyện tốt." Vương Cẩm vui mừng điểm đầu đạo, "Vậy thì tốt rồi, ta có thời gian vẫn là sẽ đến một chuyến, ngươi cũng không thể làm hư." Vương giảng biểu môi, "Đương nhiên sẽ không, đại ca ngươi chớ xem thường ta." hắn có thế nói như vậy tất nhiên là tốt nhất vương cẩm liền đứng lên nói ta sẽ cùng với lâm trưởng quỷ đánh tốt chào hỏi khoảng thời gian này bên này liền giao cho các ngươi ta còn có việc đi trước một bước giản nhi ngươi nhớ kỹ sớm đi trở về vương cẩm nói xong cũng đi lưu lại ba người trầm mặc một lát liền do kiều vãng một tiếng cười đánh vỡ giản nhi ngô xưng hô thế này không sai không bằng về sau ta cũng dạng này gọi ngươi không được vương giảng giữ dằn nhìn xem nàng nói muốn gọi nhị ca các ngươi lão sư không có dạy ngươi muốn hiểu lễ phép a à, cốt 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 gọi nhị ca kiều vãn vội vàng vuốt lông khóe miệng ý cười nhưng thủy chung không có xuống dưới nhị ca ngươi không phải nói có việc muốn nói với ta gặp nàng dạng này vương giảng vẫn là không khỏi ngạo kiều hừ một tiếng nhưng trở ngại phượng thanh không thức thời không đi liền vẫn là chuyển thành nghiêm mặt nói cái kia ta là muốn nói ngươi có gì cần dùng tới nguyên liệu nấu ăn không ngại liệt xuống tới mặc dù không có cách nào cam đoan toàn bộ làm tới nhưng là hẳn là có thế thỏa mãn một bộ phận yêu cầu dạng này không phải cũng càng lợi cho ngươi mở tiệm mới ngươi lại muốn ra biển kiều vãn do dự nói nếu như phiền toái vẫn là được rồi dù sao biến đổi nhiều kiểu tới làm menu cũng sẽ không quá đơn giản vương giảng bạch nàng một chút ta đương nhiên là vì mình miệng ăn chi dục suy nghĩ mà lại ta tốt xấu cũng từng đi ra ngoài nhiều lần như vậy bằng hữu sẽ không thiếu để người hỗ trợ đưa tới hoặc là phái chuyên gia đi chọn mua chính là. Còn nữa, ta quốc đất rộng của nhiều, cũng chưa chắc đều muốn ra ngoài tìm, hắn lời này ngược lại là nói đến 10 phần có lý, như cái đại nhân, Kiều Vãn Thu hồi mình lo nghĩ, điểm đầu đạo, vậy thì tốt, kỳ thật ta đã mô phỏng menu, hôm nay trở về lại tiến hành bổ sung, chờ sau 3 ngày ngươi qua đây cho ngươi thêm nhìn, hắn cũng không nói ngày mai không đến, nghĩ đến nàng chung quy là có chuyện phải bận rộn không thể mỗi ngày giống như hắn không có việc gì, vương giảng liền vẫn là đáp ứng, kia tốt còn có chính là, nếu như bên này làm tốt, người có muốn hay không suy xét đem cửa hàng mở đến Bắc An quận đi nơi này mặc dù cũng không tệ, nhưng có chút nguyên liệu nấu ăn khó được, vẫn là muốn đi thành phố lớn mới có thể bán ra giá tiền, không thể tiện nghi bọn hắn, cứ việc không biết rõ thành phố lớn là vật gì, nhưng Phượng Thanh do dự, vẫn là chen vào nói, đa tạ nhị công tử hảo ý việc này ta sẽ cùng với công tử hồi báo có ngươi chuyện gì vương giảng không chút nghĩ ngợi hướng hắn liếc mắt vốn là cảm thấy hắn chướng mắt còn xen vào kiều vãn ho nhẹ một tiếng ngươi tỉnh táo một chút ta ngược lại là cảm thấy phượng đại ca lời này có lý vốn chính là tử du chủ ý cái này cửa hàng cũng là hắn bán đi đến lại nói bên ngoài ngươi cùng đại ca thật đều không tiện nhúng tay lời này vương cẩm tự nhiên cũng là cùng hắn nói qua lúc này kiều vãn cũng như vậy cùng hắn nói vương giảng liền không vui lòng vì cái gì ngươi cùng nó cùng hắn hợp tác chẳng bằng cùng nhà ta hợp tác mà lại ngươi mở cái này tiệm mới tất nhiên là sẽ ảnh hưởng cẩm tú tửu lâu sinh ý vì sao không cùng lúc kiều vãn khẽ giật mình lập tức mới nói sẽ không ta cùng đại ca nói xong hai nhà cửa hàng ai cũng có sở trường riêng không có ảnh hưởng làm sao ngươi biết nếu là đến lúc đó ngươi chỉ chuyên chú bên kia mặc kệ chúng ta nữa nha vương giảng một mực xính miệng nhanh chóng nói xong mới cảm giác nói sai, thật có lỗi, ta không có ý tứ kia, hắn hỏa khí tới cũng nhanh, lắng lại phải cũng nhanh, kiều vãn cũng còn không có phản ứng, hắn trước hết xin lỗi, lắc đầu nhất tiếu, kiều vãn không cùng hắn một loại để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ là hỏi, ngươi đến cùng tại so đo thứ gì nếu là đại ca tại, cũng sẽ không cho là, ngươi là vì nhà ngươi tử lâu sinh ý suy nghĩ đi, không có gì, vương giảng bực mình nói. Chính là nhìn hắn không thuận mắt được rồi uy, họ phượng nơi này không liên quan đến ngươi, tại sao còn chưa đi, Phượng Thanh cứng rắn mà nói, ta đưa cô nương trở về, vương giảng chán nản, ta tiếp đến, đương nhiên ta đưa, mắt thấy hắn lại muốn xù lông, kiều vãn vội vàng nói, Phượng đại ca ngươi về trước đi thôi, ta còn có việc cùng nhị công tử nói, nhìn một chút nàng, Phượng Thanh lúc này mới thấp đầu, vâng, chương 149, hài lòng nói chuyện phiếm vì tặng hoa, bọn người đi, kiều vãn liền nhìn về phía vương giảng, bất đắc dĩ nói, lần này ngươi hài lòng đi mặc dù hắn là mặt đơ chút nhưng cũng là muốn giúp đỡ ngươi làm gì dạng này hỗ trợ là thuận tiện giám thị mới đúng chứ mặc dù không biết tiêu vân kình như vậy đối kiều vãn là mấy cái ý tứ nhưng vương giảng chính là không hiểu khó chịu tự nhiên không thể đối với hắn bản nhân như thế nào vậy liền đành phải nhằm vào hắn thủ hạ mặt đơ vương giảng dứt khoát chuyển di trọng điểm ta nhìn hắn là người máy đi đều không có mình ý nghĩ nghe hắn cái này ngôn luận kiều vãn càng là buồn cười không thôi đối mặt cố chủ bàn giao muốn tuân theo mệnh lệnh đối tượng phượng thanh phải có cái gì mình ý nghĩ nàng nhún vai cũng không lại dây dưa đề tài này ngược lại tùy ý hỏi một câu nhận an quận cách rất xa a à vì sao hiện tại mới nhớ tới muốn đi bên kia mở tiệm nghèo thôi vương giảng đáp phải nghiêm túc thanh châu bốn quận nam an quận gần biển trù phú nhất bắc an quận thì là danh môn quý tộc căn cứ nhận an quận lớn nhất nhưng kinh tế không di chuyển được nhiều người địa phương lớn cũng không có tác dụng gì. Vui an quận tại trong khe núi, núi nhiều ruộng nhiều, nhưng tài nguyên đều nắm giữ tại người giàu có trong tay, nghèo giàu trên lệch 10 phần lớn, bên kia hơi có tiền đều là thổ địa chủ. Hai địa phương này, cái trước còn cần thăm dò một chút thị trường, cái sau là du côn nhiều, người ngoài không dễ lăn lộn, kiều vãn có chút kinh ngạc, người ngược lại là biết đến rất rõ ràng, có tâm, làm được tất nhiên không cần đại ca kém đi, đối với cái này, Vương giảng dùng hành động biểu đạt hết thảy uể oải nằm tại trên giường êm, một tay gối lên đầu đạo, ta lười thôi, cũng không muốn cùng khác cổ nhân nhiều liên hệ, khoảng, không có người khác tại, kiều vãn liền cũng buông ra, một tay nâng cầm lên, đồng ý nói, hoàn toàn chính xác rất khó khăn lẫn vào, bọn hắn nói chuyện còn thích vòng vo làm trò bí hiểm, không cẩn thận nghe không hiểu, khả năng liền bị hố, không phải sao vương giảng thuận mồm phàn nàng nói, có lần ta cùng ta ca đi bên ngoài ăn cơm ở giữa có người cố ý đến chào hỏi, cùng ta ca cười tủng tiễn trò chuyện nửa ngày, còn khen ta vài câu, lúc ấy ta còn thật vui vẻ, làm sao biết quay đầu người vừa đi, anh ta liền mắng ta khờ tử, người ta nói ngươi giờ đều nghe không hiểu, còn cười ngây ngô đâu, giờ lớn chưa hẳn tốt kiều vãn nghiêng đầu nhìn hắn, vương giảng một mặt không cam lòng, cũng không phải mà lại trước đó cùng ta ca kia một phen cũng có ý khác vị, nghe hắn giải thích xong. Ta còn ngốc ngốc hỏi một câu người kia có phải là thích nói giỡn kết quả ngươi đoán làm gì anh ta vung ta một câu kia là nhà ta đối thủ một mất một còn ước gì chúng ta chết cả nhà loại kia ta liền nằm cái lớn rảnh phốc kiều vãn nhịn không được cười sinh ý trên trận không đều như vậy nhưng nhiều nhất vụn trộn mắng một mắng chửi đi giống hắn dạng này người ta ăn cơm ăn vào một nửa chuyên môn chạy tới gõ cửa quấy rầy lần lượt mắng một trận ngươi gặp qua a vương giảng hừ một tiếng không phong độ chút nào cũng khó trách cổ đại phân cấp bậc là thổ nông công thương quy, ngươi đây là đem ngươi nhà cũng cho cùng một chỗ mắng. Kiều vãn buồn cười nhìn hắn, vương giảng lại không chút nào ấy nấy ý tứ, ngược lại thở dài, kỳ thật nhà ta là làm thật bị người xem thường loại kia, gia gia kia thay mặt dựa vào đào quán làm giàu, cái gì mỏ vàng mỏ bạc mỏ đồng đều mân mê quá, những cái này tại cổ nhân trong mắt là tầng dưới chót nhất một loại, đến cha ta, liền bắt đầu học làm đứng đắn thương nhân, mở tủ lâu khách sạn, bán thuốc tài tơ lụa, đương nhiên, vàng bạc những cái kia vẫn là không có triệt để vứt bỏ. Ngươi biết bọn hắn quản nhà chúng ta kêu cái gì sao, hàng môn, chính là không có căn cơ gì mà làm giàu thổ địa chủ. A Kiều vãn biểu lộ khen, một mặt đồng tình nhìn xem hắn, vậy nhưng thật thảm, bị nàng chọc cười, vương giảng ngồi dậy, thảm cái gì, có tiền chính là gia, gần đây cha ta còn cấu kết lại cái gì tiêu vương gia, toàn bộ thanh châu địa giới không có mấy người dám chọc nhà chúng ta. Kiều vãn cũng là cười đến thoải mái, đó không phải là, tại ta một cái liền hàng môn cũng không tính mặt người trước than thở cái gì, vừa nói như vậy cũng hoàn toàn chính xác, nàng cái tuổi này liền ra tới kiếm tiền nuôi gia đình, có thể thấy được trong nhà thực sự không tính là giàu có, Vương giảng sờ sờ mũi, không được tốt ý tứ mà nói, đây không phải là vừa vặn nói lên nhà chúng ta a, à, mà lại cũng không gặp ngươi nói ngươi sự tình, nghe ta ca nói ngươi có mẫu thân đệ đệ, phụ thân đâu, không nghĩ tới hắn hoặc là không hỏi, hỏi một chút liền đâm trọng điểm chẳng qua đây cũng là nhân chi thường tình, kiều vãn trên dưới bờ môi đụng một cái, rất là vô tình nói, chết rồi, vương giảng ồ một tiếng, nghĩ đến cũng hẳn là là như thế này, tại cổ đại, giống như là cái gì ly hôn ở riêng một chuyện rất ít gặp, cơ bản sống một mình chính là chết một nửa khác, cho nên hoàn toàn chính xác nên dạng này, kiều vãn cũng không muốn nói thêm nàng cái kia bỏ rơi vợ con cặn bả cha, ngược lại chủ động nói, lần sau có thể tới trong nhà ăn cơm, ta làm cho ngươi ăn ngon ai có thể chứ vương giảng hôm nay không dám vào cửa chính là sợ không tiện, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động mời. Chẳng qua nếu là hắn biết, Tiêu Vân Kình cùng Phượng Hằng bởi vì ở cửa đối diện, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng đến nhà, nàng sẽ còn đưa ăn đi qua, liền sẽ không như vậy nghĩ. Đương nhiên có thể, đệ đệ ta cuối tháng trở về, cũng không có mấy ngày, không bằng ngươi liền ngày đó đến Minh Bạch Vương giảng loại kia cùng là xuyên qua nhân sĩ, cũng muốn hiểu rõ một phen tình cảnh của nàng tâm tình kiều vãn tựa như ước nguyện của hắn dự định để người nhà cũng nhận thức một chút hắn tại vương giảng xem ra đây chính là không coi hắn làm người ngoài nhìn tự nhiên là vạn phần mong đợi đáp ứng cũng đã bắt đầu nghĩ đến ngày đó hắn muốn mặc quần áo gì muốn dẫn lễ vật gì đến mà kiều vãn cũng đã tại xem chừng hiện tại canh giờ nghĩ đến hôm nay nên hoàn thành nhiệm vụ còn chưa làm liền đứng lên nói cũng không còn sớm ngươi trở về cũng có giai đoạn hiện tại mùa đông đen phải sớm vẫn là sớm đi đi tốt vương giảng nhìn ra là nàng tự mình muốn đi nhưng cũng không tốt kéo lấy nàng cũng chỉ phải không tình nguyện đứng dậy nói lầm bầm rõ ràng là ngươi nhớ muốn trở về lại lấy ta làm lấy cớ hắn tính tình trẻ con kiều vãn cũng không phải lập tức liền xem như không nghe thấy cùng hắn ra nhã giang xuống lầu quen thuộc từ sau trù bên kia cửa ra ngoài đã thấy một bên ngừng lại hai chiếc xe ngựa một cổ là lúc đến vương giảng ngồi một cổ rất là nhìn quen mắt hiển nhiên là phượng phủ chuyên dụng xe ngựa mà ngồi ở trên xe ngựa người càng là nhìn quen mắt không phải một nghiêm mặt phượng thanh là ai cái này hiển nhiên là một mực chờ vẫn là cố chấp lấy muốn đưa kiều vãn trở về mà bọn họ đích xác càng tiện đường vương giảng thì là muốn từ một phương hướng khác ra khỏi thành vương giảng cũng hiểu rõ đến điểm này không khỏi biểu môi một cái nói thật sự là tử tâm nhãn sau đó cũng không còn xoắn suýt ai đưa nhìn xem nàng lên xe ngựa còn phất phất tay ba ngày sau ta lại đến, tốt, ba ngày này vất vả ngươi. Kiều Vãn ở trên xe ngựa vào chỗ về sau, còn vén cửa sổ xe màn cùng hắn vất tay, ngươi cũng lên ngựa xe đi, đừng tiễn, nhìn xem hắn ngoan ngoãn đi bên trên một chiếc xe ngựa khác, Kiều Vãn mới nói, đi thôi không đúng, Phượng Đại ca ngươi tự mình đánh xe, đáp lại nàng là Phượng Thanh lưu loát một roi xuống dưới, không nhẹ không nặng, để xe ngựa chậm rãi động, chẳng qua lập tức lại là kéo một phát dây cương, lệnh cưỡng chế kia mới thụ một roi ngựa dừng lại, kiều vãn nghi vấn không được đến trả lời chắc chắn, lại tới đây một lần, hoàn toàn không hiểu ra sao, làm sao, nhị công tử ở phía sau truy, phượng thanh kia cứng nhắc tiếng nói vừa rơi xuống, toa xe liền bị người gõ vang, kiều vãn vén cửa sổ xe màn, quả nhiên thấy vương giảng đứng bên ngoài đầu, chạy mấy bước còn có chút thở, trên tay dơ chi kia hoa hồng đưa tới, người rơi trên xe, chương 150, cung trong ban thưởng bị đánh mặt. Kiều Vãn bị Vương Giản lôi kéo đi làm bỗng nhiên kỳ quái cơm, về sau hai người còn cùng một chỗ tại phòng bếp nhỏ bên trong làm mặt, lại về sau lại tại cẩm tú tử lâu trong gian phòng trang nhã đơn độc hàng huyên một hồi, đồng thời chạy còn đưa đoá hoa sự tình, không sót một chữ bị ghi chép lại, đưa đến tiêu vân kình thư phòng trên bàn. Hắn hồi phủ những ngày này một mực đang dưỡng bệnh, trong mỗi ngày liền trong thư phòng đọc sách viết chữ sống qua ngày, nhìn qua tin về sau, tiêu vân kình thần sắc không thay đổi, dường như tự nói hỏi một câu, phượng thanh tiểu tử này viết chỗ tối có người về âm thanh là lại nhìn đi qua lại là một mảnh u ám cũng không thấy bóng dáng tiêu vân kình không nói tốt hoặc không tốt chỉ là thu tin đứng dậy chọn mấy quyển mình đằng chép tự thiếp lại từ trên giá sách rút vài cuốn sách làm xong những cái này phương nâng bút tại trống không trên tờ giấy viết mấy chữ cũng không nhiều che giấu trực tiếp đặt ở trên sách đem những cái này mang về nói xong hắn liền một lũng ống tay áo dạo chơi đi ra thư phòng xuống lầu bởi vì lấy sớm thành thói quen, cho nên tại Phượng Phủ phái người đưa bao đồ vật khi đi tới, Lưu Sơn không hỏi nhiều liền nhận lấy, quay đầu đưa đến ngay tại thư phòng luyện chữ Kiều Vãn trước mặt. Nghe Lưu Sơn nói câu Phượng Phủ đưa tới liền tự dắt lui ra, Kiều Vãn còn có chút giật mình lo lắng, Phượng Phủ Phượng Thanh, nàng nhất thời cũng không có hướng tiêu vân kình trên thân nghĩ, đợi đến giải khai bao vải, lộ ra bên trong trên tờ giấy kia quen thuộc chữ viết lúc, mới đột nhiên hiểu được, Phượng Thanh có thể cho nàng đưa cái gì trước kia phượng hằng hơn phân nửa cũng đều là nghe tiêu vân kình mệnh lệnh mới đưa trên giấy chẳng qua rải rác mấy chữ đông đi xuân tới cùng ngươi cùng nỗ lực lại mở ra phía dưới kia vài cuốn sách cùng tự thiếp kiều vãn vẫy một cái lông mày lập tức minh bạch mấy chữ này ý tứ đông đi xuân tới hiện tại vẫn là mùa đông chưa nói tới đã đi mà là chỉ tình trạng cơ thể của hắn đã sống qua trời đông nên đón mùa xuân ấm áp chính là nói trước sớm trúng độc đưa đến thân thể suy yếu đã dưỡng tốt cùng ngươi cùng nỗ lực phối hợp sách cùng tự thiếp chính là đại biểu hắn biết nàng gần đây đang làm những gì mà hắn cũng là đồng dạng tại làm lấy những thứ này cũng là tại hàm xúc mà nói hồi phủ sau cũng không sóng gió gì hết thảy bình tĩnh như thường nghĩ cho đến đây kiều vãn liền không khỏi nhớ tới hôm qua mới đối vương giảng nói cổ nhân liền thích đánh bí hiểm đi vòng nói chuyện chưa từng nghĩ chuyển đường tiêu vân kình liền để nàng kiến thức đến như thế nào mức độ lớn nhất đi vòng a à không là là mịt mờ biểu đạt đem tờ giấy kia thu vào trong lòng, dự bị lấy thu được trước đó cái kia cái hộp nhỏ bên trong, kiều vãn mở ra kia vài cuốn sách, không phải cái gì phiền phức khô khan thể văn ngôn, mà là rất dễ dàng xem hiểu tiếng thông tục, nội dung cũng không phải ai oán tình cừu, mà là có người truyện ký, có mạo hiểm truyền kỳ, còn có bản thanh châu quái dị nghe, tự thiếp thì là có mấy loại kiểu chữ, phần lớn là tương đối nhã nhặn thanh tú kiểu chữ, rất thích hợp với nàng đi vẽ luyện tập. Mà tỉ mỉ nhìn qua về sau, kiều vãn liền không khỏi há to miệng mỗi bản cuối cùng đều có một cái tiểu ấn chương mà kia con dấu không phải là lúc trước khắc ở phiếu nợ bên trên cái kia nói cách khác mấy bản này tự thiếp đều là tiêu vân kình đặc biệt đằng chép mà không phải tùy ý mua mấy quyển đưa tới nhận biết đến điểm này về sau nàng liền không còn là tùy ý lật qua mà là nghiêm túc nhìn tiêu vân kình cho nàng như thế mấy quyển hiển nhiên không phải để nàng đều đi theo luyện mà hơn phân nữa là để chính nàng chọn một loại thích kiểu chữ đến luyện lúc đầu cơ sở liền không tốt, nhiều ngược lại cũng không thể chuyên tâm viết xong, chỉ là tiêu vân kình chữ đẹp mắt, để nàng có chút không thể nào lựa chọn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chạy tới hỏi thôi thì, để mẫu thân đại nhân đánh nhịp về sau, mới định ra trong đó một bản mở ra là vẽ luyện tập, ngày thứ hai lại luyện nửa ngày về sau, kiều vãn liền mới nhớ tới muốn về tinh, nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là dứt khoát dùng mới học được kiểu chữ nghiêm túc viết mấy chữ nguyện quân mạnh khỏe, cũng là đã có chữ viết mặt ý tứ, còn nói rõ mình có tại thật tốt luyện chữ, trong bất tri bất giác, nàng cũng bị mang như vậy lời ít mà ý nhiều, nàng hồi âm, Phượng Thanh tất nhiên là không có chậm trễ, lập tức để người khoái mã đưa đi Bắc An quận, mới vào đêm, khi bốn chữ liền truyền đạt đến, tiêu vân trình tinh tế suy nghĩ cái này bốn chữ ý vị, lại đi đi về về nhìn xem kia nhất bút nhất họa, phản phất có thể nhìn thấy kiều vãn kia nho nhỏ thân ảnh, một mình đứng ở trước bàn sách, nghiêm túc mà đầu nhập luyện một lần lại một lần, mới đưa hài lòng nhất tác phẩm đưa đến trước mặt hắn, giống như là đáp lại, lại giống là lấy công, lại hoặc là căn bản không có cái gì suy nghĩ, chỉ là mang theo nhất quán ân cần hồi âm thôi. Ngẫn đầu nhìn âm trầm bầu trời đêm, thần sắc có một cái chớp mắt giật mình giờ này khắc này nàng, đang làm những gì đâu, lại có hay không cũng trong lúc vô tình ngẫn đầu nhìn trời, hay là lơ đã nhớ tới hắn, ý niệm này bị sau lưng tiếng bước chân đánh gãy, tiêu vân kình nhất quán tỉnh táo, thu tay lại trung tính giấy, xoay người sang chỗ khác nhàn nhạt hỏi chuyện gì xuất hiện tại cửa ra vào chính là vẫn như của một thân hạ đẳng nô bột mặt tề cô cô trong tay nàng dựng lấy một kiện giày áo khoác ngoài tiến lên đây nói càng sâu lộ nặng thế tử muốn chú ý thân thể của mình mới là tiêu vân tình không có để nàng tiến lên hầu hạ chỉ là tiếp nhận áo khoác ngoài mình phủ thêm buộc lại vừa nhấc mắt hỏi còn có chuyện gì tề cô cô lui lại mấy bước cuối thấp đầu hồi bẩm nói mấy ngày nay kinh thành phái tới người liền nên đến thế tử nhưng cùng vương gia nói xong, cái này trước mắt, thế tử nhớ lấy đường liền vương gia cũng cùng nhau chọc giận, đều có thể đem trách nhiệm đẩy lên nô tỳ trên đầu. Ngươi cảm thấy phụ vương sẽ tin tưởng coi như ngươi từng trong cung cùng mấy vị nương nương quan hệ cũng không tệ, nhưng đến cùng rời cung nhiều năm, lại chỉ là cái nô tài, tiêu vân kình không muốn nhiều lời, được rồi, đi xuống đi, cái này sự tình ta tự có phân tắc, tề cô cô há to miệng, hiển nhiên còn có lời muốn nói, nhưng gặp hắn đã lại xoay người sang chỗ khác, liền chỉ là thở dài, Phúc thân nói, nô tỳ cáo lui, nhưng mà kinh thành người lại là so trong tưởng tượng muốn tới phải mau một chút, đến ngày ấy, Tiêu Vương gia vừa lúc nhất thời hưng khởi mở tiệc chiêu đãi mấy người bằng hữu, nữ quyến cũng ở phía sau từ Tiêu Vương phi chiêu đãi, Tiêu Vân Phong cùng Tiêu Vân Nhã cũng là ra tới gặp khách, chỉ có Tiêu Vân Kình cáo ốm tuyệt không ra tới gặp người, đợi đến nhận được tin tức nói kinh thành một đoàn người đã vào thành lúc, cũng đã muộn không phải năm không phải tiếc, kinh thành đến người, còn không phải cái gì đại thưởng tứ phong thưởng, vẻn vẹn nghe nói tiêu vương thế tử thân thể ôm việc gì, thánh tâm khó có thể bình an, liền thưởng rất nhiều đồ vật xuống tới, cũng tri kỷ ban thưởng cung trong nô bột đến thiếp thân hầu hạ, không có tiêu vương phủ những người khác phần, vẻn vẹn chỉ là thưởng tiêu vân kình một người, mà lại ăn mặc chi phí chi vật đều có, lại thêm những nha hoàng kia gã sai vặt hộ vệ quả thực tựa như là đang đánh tiêu vương gia mặt con của ngươi tại ngươi trong phủ trôi qua không tốt, còn muốn trẫm đến cố ý chiếu cố. Tiêu vương phi cũng là sắc mặt trắng bệt, trong phủ nội vụ làm từ nàng cái này chủ mẫu quản lý, đến lúc này, liền biểu thị liền hoàng gia cũng không tin nàng sẽ thiện đãi tiêu vân kình, nếu là trong phủ không người ngoài còn tốt. Hết lần này tới lần khác vừa nghe nói cung trong người tới, tất cả mọi người khẩn trương vạn phần dự bị tới đón thánh dụ, còn có người suy đoán có phải là mặt khác phong thưởng xuống tới, kết quả lại là như thế, mọi người trên mặt đều là đủ mọi màu sắc, đẹp mắt không thôi. Cung trong người truyền đạt quá trong cung về sau, liền cơm cũng không ăn, liền vội vàng nói phải chạy về kinh thành, lại là một cái đánh mặt cung trong người như thế bận biệu, lại còn phải vì chuyện nhà của ngươi hối hả, còn để thánh thượng phân tâm lo lắng, quả thực chính là sai lầm, người vừa đi, tiêu vương gia sắc mặt liền âm trầm xuống, lập tức cũng không còn chiêu đãi bạn bè, thẳng vung tay áo đi tìm tiêu vân kình. Chương 151: Hỉ nộ vô thường nghĩ kế, chủ nhân đều đi, khách nhân tất nhiên là cũng không tốt chờ lâu, lập tức đều là tiến lên phía trước nói đừng, thần sắc khác nhau rời đi. Có thể minh bạch bọn hắn vừa đi, phía ngoài truyền ngôn tất nhiên là thiếu không được. Tiêu Vương phi tay áo lớn quét qua, trên bàn các thức chén dĩa chén trà rơi trên mặt đất, phát ra chói tai sắc nhọn thanh âm. Một đám hạ người đưa mắt nhìn nhau đợi tại nguyên chỗ, cũng không dám tiến lên đây thu thập, sợ một cái không đúng vị này nữ chủ tử liền đem lửa phát đến trên người bọn họ liền tiêu vân phong cùng tiêu vân nhã hai người đều là chờ một hồi thấy mẫu phi cảm xúc nhìn như ổn định lại mới một trái một phải tiến lên vịnh tiêu vương phi trở lại đằng sau trong viện sau khi trở về tiêu vương phi lại là vẫn binh binh bang bang quẳng một đống đồ vật mới xem như miễn cưỡng lắng lại nộ khí ngồi trong phòng duy nhất hoàn hảo trên giường êm bình thường mềm như không xương nhu đề lúc này lại là cực độ kéo căng không thể nhịn được nửa vỗ bàn nhỏ Kinh người quá đáng, nghe vậy, Tiêu Vân Nhã không khỏi âm thầm nhếch miệng, cứ việc Tiêu Vân Kình là làm được quá phận một chút, nhưng đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mình mẫu phi luận là như thế nào, cũng chưa hề nói người khác kinh người quá đáng tư cách. Chẳng qua lời này tất nhiên là không thể nói ra miệng, mẫu phi ngày thường nhìn như đối nàng rất là yêu, thật muốn nổi giận lên, cũng là mất hết tính người, nhưng Tiêu Vân Phong lại cùng với nàng nghĩ không giống, lúc ấy liền lên trước phụ họa nói: ai nói không phải đâu giả vờ giả vịt ôm bệnh hồi phủ nói gần nói xa đều là đang nói trong phủ có người gây bất lợi cho hắn còn nói cái gì muốn chết cũng phải chết trong phủ để phụ vương biết mà không phải không hiểu thấu chết tại bên ngoài đây không phải rõ ràng nói chúng ta muốn hại hắn thật sự là khinh người quá đáng trước đó là bị tiêu vân kình tức giận đến không mời lúc này thì là bị mình cái này xuẩn nhi tử tức giận đến không những không giận mà còn cười tiêu vương phi không có khách khí trực tiếp một bàn tay vung qua lại quên mẫu phi ngày bình thường nói cho ngươi, có mấy lời trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, nói ra là sợ người bên ngoài không biết ngươi là kẻ cầm đầu sao, tiêu vương phi lưu lại móng tay, còn tỉ mỉ tu bổ lanh lãnh, bình thường họa chút hoa văn đẹp mắt, này sẽ vung ra người trên mặt, cũng là đẹp mắt vô cùng, tiêu vân phong bị đánh cho mộng, một tay che lấy đỏ bừng, còn bị vạch hoa mấy đạo lỗ hổng mặt, không thể tin nhìn xem tiêu vương phi, nhưng tiêu vương phi mạnh hơn hắn cứng rắn, lạnh như băng nhìn hắn chầm chằm thế nhưng là biết sai, rõ ràng là hắn bị đánh, sai lại còn tại hắn, tiêu vân phong mặc dù rất muốn mạnh miệng, nhưng trên mặt đau rác đau nhất để hắn không thể không đè xuống nộ khí, quỳ xuống, hà nhi biết sai, còn mời mẫu phi tha thứ, tiêu vân nhã này sẽ mới tìm đúng thời cơ tiến lên, ngồi tại tiêu vương phi bên người giọng dịu dàng trấn an nói, mẫu phi, ca ca hắn cũng chỉ là nhất thời không cam lòng. Ngày bình thường nơi nào sẽ như thế sủng tuyên dương thấp trốn lại nói, nữ nhi nhìn phụ vương cũng là khí không nhẹ liền khách nhân đều mặc kệ liền trực tiếp đi tìm đại ca tính sổ sắc chiếu nữ nhi xem ra hắn lúc này là dời lên tảng đá nện chân mình có hại vô ích nghe lời nói này tiêu vương phi khẽ giật mình lập tức liền hoàn toàn hiểu rõ tới lửa giận triệt để lắng lại chuyển thành ý cười vẫn là vân nhã ngươi thông minh tiêu vân kình dĩ vãng chính là ỷ vào vương gia đối với hắn hổ thẹn cho gấp bội yêu mới có thể không kiên nể gì như thế không đem người ta để vào mắt, nhưng khi hắn một khi mất vương gia tâm, đem phần này phụ tử tình cho chậm rãi tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Quỳ trên mặt đất Tiêu Vân Phong nghe mẫu phi cùng muội muội hai người, có chút không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết cái này tất nhiên là một chuyện tốt, lập tức liền quên trên mặt đau đớn cùng mới không cam lòng, mừng rỡ đứng lên nói, nói cách khác, Tiêu Vân Kình cách mất không xa, mặc dù lời này vẫn như cũ rất ngu ngốc, nhưng nghe lên còn được tiêu vương phi tâm tình lại chuyển tốt, này sẽ thấy con trai mình trắng nõn trên mặt nhiều mấy đạo vết máu, lập tức liền đau lòng kéo qua có người nói, có đau hay không mẫu phi mới là khó thở, phong nhi ngươi đừng trách mẫu phi, sau đó lại vội vàng gọi hạ nhân lấy ra thượng hạng dược cao, tự mình thay hắn trước thanh tẩy qua trên mặt vết máu, nhẹ nhàng sát bôi thuốc, tiêu vân nhã ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn mình xuẩn ca ca tại mẫu phi dăm ba câu phía dưới, liền không lại tức giận, mà là lại khôi phục ngày thường cười ngây ngô bộ dáng còn nói cái gì mẫu phi đối với hắn thật tốt thật đối tốt với hắn sẽ không phân tốt xấu liền đánh a còn đánh cho nặng như vậy đổi lại cái khác không có quan hệ người sợ là cũng đánh không được nặng như vậy âm thầm hừ lạnh một tiếng đợi đến tiêu vương phi thượng hạng thuốc lại chuyển lúc trở lại trên mặt nàng thần sắc liền thật nhanh chuyển đổi thành vừa đúng lo lắng nhị ca không có sao chứ tiêu vân phong tất nhiên là lập tức lắc đầu không có việc gì, một điểm nhỏ đau nhất, tính không được cái gì. Vậy là tốt rồi, tiêu vân nhã thu quan tâm, ngược lại nhìn về phía tiêu vương phi, mẫu phi, nữ nhi có một ý kiến, không biết có nên nói hay không. Tiêu vương phi triều mến sờ sờ mặt nàng gò má, nhu hòa nói, tại mẫu phi cái này, có cái gì không biết có nên nói hay không, nhã nhi nói thẳng là được, là như thế này mới là lạ. Tiêu vân nhã trên mặt ý cười lấy lòng, mẫu phi, phụ vương lúc này tức giận đến không nhẹ sợ là mắng xong đại ca, liền phải chuyển tới mẫu phi cái này mắng nửa một trận, như vậy, chẳng phải là để phụ vương đối mẫu phi cũng nhiều hơn một phần chán ghét chi tâm, lời nói này phải có lý, tiêu vương phi liễm ý cười, cao mày nói, hơn phân nửa là sẽ như thế, chẳng qua hắn hiện nay cũng không dám cùng tạ gia trở mặt, lại thế nào, đều là sẽ không náo quá lớn, lời nói là như thế này không sai, tiêu vân nhã nhãn châu xoay động, Tuổi còn nhỏ trắng nõn trên mặt đúng là hiện lên một tia xảo trá mà nếu nếu có biện pháp tránh không những không để phụ vương mẹ đẻ phi khí sẽ còn để phụ vương càng khí đại ca đâu a à, tiêu vương phi lên hứng thú nhìn chính mình tiểu nữ nhi mang theo vài phần dò xét nhã nhi nói nghe một chút tiêu vân nhã như củ chứa một bộ ngây thơ chơi vui bộ dáng tiến đến tiêu vương phi bên tai một bên lặng lẽ nói chủ ý của mình một bên một mực cấm không vào đến tiêu vân phong thấy thế càng là nóng nảy vào đầu nơi này liền ba người chúng ta Muội muội ngươi sao còn cùng mẫu phi kề tai nói nhỏ, không để ý tới hắn, Tiêu Vân Nhã vẫn nói xong, nhìn xem mẫu phi trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, liền mới thở dài một hơi, lập tức vương nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Tiêu Vân Phong, đứng lên nói, "Hừ, liền không cùng nhị ca nói ngươi đến đánh ta a." À. Nói xong, liền cùng Tiêu Vương phi Thỉnh An nuôi ra, Tiêu Vân Phong lúc đầu không muốn đuổi theo, nhưng vẫn là bị Tiêu Vương phi cho đuổi ra ngoài mà tiêu vương gia đích thật là tới trước tiêu vân kình kia phát một trận lửa hai cha con lập trường có chỗ khác nhau tiêu vân kình không lạnh không nhạt đỉnh vài câu để hắn càng là tức giận hết lần này tới lần khác tiêu vân kình còn có bệnh mang theo sắc mặt tái nhợt để hắn không thể nào nổi giận đành phải đạp cửa một chân biểu thị tức giận giận giữ rời đi kế tiếp mục đích tất nhiên là tiêu vương phi kia sau đó không lâu liền có ám vệ vừa đi vừa về báo nói tiêu vương gia sống mái với nhau không có như nguyện phát ra tới không vì cái gì khác chỉ vì tiêu vương phi bên kia hạ nhân nói vương phi đã khóc nửa canh giờ còn đánh nhị công tử tam nương tử đem hai người đuổi đi này sẽ chính nháo tìm cái chết đâu chết tự nhiên không có tìm thành bị tiêu vương gia vừa lúc cản lại về sau tiêu vương phi cũng không khóc tố cái gì chỉ nói là đều là lỗi của nàng nàng muốn lấy cái chết tạ tội để cho cung trong biết sẽ không trách tội tiêu vương gia trọng yếu nhất còn chủ động nói muốn để ra quản gia quyền, miễn cho sơ ý một chút lại liên lụy vương gia. Chương 152, gián tiếp chuyển cáo có hoa phòng, tiêu vương gia tuyệt không thê thiếp thành đàn, một là không đặc biệt thích cái này, hai là tiêu vương phi ghen tị, trong phủ trừ một vị chính phi, cũng chỉ có một trắc phi, hai cái cơ thiếp, mà mấy cái này đều là từ tiêu vương phi làm chủ chọn lựa đưa vào, đẹp thì đẹp vậy, nhưng cũng không phải là quá hợp tiêu vương gia tâm ý, có khi đồ mới mẻ liền ngủ cái nha hoàng, cũng sẽ không quá thân cận, nhất là Trắc Phi, là tiêu vương phi thân tộc bên trong một cái không lớn chịu đích nữ, dáng dấp nhiều lắm là xem như thanh tú, cầm kỳ thư họa đều không tính là nhiều am hiểu, ngược lại là sẽ làm rất nhiều nha hoàng làm sống, tại tiêu vương gia xem ra càng là không có chút nào thú vị, đi mấy ngày liền vắng vẻ xuống tới, lúc này quản gia quyền, tự nhiên là rơi vào vị này Trắc Phi trên tay. Cứ việc cái này cùng tiêu vương phi cầm quyền không có chút nào khác biệt, thế nhưng là mặt ngoài tránh hiềm nghi là làm được, thật muốn truyền đến bên ngoài, cũng sẽ nói tiêu vương phi hiểu rõ đại nghĩa, vì để cho thế tử yên tâm, tình nguyện mặc kệ nhà, trái lại, thì sẽ nói tiêu vân kình ép người quá đáng, rõ ràng không có gì, chỉ là từ nhỏ đã người yếu, lại lâu dài không ra gặp người, muốn trách cũng chỉ có thể trách mình, có thể nào quái đến tiêu vương phi trên thân. Nguyên bản bên ngoài vẫn đối tiêu vương phủ sự tình nói chuyện say sưa, lúc này cũng không biết muốn truyền ra bao nhiêu lời khó nghe chẳng qua người ngoài cách nhìn cũng không trọng yếu trọng yếu chính là tiêu vương gia đoán chừng lại muốn bị khóc đến mềm lòng không còn đi quái tiêu vương phi rơi quay đầu lại giúp đỡ nàng cùng một chỗ trách cứ tiêu vân kình không hiểu chuyện nghe xong ám vệ hồi báo phượng hằng nhất thời liền có chút nhịn không được nói cái này lão bà thật sự là làm dông dài nói là lão bà nhưng tiêu vương phi kỳ thật vẫn chưa tới ba mươi nhìn càng là như mười tuổi thiếu nữ không phải như thế nào nàng vừa khóc tiêu vương gia liền có thể mềm lòng xuống tới còn không phải là vì sắc đẹp bố trí tiêu vân kình lại là sắc mặt như thường phản phất đã có đoán trước cũng không có kỳ quái dù sao phụ vương đối nữ nhân kia nhiều lắm là nói vài lời lời nói nặng muốn trách tội cái gì là hoàn toàn không có khả năng đừng nói không có chứng cứ cho dù có sợ là cũng trọng phạt không được nói là vương gia nhưng phụ vương lại là lâu dài sống được nơm nớp lo sợ sợ cấp trên một cái không hài lòng liền dứt khoát chiếm hắn tước vị, càng là đối với Thanh Châu địa giới danh môn sĩ tộc lễ ngộ có thừa, nhất là tạ gia, càng là không dám nắc tội nửa phần, tần tam công tử dám làm sự tình, đổi lại phụ vương trên thân, sợ là một cọc cũng không dám, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, sẽ có một ngày, muốn cùng phụ vương cũng đứng ở mặt đối lập bên trên, dù sao hắn chưa từng nghĩ tới muốn cùng phụ vương đồng dạng, có giả tâm nhưng biết phân tất, muốn làm đến phụ vương chuyện không dám làm, luôn luôn muốn đánh đổi khá nhiều nữ nhân kia đoán chừng là nghĩ đến đổi từ hắn cùng phụ vương quan hệ trên dưới tay lại không có nghĩ qua hắn đã sớm không trông cậy vào phụ vương một đinh nửa điểm nghĩ cho đến đây tiêu vân kình có chút nhắm mắt khiến cho cảm xúc bình ổn lại lập tức vung tay lên nói người đã đưa tới vậy liền hảo hảo an bài xong xuôi nói dừng lại nghĩ đến cái gì đứng dậy nói thu thập một chút đi tùng sơn điền trang ở mấy ngày nói xong hắn trực tiếp từ đi xuống lầu hậu viện luyện kiếm, lưu lại phượng hằng cùng chỗ tối lục khâm hai người, cách không liếc nhau một cái, trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu chủ tử quả nhiên là chủ tử, cái này khẩn yếu quan đầu còn có tâm tư đi tắm suối nước nóng, mà cái này đột nhiên xuất hành, tất nhiên là để tiêu vương phi tức giận đến hộc máu, nàng làm như thế một phen, vì chính là để tiêu vân kình tức không nhịn nổi, tốt nhất lại đi tìm vương gia nhau nhau một khung. Lại hoặc là cùng nàng đối nghịch một loại, để cung trong phái tới những người kia trong phủ thị uy Kết quả tiêu vân kình cái gì cũng mặc kệ Liền vứt xuống một câu trong phủ quá ồn Muốn đi tùng sơn điền trang tỉnh dưỡng Thuận tiện ngâm ngâm hồ suối nước nóng Chỉ vì kia thần y nói Đây đối với hắn thân thể tốt Đồng thời còn hư tình giả ý mời tiêu vương gia Rất là quan tâm một phen vương gia thân thể Nói lên tiêu vân kình thân thể kia Liền lại câu lên tiêu vương gia lòng ấy nấy Mà lại thấy nghi tử còn biết quan tâm thân thể của mình càng là bất đắc dĩ lại cảm động, nếu không phải còn có việc phải xử lý, tất nhiên là muốn đồng hành đi một chuyến, cuộc nháo kịch này, cứ như vậy hạ màn kết thúc, tiêu vương phi cũng không dám được một tất lại muốn tiến một thước, lại nói gì nhiều, chỉ có thể là lại ném quản gia quyền, lại cả ngày không gặp được vương gia, tiêu vương gia phải bận rộn lấy đền bù ngày ấy thất lễ, cùng bạn bè nhóm xã giao du ngoạn, về phần cái gọi là công sự, tự nhiên là không có, những việc này, trải qua vương giảng miệng, Kiều Vãn xem như bác quái cũng là biết một chút, Vương giảng tự nhiên vẫn là không có nói rõ Tiêu Vân Kình thân phận, Kiều Vãn cũng không biết bác quái này nhân vật chính là mới đưa tin vào đến Tiêu Vân Kình, chỉ là lắc đầu cảm thán, thật sự là một trận trò hay, xem ra cái này Tiêu Vương gia trong phủ quả nhiên không yên ổn, quả nhiên trước ngươi biết Vương giảng còn tưởng rằng nàng đoán được cái gì, lập tức liền đã là thấp thỏm lại là mong đợi hỏi, Kiều Vãn nhìn xem hắn buồn cười nói, ngươi quên, trước sớm ta đi qua nhà ngươi tiệc rượu, Tại Khanh Nhi kia thấy nàng hai cái bằng hữu, mấy tiểu cô nương nói không ít bát quái, lại ngày ấy lại là chạy thay thế tử chọn phi đến, liền đặc biệt nói: "A, à, thì ra là thế." Vương giảng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, miên lai nàng vẫn còn không biết rõ, nói đến, thế tử phi vẫn còn không có định ra, hiện tại xem ra, tám thành không phải do Tiêu Vương phi làm chủ, mà là sẽ từ cung trong chỉ hôn. Cung trong chỉ hôn, đương nhiên không đến lượt Kiều Vãn, coi như Tiêu Vân kình nghĩ hắn cũng là quyết định sẽ không để cho Kiều Vãn đi làm thiếp, còn lại là như thế một cái rối bời vương khác họ trong phủ, Kiều Vãn lại là vô ý nhiều lời, cái kia cũng cùng hai người chúng ta không quan hệ đi ngươi nếu là thực sự không chuyện làm, có thể đi trên lầu gian phòng thiêm thiếp, chớ quấy rầy ta luyện chữ, hôm nay chính là hai người hẹn xong, vương giản đến trong nhà ăn cơm thời gian, trước kia Kiều Vãn đầu tiên là tiếp Kiều Trạm trở về. Lại là tự mình đi chọn mua không ít nguyên liệu nấu ăn, cùng Trúc Anh cùng một chỗ, tại thôi thì chỉ đạo phía dưới làm cả bàn đồ ăn kiều trạm hôm nay trở về hưng phấn dị thường đã nhiều thôi vượng cái này tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa lại có cái có thế cùng hắn chơi đại ca ca náo đã hơn nửa ngày này sẽ mới mệt mỏi đi ngủ ngủ trưa nhưng mà vương giản còn không có dự định đi đi theo nàng đến thư phòng thỉnh thoảng nói mấy câu phân tâm để nàng nửa canh giờ đều không có vẻ xong một tờ tự thiếp vương giản lúc này mới tới chú ý nàng đang làm cái gì còn mở ra trên bàn tự thiếp vẫy một cái lông mày nói, đây là nơi nào mua, hắn tùy ý lật đến đấy, sau đó liền phát hiện không cần Kiều Vãn trả lời, kia nho nhỏ màu đỏ con dấu đã nói rõ hết thảy, Kiều Vãn lại là không có chú ý thần sắc hắn biến hóa, chuyên tâm viết xong một tờ, liền dứt khoát buông xuống bút, than thở hỏi, trong nhà người liền không có buộc ngươi đọc sách theo lý thuyết, đại ca từ thương, ngươi đều có thể theo văn, vương giảng buông xuống kia bản tự thiếp, hừ một tiếng, quan trường phức tạp, cha ta mới bỏ được không được ta đi chịu khổ tốt a à, thật sự là có phải hay không nhớ hắn khó được đến chính là muốn cùng nàng tâm sự kiều vãn liền cũng không luyện chữ cùng hắn ngồi vào một bên nhớ tới hỏi nói bây giờ thời tiết lạnh nhà ngươi còn trồng nguyệt quý lần trước kia hoa nói là hoa hồng nhưng thật ra là nguyệt quý một loại chủng loại theo lý thuyết đến loại khí trời này dưới là không có cách nào nở hoa ngô trong nhà có pha lê hoa phòng mẫu đơn nguyệt quý hoa cúc cái gì đều có, ngươi thích gì, ta lần sau cho ngươi hái vương giảng một bộ tùy tiện nói, không cần khách khí bộ dáng nói, kiều vãn trong lòng tự nhủ nàng hoa phòng bên trong cũng có, muốn hắn hái tới làm cái gì, lập tức buồn cười lắc đầu, ta phải tốn làm cái gì ta muốn hỏi chính là, lúc này liền có pha lê hoa phòng, phí tổn bao nhiêu, chương 153, cùng nhau nghiên cứu nhớ nhà, nghe kiều vãn ý nghĩ, vương giảng có chút im lặng, lại cảm thấy buồn cười, ngươi muốn cái pha lê hoa phòng đến trồng khoai tây cà chua ớt xanh cà rốt chờ một chút loại hình đồ ăn, đúng, bạc hà có thể không cần, mùa đông uống cũng không thoải mái, chính là một chút đồ ăn, bởi vì hy hữu, tại trong ngày mùa đông có thế tốt hơn bán đi giá cả, kiều vãn liền mới lên tâm tư này, đương nhiên, nếu như phí tổn quá cao sẽ lỗ vốn, vậy liền vẫn là thôi đi, cái này sao, vương giảng nghiêm túc suy tư một chút, vẫn là không có trực tiếp hồi phục, chỉ là nói, Ta xem chừng muốn cùng đại ca thương lượng một phen, dù sao không phải tiền trinh, phải trải qua cha ta. Ta đến liền là đùa giỡn, đại ca đến liền không giống." Kiều Vãn bật cười, hoàn toàn chính xác, đại ca hẳn là sẽ tương đối quan tâm. Nếu như có thể thực hiện, không biết Tiêu Vân Tình có thể hay không cũng tới trộn lẫn một chân, ngẫm lại nàng hiện tại cũng coi là vì hắn làm việc, cảm giác vẫn có chút kỳ diệu, mà cái này dù sao không phải cái gì việc nhỏ, vương giảng trở về thương lượng mấy ngày đều là không có trả lời, Kiều Vãn liền tạm thời buông xuống, trong mỗi ngày như cũ làm nên làm sự tình, Minh Nguyệt Tửu Lâu bên kia đã bắt đầu dựa theo vương giảng lấy ra bản vẽ một lần nữa tu sửa, thực đơn phương diện cũng coi là tạm thời định ra, những chuyện khác Phượng Thanh chưa có tới hỏi, Kiều Vãn liền cũng không có đi nhiều nhọc lòng, chỉ là mỗi lần nhớ tới, cũng ít nhiều sẽ có chút ý nghĩ chính là, nhập tháng 11, liền chân chính tiến vào trời đông. Sáng sớm lúc đều có thể thấy bên ngoài chết một tầng nặng nề sương, có khi ban đêm sẽ còn tiếp theo điểm băng hạt, chính là còn chưa từng nên đón chân chính trời tuyết lớn. Kiều vãn trở nên không yêu đi ra ngoài, không khác, chỉ vì cứ việc y phục là ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lấy, nhưng lại cũng bù không được thấu xương gió lạnh, chân chính chỗ nào cũng có, mà ở trong nhà cũng chưa chắc có bao nhiêu ấm áp, cứ nói bắt đầu đốt than sưởi ấm, nhưng nàng còn có chút không quen lắm kia mùi, thường suy ngốc không được một hồi, liền lại phải ra tới hoạt động một chút thế là nàng bắt đầu suy nghĩ làm túi trường nóng đi trước làm trải qua ở nước nóng lại có thể truyền nhiệt túi nước lại tại bên ngoài trùng lên nặng nề giả lông cổ áo đem tay che ở bên trong toàn thân cao thấp đều là ấm áp không ít khuyết điểm chính là tiếp tục tính không cao dài nhất cũng chỉ có thể duy trì một canh giờ liền muốn đổi một lần nước nóng chẳng qua tốt xấu là giải quyết vấn đề không cần ngày ngày nghe đốt than hương vị mà vương giảng đến một lần sau khi thấy liền lập tức biểu thị hắn cũng phải một cái cũng không phải kia túi trường nóng có bao nhiêu đặc biệt, mà là bên ngoài bọc lấy tầng kia lông lĩnh, bởi vì lấy chỉ có hai màu trắng đen, vì để cho phải không phải như vậy đơn điệu, kiều vãn liền đại khái họa cái gấu trúc hình vẽ, sau đó thôi thì còn làm thật cho nàng khâu cái gấu trúc nhỏ, rất là đáng yêu, tọa nguyện về sau, vương giản liền nghĩ lấy muốn hay không từ trong nhà cầm chút thật lông lĩnh đến, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ xong. Phượng Thanh liền kịp thời đưa các thức gia lông tới, còn có một số thượng hạng vải dày liệu đồng thời không phải không có chút nào nguyên do tặng không là rất thực sự thu tiền cứ việc tiền kia còn chưa đủ mua một nửa vương giảng thấy ánh mắt phức tạp đã không nghĩ kiều vãn tiếp nhận lại cảm thấy cái này tiện nghi không chiếm thì phí cái này một xoắn suýt do dự đợi đến lúc đi đều là quên muốn nói hoa phòng một chuyện cũng không có nhanh như vậy đồng ý chỉ là nếm thử tại vương gia nhà mình trong phòng hoa thử trồng nhìn xem có được hay không cùng đầu nhập cùng hồi báo tỷ lệ như thế nào mà không thể bạch bạch đầu nhập vào đến lúc đó lại là hao tổn nghiêm trọng nhưng mà vương giản tìm không thấy lý do cũng phải không thời cơ đến lắc lư một vòng nàng gần đây lại vừa vặn đang từ từ lật ra hắn mang về sách cảm thấy vừa chuyển động ý nghĩ liền dứt khoát kéo người làm tráng đinh hai người mặt khác thuê cái sân rộng bắt đầu hùng hùng hổ hổ làm lên nghiên cứu sự nghiệp tới cái thứ nhất nghiên cứu là thế nào đem lên men tốt sữa bò bên trong vật chất tách ra dù sao những cái này vật chất bên trong là đã có thể dùng để làm xa lát tương thành phần, lại có có thể luyện thành mỡ bò một bộ phận. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là chi sĩ pho mát, trước lúc này, vương giảng trước giải quyết sữa bò nơi phát ra, tìm người mang theo tiểu nhị cùng chiếc thuyền kia đi đến đã từng đi qua một cái quần đảo trên, bên kia có cái lớn nông trường, như ta quất cảnh bên trong bên trong được hiện tại còn nhiều, rất nhiều dê, bên kia không bao giờ thiếu chính là bò sữa cùng sữa bò, vừa lúc bọn hắn cần cũng không phải mới mẻ sữa bò, liền chính ở đằng kia làm tốt cơ bản xử lý công việc lại chứa vào lắng động lên men đợi đến thuyền trở lại liền không sai biệt lắm tốt mà kỳ thật cũng không khó cái này ba loại vật chất án lấy trọng lượng để tính chi sĩ tại dưới nhất tầng lắng động ở giữa chính là thoát ra đến xa lát tương phía trên nhất tầng kia thì là nổi tầng dầu chỉ cần dần dần đem nó tách ra lại tách ra đi chế tác là đủ kiều vãn cùng vương giảng đều là sẽ chỉ trên miệng nói một chút Nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra như thế cái biện pháp đến, nhưng tìm cái làm xì dầu lão sư phó đến về sau, liền trực tiếp nghiên cứu ra một loại có thể trực tiếp tách rời, dùng để chở sữa bò thùng, đến lúc này, vấn đề một lần tính giải quyết, nhân công cũng giảm bớt rất nhiều. Có xa lát tương về sau, Vương giảng đầu một cái yêu cầu ăn không phải khác, chính là xa cách đã lâu hamburger. Kiều Vãn một bên cười hắn liền thích ăn thực phẩm rác, một bên lại là miệng không đúng lòng đã bắt đầu bắt đầu làm nàng trước thử nướng thích hợp làm hamburger bánh mì, mấy chuyến thí nghiệm xuống tới mới xem như hài lòng. Sau đó lại nướng thịt gà, xoát dầu vừng cùng mê điệt hương, mở ra lò nướng kia một cái chớp mắt, toàn bộ phòng bếp nhỏ đều là đầy tràn mùi thơm. Về sau liền là phi thường đơn giản trình tự, kẹp bên trên thịt gà, khoa lên salad tương, lại để lên hai mảnh mới mẻ rau xà lách, một cái làm thô gà nướng thịt bảo liền như vậy ra tới. Kiều vãn còn thuận tiện cho hắn nướng đối chân gà đùi gà, Đổ điểm cộng khoai tây, lấy thêm ra tự mình làm có đoạn thời gian bí chế sốt cà chua, cho hắn kiếm đủ một trận KFC, vương giảng ăn đến một bản thỏa mãn, từ đầu tới đuôi đều dành không được thời gian đến nói chuyện, thẳng đến đem đồ ăn quét sạch, mới sờ lấy hơi lồi bụng dơ ngón tay cái nói, lợi hại, đây thật là ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Ngươi phải biết, bây giờ tại người phương Tây địa bàn, đều chưa hẳn có thế ăn vào như thế tỉ mỹ chế tác dương thức ăn nhanh a, à. nói xong lại là lại đột nhiên đỏ cả vành mắt, vãn nhi, ta thật nhớ nhà, kiều vãn sững sờ về sau, mới ý thức tới trong miệng hắn nhà, là chỉ cái gì, nguyên bản còn cười đến thoải mái thiếu niên, lúc này lại là trong mắt trưng trưng, nước mắt tại trong hốc mắt đánh một vòng, tại nàng lộ ra đồng dạng bất đắc dĩ thần sắc lúc, rốt cục nhịn không được rơi xuống, thở dài, kiều vãn không khỏi tiến lên vỗ vỗ lưng của hắn, trấn an nói, ăn đến vui vẻ là được rồi, khóc cái gì. Nhà, người trong nhà biết ngươi tại cái này sống rất tốt, tin tưởng cũng sẽ rất vui vẻ. Nghe được nàng lời này, vương giảng lau mặt một cái gò má, cậy mạnh nói, hừ, bọn hắn mới sẽ không để ý ta như thế nào, vãn nhi, ta có phải là không có đã nói với ngươi, tại ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền ly hôn, sau đó mỗi người bọn họ lại có mới gia đình. Sau đó 14 tuổi thời điểm ta liền được đưa đến nước ngoài niệm ký túc cao trung, thẳng đến 16 tuổi ta xuyên qua, bọn hắn đều là không có tới nhìn qua ta, mặc dù lời này nghe thương tâm, nhưng nói lên lời này, vương giảng ngược lại không khóc, còn hừ một tiếng, ta muốn bọn hắn làm cái gì, nơi này mới là nhà của ta, cha cùng nương đối với ta là thật tốt, còn có tổ mẫu, đại ca cùng thanh nhi, kiều vãn nghe được dở khóc dở cười, kia không là tốt rồi, nhập gia tùy tục, còn có ta không phải sao, đúng, còn có vãn nhi. Vương giảng nói xong, nhìn nàng một cái, lập tức tựa như là làm cái gì quyết định, một cái kéo qua nàng ôm lấy, ngươi cũng có ta, cho nên, không cần quá để ý người khác rời đi. Chương 154, tới gần cửa ải cuối năm náo mất tích, ông không có hai giây, vương giảng liền cảm giác trên cánh tay một trận đau nhức, vô lực rơi xuống, kiều vãn cũng thật nhanh thối lui, không lời nhìn xem hắn nói, loạn ôm cái gì, nếu như bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ, vương giảng một mặt ủy khuất nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ta một cái yêu ôm một cái sao? Bị hắn bộ dáng này cùng câu nói này cho dẫn đến toàn thân run một cái, sau đó liền nổi da gà lên, coi như mùa đông xuyên được dày, cũng là mười phần tư sáng. Kiều vãn bất đắc dĩ nâng tráng, ngươi đủ rồi, ta cùng ngươi không có yêu, còn như vậy, cẩn thận ta dùng kim đâm ngươi, lập tức tay lung lay, trên tay liền thật đúng là xuất hiện một cây mảnh như lông trâu ngân châm, ở một bên lò nướng ánh lửa phía dưới phát ra băng lãnh tia sáng, khụ khụ vương giảng nhất tay đầu hàng ngươi tỉnh táo một điểm ta nói đùa nàng vừa vặn giống như là tại cánh tay hắn bên trên ấn xuống một cái là huyệt đạo sao kiều vãn hừ một tiếng thu châm nếu như không phải nói đùa ngươi cái tay này đều có thể phế bỏ khoa trương như vậy vương giảng thu mới tâm tư nếu mày hỏi nói ngươi là sẽ châm cứu a à? còn tùy thân mang ngân châm sẽ đâm người kiều vãn liếc mắt sau đó gọi xuân nhi tiến đến thu thập đằng trước đại đường còn tại tu sửa đều gần một tháng vừa mới có cái đại khái dáng vẻ nhưng cũng đầy đủ thấy rõ ràng lầu một là bị vương giảng mân mê thành cái dạng gì ở giữa vây cái hình tứ phương lộ thiên phòng bếp nhỏ ra tới bên cạnh vây một vòng chỗ ngồi đến lúc đó ở giữa có thể trực tiếp làm một chút khói dầu thiếu đồ ăn sau đó trực tiếp bưng lên khách nhân mình đưa tay một cầm là được không cần thường xuyên mời tiểu nhị lại là đại môn bên kia cửa hông mở cái cửa sổ đến lúc đó có thể trực tiếp bán một chút có thế đơn giản chế tác thực phẩm chính cùng điểm tâm, cùng tiếp nhận dự định, dạng này liền không cần đặc biệt vào cửa hàng, đi chờ đợi bận rộn trưởng quỹ cùng tiểu nhị tới, khác ngược lại là không có gì đặc biệt, chính là cái bàn phương diện đều tương đối dụng tâm, cùng cùng loại hai người bàn bốn người bàn hoặc là bàn lớn đều có, miễn cho có khi phân bố không tốt, khách nhân nhiều không ngồi được. Mặc dù cảm thấy vương giảng đây là suy nghĩ nhiều, nhưng kiều vãn cũng vẫn là hy vọng đến lúc đó có thế náo nhiệt một chút, phía sau vương giảng uống xong trà, cũng cùng đi qua, thái độ đứng đắn rất nhiều, như thế nào? Ta ý nghĩ không sai a à? kiều vãn chính đứng ở chính giữa lộ thiên trong phòng bếp bốn phía quan sát, nghe vậy nhất tiếu, cảm giác được lúc có thể tại cái này làm mỡ bò cơm chiên, không phải dùng nồi, mà là dùng tấm sắt, còn có thể làm điểm đồ nướng vĩ. Vương giảng thật đúng là cái thuần ăn hàng, cũng tốt, nếu không ban đêm liền thử xem. Vương giảng mới ăn xong, lại bị câu lên muốn ăn, thử cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, trong một tuần ta đều không muốn nhìn thấy ngươi. Kiều vãn tức giận, nàng thật là an lòng an ủi hắn, hắn lại là như thế hồi báo nàng, cũng may bên này không có mở ra, nếu là có người ngoài vô ý xông tới, kia nàng thật sự là có miệng nói không rõ, tốt tốt tốt, ta lăng vương giảng không nghĩ tới nàng một khi nổi nóng lên cũng khó như vậy làm, đành phải bất đắc dĩ trước đưa người trở về, sau đó không dám chờ lâu lăng. Kiều vãn lúc này trở về còn đem Xuân Nhi cùng một chỗ mang lên, nàng bị vương giảng từ Nam An quận mang tới, cũng không có thu xếp hiện thực làm, chính là hắn muốn ăn cái gì thời điểm, liền mang tới để Xuân Nhi cho Kiều vãn hỗ trợ, sau đó lại mang về, trong phủ thanh nhàn ở. Lần này Xuân Nhi tới, liền cùng nàng nói một tiếng, nói có thể hay không liền trực tiếp đi theo nàng miễn cho về vương gia nô bột không tính khách nhân không đảm đương nổi ở không lấy không có chuyện làm không nói còn muốn nghe người khác lao nhau nghị luận thực sự khó chịu kiều vãn liền dứt khoát cùng vương giảng muốn người nói xong văn tự bán mình lần sau mang đến sau đó đem người thu vừa vặn trúc anh tuổi còn nhỏ trong nhà cũng cần người tại thôi thì một mực là muốn cái nha hoàng có thế đi theo nàng đi ra ngoài xuân nhi cũng coi là mang đạt được cửa lại có thể tùy thời giúp đỡ nàng bận biệu, cùng nó nói là phục vụ nha hoàng, chẳng bằng nói là tri kỷ trợ lý, nhà đông người, liền đem nhà chính trên lầu hai gian phòng thu thập ra tới, thôi thị cùng kiều trạm gian phòng chuyển đi lên, dưới lầu hai gian, một gian để trống làm khuê phòng, buổi chiều có thể để Xuân Nhi nghỉ ngơi, một gian khác thì là không cho tiểu mạc cùng thôi vượng, nguyên bản thôi thị là thân thể không tiện mới không có ở trên lầu, này sẽ thân thể lớn tốt, lại lầu hai không thể so lầu một ước lạnh ban đêm ngủ sẽ thoải mái một chút. Liền như vậy, thời gian thường thường vững vàng tiến vào rét đậm tháng 12. Nếu như nói mấy ngày gần đây có một chút bất mãn, kia đại khái chính là kiều vãn cho tiêu vân kình đưa túi thơm bên trong hoa khô, đưa mới phối thuốc, đưa nướng đáng yêu bánh bích quy, còn đưa cái túi trường nóng đi qua, tiêu vân kình cũng đều về đưa, lại một lần sau một lần đưa thật tốt cùng nhiều, liền kém không có đem kiều da trên dưới ăn mặc chi phí đều bao, nhưng là mỗi lần nàng bên trong đều kẹp tinh, hắn lại là không có lại hồi âm, nàng nhịn không được đến hỏi Phượng Thanh, nhưng hắn là cái mặt đơ, lại là đầu gỗ tính cách, hỏi một câu sẽ chỉ lắc đầu gật đầu, hỏi hai câu có thế tung ra cái chữ, hỏi ba năm câu, mới trả lời một câu đầy đủ, tiêu vân kình gần đây hẳn là có chút bận biệu, nhưng đến cùng tại bận rộn cái gì đâu, hắn liền lại không mở miệng, để kiều vãn có loại muốn lấy cái gì đồ vật cậy mở miệng của hắn xúc động. Chẳng qua hắn biểu hiện được vẫn là rất tỉnh táo, trong mỗi ngày làm xong phượng phủ sự vụ, cũng còn sẽ đi một chuyến trong tiệm giám sát trang trí tiến độ, cũng thỉnh thoảng đến hỏi thăm nàng có sao không muốn phân phó, cũng không có lộ ra nửa điểm bối rối chân ngựa đến, cho nên nói, tiêu vân kình khẳng định là không có việc gì, nói cách khác, bận biểu chỉ là lý do, đại khái là cảm thấy không cần thiết cùng nàng như vậy tấp nập thông tin đi, kiều vãn liền cũng không còn viết, hẳn là nói. Có đôi khi vẫn là sẽ dùng từ hắn kia học được kiểu chữ viết một viết tình hình gần đây, nhưng không còn cùng những vật kia cùng nhau đưa qua mà thôi. Trung tuần tháng 12 liền coi như là tới gần cửa ải cuối năm, Kiều Trạm nghỉ trở về nhà, thôi thì cũng đóng tú phường, thả tú nương nhóm nửa tháng giả, bắt đầu trong trong ngoài ngoài bận rộn, sắp xếp lấy rời phủ sau năm thứ sáu bên trong. Đáng giá nhất chúc mừng một cái giao thừa, vương giảng lúc đầu cũng là bị trong nhà câu lấy không nhường ra cửa, nhưng lại vẫn là chuồng êm ra tới, phi thường tự nhiên bên trên kiều gia ăn chực. Kiều Vãn dùng một bàn xào bánh mật liền đuổi hắn, lại tiếp lấy đi cùng thôi thị thương lượng muốn đặt mua cái gì đồ Tết. Mặc dù bọn hắn không quen thích nhưng chúc Tết cũng không ai sẽ lên cửa, thế nhưng là mình cả một nhà cũng phải ăn, mà lại mỗi ngày đều phải ăn phong phú. Đến lúc đó phiên chợ muốn tới chính nguyệt 15 mới khai trương, cũng không thể đến lúc đó không có nguyên liệu nấu ăn có thể làm cơm. Cũng may mỗi người nên thêm bộ đồ mới dày mới, thôi thị tại tháng 11 liền toàn bộ giải quyết không phải liền càng thêm luống cúng tay chân. Thẳng đến vương giảng đói đến mình đi phòng bếp tìm ăn uống, kiều vãn mới nhớ tới hắn còn chưa đi, bất đắc dĩ ra tới tự mình cho hắn làm bát mì sau khi ăn xong, hai người mới đi đến trong thư phòng nói chuyện, trong nhà người thông thả. Như vậy cả một nhà, muốn ăn Tết khẳng định loay hoay không được, ngươi đừng luôn luôn giao cho đại ca. Kiều vãn vừa lên đến chính là quen thuộc thuyết giáo, vương giảng lại là không có không kiên nhẫn, mà là uể oải chống đỡ đầu nhìn nàng, ta chỉ có thể giúp không được gì, mà lại liền chuồn êm ra tới một ngày mà thôi. Nói đến, ta đại ca đầu tháng đi nhận an quận, cũng còn chưa trở về đâu. Lời này Kiều Vãn nhớ rõ, đến mức đợi đến 29 Tết ngày ấy, Vương Giảng lại lần nữa vội vàng chạy tới, hốc mắt đỏ một vòng, mang trên mặt vết đỏ bối rối nói, anh ta mất tích, thời điểm Kiều Vãn cũng còn có chút mộng, hoàn toàn không dám tin, chương 155, có khác khả năng cũng không về, mất tích em đẹp như thế nào mất tích, Kiều Vãn lập tức đứng dậy, liền vội vàng hỏi, ngươi không phải nói hắn đi nhận an quận rồi sao? Bên người không ai đi theo. Như thế nào mất tích, có hay không phái người đi thăm dò, báo quan sao, hiện tại có tin tức không, bị cái này liên tiếp đặt câu hỏi làm cho có chút mộng, vương giảng há to miệng, sau đó mới làm rõ suy nghĩ đáp, hắn liền mang hai người đi, một cái là lão trưởng quỷ, một cái là tùy thân phục vụ gã sai vặt, đều không có tin tức cũng phái người đi nhận an quận tìm thấy qua người là không ít nhưng cũng không biết bọn hắn đến cùng đi đâu cha ta đã báo quan nhưng bên kia xảy ra chút tình trạng nhất thời khó tìm tình trạng kiều vãn nhăn lông mày tình huống gì nàng nghĩ nghĩ trước đó vương giảng cùng nàng nói nhận an quận không cũng chỉ là địa phương lớn một chút a à, lại không giống như là vui an quận như vậy nghe xong liền cảm giác không an toàn nói đến đây cái vương giảng cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nói là nhận an quận cùng vui an quận phát nạn chuột, chết rất nhiều người, nhưng là bên kia quan phủ một mực giấu giếm không có báo cáo, thẳng đến lan tràn đến trong thành, lên bạo động, mới ép không đi xuống, nạn chuột. Kiều Vãn Thất thanh nói, sao lại thế? Vậy đại ca chẳng phải là Có nguy hiểm tính mạng, Vương giảng này sẽ ngược lại là tỉnh táo lại, còn phản tới an ủi nàng nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, đại ca hắn làm việc luôn luôn cẩn thận trịnh trọng có chỗ không đúng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Tình huống hiện tại là, nhận an quận cùng vui an quận đã bị phong thành, vào không được ra không được, đại ca các nhân thiên tướng, nhất định là sẽ không xảy ra chuyện, kia là tốt nhất tình huống, xấu nhất tình huống. Là nạn chuột lan tràn ra, mọi người mất hết tính người, trong thành hỗn loạn tưng bừng, vì không liên lụy đến Bắc An quận cùng Nam An quận, quan phủ sẽ tàn nhẫn khai thác thà giết lầm ba ngàn, cũng không buông tha một cái đối sách. Kiều vãn ngã ngồi xuống dưới, nhất thời tâm hoảng ý loạn, không phải nói cái gì tốt, cùng vương cẩm ở chung hơn nửa năm qua này, nàng đã sớm đem hắn coi là bằng hữu, huynh trưởng, mà không còn là vẻn vẹn chỉ là một cái hợp tác đồng bạn mà thôi, hắn sẽ xảy ra chuyện sẽ về không được loại sự tình này, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, hai người khô tọa nửa ngày, cùng bên ngoài bận rộn chúc mừng bầu không khí tùy theo một tòa một bình phong ngăn cách, giống như là hai thế giới, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại mọi thứ đều hướng chỗ xấu nghĩ vẫn là không tốt mà cũng đúng như là vương giảng nói không có tin tức chính là tin tức tốt nhất kiều vãn định tâm thần sau đó mới nhớ tới muốn nhìn hướng vương giảng hỏi ngươi trên mặt là chuyện gì xảy ra ai đánh ngươi rồi vương giảng mới sẽ không nói hắn quả thực là chỗ sung yếu lấy đi ra ngoài bị chấn lộ phụ thân vung một bàn tay loại sự tình này hàm hồ nói ra tới lúc quá gấp không cẩn thận đụng vào khung cửa kiều vãn không nói gì lập tức nói ngươi yên tâm, ta đợi chút nữa đi hỏi một chút Phượng Thanh, nhìn có thể hay không âm thầm tìm một chút, tử du có một ít thủ hạ am hiểu nhất ngầm lấy tới, nghe nói như thế, vương giảng chẳng những không có yên tâm, ngược lại là rất cổ quái nhìn xem nàng nói, ngươi còn không biết a? À, nhìn thấy hắn cái này thần sắc, kiều vãn trong lòng lột bột một chút, ấn xuống không hiểu tâm hoảng, hỏi, biết cái gì, tiêu công tử hắn. Vương giảng lúc đầu không quá muốn nói, nhưng lại cảm thấy như thế quá hèn hạ, nàng hẳn là nên biết tình, dừng một chút liền vẫn là nói, nghe nói cũng đi nhận an quận, bây giờ còn chưa trở về, Phượng Thanh hắn không có cùng ngươi nói, hắn nói xong, muốn đi xem nàng là cái gì thần sắc, lại cảm giác lười nhác nhìn, miễn cho mình thương tâm, nhưng nhịn hồi lâu, đều là không nghe thấy nàng bên kia có động tĩnh gì, liền hô hấp đều giống như dừng lại, vương giảng nhíu nhíu mày, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại, kiều vãn cũng không có làm sao, cũng chỉ là ngồi yên, trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi, ánh mắt có chút ngốt trệ, phản phất người còn ở lại chỗ này, nhưng hồn đã bay đi. Tiêu Vân Kình làm sao lại ở nơi đó? Mặc dù đích thật là có rất nhiều ngày không có đưa tới đồ vật, nàng đưa cũng không có được đáp lễ, nhưng liền Phượng Thanh đều là loay hoay cả ngày không gặp người, nàng liền nghĩ lấy đại khái là tới gần cửa ải cuối năm, hắn trong phủ nhất định là cũng không nhàn, lại nhiều người phức tạp không tiện, liền không có nghĩ quá nhiều, nhưng làm sao lại làm sao cũng sẽ đi nhận an quận, cũng đồng dạng không trở về. Cái này còn chưa trở về, đã nói rõ hết thảy, tiêu vân kình cùng vương cẩm đồng dạng, mất đi tung tích. Kiều vãn nói không rõ trong lòng mình là cái gì cảm thụ, trong đầu rất loạn, trong lòng lại là rất trống không, chết lặng mà trì độn, liên tục vượt động đều thả chậm, gần như nghe không được, quy. Vãn nhi, kiều vãn. Ngươi đừng vội a, à. ngươi cũng nói, hắn có nhiều như vậy âm thầm bảo hộ hắn người, nhất định là không có chuyện gì. Vương giảng có chút vội vàng sao động nói, sớm biết dạng này, liền không nói cho ngươi. Kiều vãn lại giống như là đã ngăn cách nàng bên ngoài thế giới, một mực ngồi yên, hai tay không tự chủ nắm lấy váy, trên tay cũng là mất máu sắc, mơ hồ thấy trắng nõn dưới làn da gân xanh. Vương giảng nhìn không được thử đập vỗ tay của nàng cánh tay, ngươi thanh tĩnh một điểm, người còn chưa chết, gấp cái gì, mà cái vỗ này, kiều vãn đích thật là bị kéo về trong hiện thực, nhưng lại cũng không để ý hắn, mà là nghĩ đến cái gì đột nhiên đứng dậy, không để ý tới hắn trực tiếp ra bên ngoài chạy đi. Vãn Nhi, Vãn Nhi ngươi đi đâu? Vương Giản vội vàng đuổi theo, lại không ngờ tới nàng chạy kinh người nhanh, mới đuổi tới bên ngoài đại sảnh, liền gặp đại môn mở ra, người đã không gặp, ở bên trong tính sổ thôi thì nghe được động tĩnh, cũng là không khỏi từ giữa đầu ra tới xem xét, nhị công tử, đây là làm sao rồi? Ai, phu nhân, ta đợi chút nữa cùng ngươi nói, ta đi trước truy nàng vương giảng không để ý tới nhiều như vậy cũng là vội vàng chạy trước ra ngoài thôi thì có chút nhíu mày gọi xuân nhi ra tới ngươi truy đi lên xem một chút cô nương là thế nào xuân nhi lĩnh mệnh không có nhăn nhó nhanh chân chạy ra cửa nhưng mà đợi đến nàng ra ngoài lại là chỉ thấy được vương giảng mờ mịt đứng tại đại lộ chính giữa dường như lạc mất phương hướng nàng chạy lên trước nói nhị công tử có phải hay không là đi cửa đối diện tại Xuân Nhi chỉ dẫn dưới, vương giảng mới nhớ tới đối diện phượng phủ, này sẽ xem xét, quả nhiên thấy bên kia cửa nửa mở, phản phất có bóng người đang lắc lư, hắn không chút nghĩ ngợi đi qua, vừa tới cổng, liền thấy một mặt thất vọng kiều vãn không tiếp tục đi vào, mà là quay người ra tới, làm sao rồi? Bọn hắn không để ngươi đi vào. Vương giảng đang muốn nổi giận, lại là bị kiều vãn đi trở về động tác cho nghẹn trở về. Kiều vãn này sẽ cũng chân chính đối mặt thực tế, nghe vậy chỉ là giao đầu đạo, không phải là Phượng Thanh không tại, vài ngày không có ở, Phượng Thanh vẫn luôn chưa hồi phủ, nàng vậy mà cũng không biết, cũng không có phát giác được là xảy ra chuyện, quả nhiên vẫn là quá ỷ lại tiêu vân kình sao, liên đới dưới tay hắn người, cũng là mười phần tin cậy, căn bản liền sẽ không đi lo lắng nhiều, vậy liền kỳ quái, vương giảng nhăn lông mày nói, hôm qua mới phong thành, Phượng Thanh đi mấy ngày, là vì cái gì, Kiều Vãn nghe vậy, cũng là không khỏi dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn, đây là ý gì? Ách, vương giảng gãi đầu một cái, chính là kỳ thật không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, bạo động chính là khu dân nghèo, nhận an quận lại lớn như vậy, muốn lan tràn ra vẫn là muốn chút thời gian, đầy đủ rất nhiều người tại phong thành trước đó ra khỏi thành. Nếu như không có ra tới, chưa hẳn thật sự là gặp cái gì nguy hiểm, mà là khác một loại khả năng, chương 156, không có tin tức muốn gác đêm, ngươi nói là hắn rất có thể chính là vì trận này nạn chuột mới đi nhận an quận sở dĩ không có đuổi tại phong trước thành ra tới cũng là bởi vì muốn ở bên trong điều tra rõ ràng kiều vãn còn có chút nửa tin nửa ngờ chỉ là lại không thể không thừa nhận nàng cùng tiêu vân kình mặc dù quen biết đã lâu nhưng chưa hề hỏi qua trong nhà hắn tình huống cho nên so sánh với cùng ở tại bắc an quận nên là rất quen thuộc tiêu gia vương giảng nàng cũng không tính hiểu rõ tiêu vân kình Hai người đã mang theo Xuân Nhi trở lại phòng bên trong, cùng Thôi Thị nói qua không có việc gì, ngồi xuống lần nữa tại thư phòng, ra ngoài chạy một chuyến, vương giảng đều cống đến trung lập tập, đuổi Xuân Nhi đi đốt than bồn, cũng cầm túi trường nóng tới về sau, mới bất đắc dĩ nói, Phượng Thanh nếu là hôm qua mới đi, vậy thì không phải là, nhưng mấy ngày trước đây liền đi, đã nói lên bên kia là cần nhân thủ làm việc. Ngô, ngươi cũng biết tiêu công tử trong nhà hắn cũng không đơn giản cùng kinh thành bên kia có chút quan hệ, nhà hắn là làm quan. Cái gì quan? Kiều vãn vẫy một cái lông mày, xem như tin bảy phần, vương giảng lung tung lấp liếm cho qua, chính là thanh châu một cái quan, ta cũng không biết rõ, dù sao có nhiều việc. Hắn hẳn là cũng chuẩn bị nhập quan trường, bận rộn là nhất định, kiều vãn do dự nhìn hắn một cái, sau đó nghĩ đến trước sớm phượng hằng có thể đi huyện nha cứu nàng ra tới, còn miễn đi hậu hoạn, liền cũng cảm thấy không sai biệt lắm là như thế này chỉ là vừa nghĩ tới tiêu vân kình cùng vương cẩm cùng phượng thanh phượng hằng hai người đều vây ở kia nhận an quận bên trong trong lòng vẫn là có chút hoảng sợ vương giảng tới xúc động này sẽ gặp nàng bị ảnh hưởng cuối năm đều là không tâm tình liền càng hối hận quả nhiên như cha thân nói hắn như thế lớn vẫn là nửa điểm sự tình cũng đều không hiểu đại ca mất tích trong nhà loạn thành như thế hắn giúp không được gì không nói còn thêm phiền quả thực chính là lớn bất hiếu an ủi nàng một phen hắn liền tự giác đứng dậy cáo từ trước khi đi vẫn không quên xin lỗi là ta không đúng đều không có tỉnh táo hảo hảo suy nghĩ một chút liền đến quấy nhiễu ngươi liên lụy được ngươi cũng lo lắng không thôi ngươi thật đừng quá lo lắng ta cảm thấy lấy anh ta đại khái cùng tiêu công tử bọn hắn đụng tới hơn phân nữa là cùng một chỗ đâu không có chuyện gì biết hắn đây cũng là bản thân an ủi kiều vãn lung lay đầu đạo không có việc gì ta đích xác phải biết nếu là ngươi chậm chạp không nói ta mới có thể trách ngươi sớm đi trở về thôi cùng người nhà cũng nói lời xin lỗi trấn an được bọn hắn gặp nàng đoán được trên mặt mình vết đỏ lý do vương giảng không khỏi ho nhẹ một tiếng tốt ta đi sau đó liền vội vàng bận biệu lên xe ngựa rời đi kiều vãn thở dài đóng cửa lại rơi then cài chuyện này tạm thời không thể nói cho thôi thì miễn cho nàng cũng đi theo lo lắng dù sao cũng phải đợi đến ngày mồng 2 Tết lớp 10 thời điểm nhìn xem tình huống lại nói. Chỉ là vừa mới nàng như thế đi ra ngoài, còn để vương giảng đuổi theo ra đến một chuyện, vẫn là phải cho một lý do, xoắn suýt một đường, đi vào bên cạnh thời gian phòng, không đợi nàng mở miệng, thôi thì ngược lại là trước nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến muốn giấu giếm ta, mới trạm nhi chơi vui chạy tới nghe lén, trở về đều nói cho ta. Trước sớm đi phiên chợ thời điểm ngược lại là có nghe nói nạn chuột một chuyện, ngược lại là không nghĩ tới huyên náo như thế lớn, quá xong năm, sợ là cái này thanh sơn huyện bên trong đều muốn lòng người bàn hoàng, kiều vãn ngồi quá khứ, bất đắc dĩ nói, làm sao lại, ta hỏi nhị công tử, hắn nói qua nhận an quận khoảng cách bắc an quận đều là có đoạn khoảng cách, cùng thanh sơn huyện càng là dựng không lên khung, lại nói đã phong thành, thật muốn có người chạy đến, bắc an quận bên kia liền sẽ trước đem người cho đoạn. Thôi thì lại là giao đầu đạo, ngươi làm những cái kia đào mệnh người sẽ đi đường lớn. Hơn phân nữa là vòng quanh chút trong núi tiểu đạo tới, lời nói này phải, kiều vãn không khỏi nâng tráng, trong lòng nặng nề ngược lại là hòa tan chút, vì không để thôi thì tiếp tục hướng chỗ xấu nghĩ, nàng liền gọi kiều trạm tới, giả ý huấn hắn một phen, sau đó đem chủ đề chuyển tới tối nay muốn ăn cái gì phía trên, có việc nhưng bận bịu có người bồi tiếp còn tốt, đến ban đêm trở về phòng, một người nằm ở trên giường, liền lại là không khỏi suy nghĩ miên man, đến cuối cùng cũng không biết là lúc nào nhịn không được ngủ mất, kiều vãn chỉ biết, thứ hai là tại đói khó nhịn bên trong tỉnh lại, trong chăn không đủ ấm áp, nàng trở mình về sau, tại đói khổ lạnh lẽo phía dưới, liền vẫn là cắn răng rời giường, thời gian đã không còn sớm, từ phía dưới động tỉnh nghe, hơn phân nửa đều quá giờ thìn, lưu loát mặc quần áo tử tế, dẫm lên tự chế đông giày, kiều vãn bó lấy tóc, dự bị lấy xuống dưới tìm thôi thì chảy đầu. Mà vừa mở cửa ra, liền bị ngoại đầu một mảnh cho không kinh sợ, vậy mà tuyết rơi, hoặc nhìn vẫn là tuyết lông ngỗng, hành lang tay viện bên trên, trong viện trên cây, cùng đối diện kia một mảnh nhà nóc nhà, đều là một mảnh trắng xóa, lại nhìn xuống dưới, trong viện trên đất học quét hơn phân nửa, kiều trạm chính cùng tiểu mạc cùng thôi vượng cùng một chỗ đắp người tuyết, liếu chiếu náo không ngừng, này sẽ tuyết đã sớm ngừng, mặt trời mọc, chính là tuyết tan thời điểm, không phòng một trận gió thổi tới. Kiều Vãn Cống đến trung lập cập, vội vàng tự giác trở về phòng xuyên giày một chút, cũng đem khăn quàng cổ đeo lên, còn mặc lên găng tay. Phía dưới Lưu Sơn ngay tại dán câu đối, đèn treo tường lồng, Xuân Nhi tại hạ đầu viện cái thang chỉ huy phương vị, thôi thị thì cùng Trúc Anh thỉnh thoảng tại sảnh Trung Hòa phòng bếp vừa đi vừa về bận rộn, mặc dù đều là ăn cơm tất nhiên, nhưng giữa trưa kia bỗng nhiên cũng không thể mập mờ. Kiều vãn hướng cửa bên kia mắt nhìn, lần nữa nói với mình, không có tin tức đại khái chính là tin tức tốt nhất, sau đó liền trước đè xuống chuyện này, tự lực cánh sinh đi chải đầu, sau đó rửa mặt, lại là mình giải quyết bữa sáng về sau, liền cũng gia nhập vào cái này bận rộn đội ngũ bên trong, vô cùng náo nhiệt một ngày, tại không phân chủ tớ ngồi vây chung một chỗ ăn xong bữa cơm tất nhiên về sau, bên ngoài liền lại bay lên lông ngỗng tuyết, lại còn càng rơi xuống càng lớn, rất có tiếp theo cả đêm tư thế. Mà đây đương nhiên là điểm tốt, tuyết lành điểm báo năm được mùa, năm sau tất nhiên là cái bội thu năm cứ việc trong nhà không có ruộng đồng cũng không ăn cái này phần cơm thế nhưng là đến cùng vẫn có thể dính một chút hỉ khí nên đón tiệm một năm mới kiều trạm quậy cả một ngày này sẽ nhìn thấy thật tuyết rơi lại là hưng phấn không thôi thôi thì thật vất vả bắt được hắn đi tắm một tẩy xong liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng buồn ngủ kiều vãn cũng đi tắm rửa rửa mặt sau đó mặc vào thôi thì chuẩn bị nguyên bộ bộ đồ mới từ trong ra ngoài không có chỗ nào mà không phải là mới đặt mua ra tới trang phục nằm tại thôi thị trên đùi tùy ý nàng giúp mình lau khô tóc, kiều vãn cũng là có chút mơ mơ màng màng, thôi thị thấy thế không khỏi nhất tiếu, thay nàng nhu hòa xoa da đầu, miễn cho bên trong còn có ẩm ướt phát, vừa nói, không bằng ngươi cũng đi ngủ đi, có chút anh bồi tiếp ta là được, kiều vãn lập tức tỉnh táo lại, lung lay đầu, nói, không, ta phải bồi mẫu thân gác đêm, cái này một thủ chính là tốt mấy canh giờ, đến đêm dài thời điểm. Liền thôi thị đều là có chút ngủ gật, bọc lấy tấm thảm ấm áp dễ chịu, chống đỡ đầu lại là nghiêng một cái, đột nhiên tỉnh lại, mới phát giác một bên hai cái nha đầu đã lẫn nhau tựa sát ngủ, mà kiều vãn lại là không trong phòng, vén tấm thảm, thôi thì cầm áo khoác ngoài ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy kiều vãn đứng tại phòng trước cửa, nhìn xem bên ngoài không biết mệt mỏi bay lên lấy bông tuyết, phủ thêm cho nàng áo khoác ngoài. Kéo qua nàng băng lãnh tay ấm áp, thôi thị buông tiếng thở dài, bọn hắn sẽ bình an trở về, chương 157, có khách đến nhà tắm suối nước nóng, tuyết vẫn rơi đến ngày kế tiếp giờ dần mới ngừng, toàn bộ thanh sơn huyện như là tuyết hương, không có một chỗ không dính tuyết, đợi đến bão thời thoáng qua một cái, từng cái đường phố cùng trên đường mới có dấu chân, có người tự phát quét nhà mình trước cửa tuyết, có người thì là tại quét trên đường tuyết, sau đó một trận lốc bốt pháo âm thanh, triệt để bừng tỉnh một ngày này. Cứ việc cái này một năm mới đối với có ít người mà nói cũng không sống yên ổn, nhưng đối với cả ngày an ổn sống qua ngày thanh sơn huyện dân đến nói, lại là mười phần có điềm tốt một năm, mới đến giờ thìn, liền lục tục ngo ngoe có người đi ra ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếng cười nói vui vẻ, náo nhiệt không thôi, thôi thì mặc dù ngủ được muộn, nhưng trước kia cũng vẫn là lên, phát hồng bao, ăn bữa sáng, liền mang theo kiều trạm đi cho trong học đường lão sư chúc Tết, kiều vãn tối hôm qua thổi nhiều gió lạnh, này sẽ mê mang, liền không có đi cùng mà là lại trở lại trên lầu gian phòng đi ngủ bù mùng hai ngày ấy toàn gia đi nông thôn trang tử chúc tết ăn xong bữa cơm trưa hạ vang mới trở về về sau liền lại lười nhác đi ra ngoài thôi thì câu kiều trạm ở nhà đọc sách viết chữ kiều vãng cũng không rơi xuống phía sau còn có tiểu mạc cùng thôi vượng hai cái tiểu nhân ngược lại là cũng coi là náo nhiệt vương giảng không có lại đến nghĩ đến bắc an quận bên kia có thật nhiều thân bằng hảo hữu cần phải đi bái phỏng trong nhà cũng phải đãi khách vương cẩm không tại, hắn cũng nên thay thế đi lên, tận một phen chức trách, mùng 8 ngày ấy, mặc dù phiên chợ còn chưa triệt để mở, nhưng rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu lục tục ngo ngoe mở cửa, cẩm tú Tửu lâu lại là cũng không có động tĩnh, tuyết tại lớp 10 liền ngừng, liên tục mấy ngày đều là mặt trời chói chang, 10 phần sản khoái thời tiết, tết sơ cửu, có khách đến nhà, không phải người khác, đúng là phong trần mệt mỏi tề cô cô, mang theo hai cái mắt nhìn xuống đất nha hoàng. Trên tay ôm lấy hộp quà bao bọc, đây là người quen, Lưu Sơn trực tiếp đem người đón vào, một bên hơi kéo cao tiếng nói gọi phu nhân cô nương có khách nhân đến, ra tới chợt nhìn người tới, kiều vãn trong lòng còn lột bột một chút, sợ là mang đến cái gì tin tức xấu, sau đó mới phát giác tề cô cô trên mặt mỉm cười, cũng không có gì đau buồn chi tình, mới xem như buông xuống một trái tim, thôi thì càng là mừng rỡ. Dường như không ngờ tới tề cô cô vậy mà là thật xa từ Bắc An quận tới, lập tức lại là để Trúc Anh lo pha trà lại là để xuân nhi dân trà nước điểm tâm lại bưng trái cây đi lên vụng trộm ghé vào bình phong bên trên giò xét nhìn kiều trạm cũng là không khỏi nhảy ra ngoài rất là thân mật cùng tề cô cô chúc tết đồng thời như nguyện thu cái hồng bao nhìn xem hắn ngoan ngoãn cáo lui lại trở lại thư phòng kiều vãn không khỏi buồn cười lắc đầu ngược lại mới lên tiếng đến nói cô cô năm mới đại cát bình an vui sướng thấy được nàng đến tề cô cô liền ngay cả vội vàng đứng dậy đối nàng phúc phúc thân thể Kiều cô nương, lần trước là nô tỳ mạo phạm, còn mời cô nương chớ nên trách tội, không nghĩ tới đúng là đến nói xin lỗi, Kiều vãn cùng thôi thị đều là sững sờ, lập tức cái sau trước kịp phản ứng, lôi kéo người lần nữa ngồi xuống, đều đi qua như thế hồi lâu, vãn nhi nơi nào sẽ còn để ở trong lòng. Lại nói lúc ấy cô cô cũng là hộ chủ sốt ruột, có tội gì, Kiều vãn đi theo nói tiếp, mẫu thân nói đúng, cô cô không nói, ta đều sớm quên, cái này kẻ sướng người họa, tề cô cô tự nhiên cũng là không còn sách chuyện cũ đàng hoàng cùng mẫu nữ hai người chúc tết sau đó lại lệnh nha hoàng cầm đồ vật đi lên không phải cái gì quá quý giá đồ vật chỉ là bình thường niên kỷ lễ ba người ngồi vây quanh lấy hàng huyên chỉ chốc lát kiều vãn còn chưa kịp hỏi thôi thì ngược lại là trước hỏi ra miệng công tử nhà ngươi nhưng có tin tức tề cô cô sững sờ sau đó mới nói nô tỳ hôm nay tới đây chính là vì cái này sự tình không nghĩ phu nhân cùng cô nương đúng là đã biết Công tử đã phân phó, nếu là hắn mùng 8 còn chưa trở về, liền để nô tỳ đến phủ thượng báo cái bình an. Hắn là có chuyện ràng buộc, cũng sẽ không có cái gì trở ngại, mời phu nhân cô nương yên tâm. Vậy mà coi là thật như là Vương giảng nói, là có chuyện đi, từ lâu ngờ tới sẽ là bây giờ cục diện này, cũng không phải là xúc động cử chỉ mạo hiểm, coi như thật gặp gỡ cái gì nguy hiểm, cũng chắc chắn có hậu chiêu. Chỉ là Liền Phượng Thanh đều đi, không biết là thật thiếu nhân thủ vẫn là cái gì khác, Kiều Vãn lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi, vậy hắn có thể đưa tin trở về, này cũng không có, tề cô cô giao đầu đạo, dù sao đã phong thành, trong phủ cũng phái người đi, nhưng lại đều không được cửa nhập, chỉ có thể không công mà lui, vẫn như cũ là không có tin tức, còn tính là tin tức tốt sao, nhìn ra lo lắng của nàng cùng thất vọng, tề cô cô trấn an nói, công tử tiến đến cũng không phải là lẻ loi một mình. Bên người cùng không ít hộ vệ, lại lần này phái đi trấn áp tướng quân cùng lão gia có chút giao tình chắc chắn chiếu cố một hai nghe nói nơi đó đầu đã lắng lại không ít chỉ là vì để tránh cho nạn chuột mở rộng mới vẫn không có mở thành cô nương cứ việc yên tâm công tử sẽ bình an vô sự sau đó lại rất nhanh một cái chuyển hướng nói kỳ thật nô tỳ hôm nay tới đây trừ báo bình an bên ngoài còn có một kiện khác công tử phân phó sự tình rất thuận lợi một bên mẫu nữ hai người rất nhanh bị chuyển di lực chú ý cùng nhau nhìn qua hỏi chuyện gì công tử nói là lần trước tại đại vận tử lúc cùng cô nương đã nói xong tề cô cô trên mặt nụ cười vừa đúng mời phu nhân cùng cô nương tiến đến tùng sơn điền trang bên trong ngâm hồ suối nước nóng vừa vặn mấy ngày nay thời tiết tốt vừa vặn có thể đi một chuyến hở đi tắm suối nước nóng hiện tại kiều vãn không khỏi ngây người gặp được loại sự tình này tề cô cô không nên là lo lắng nhất cái kia a à còn có tâm tư dẫn các nàng đi điền trang tắm suối nước nóng, thôi thì ngược lại là giật mình nhớ tới mà nói, ồ. Là tại kia nguyệt bên suối lúc đã nói xong a, à, là, tề cô cô miễn cười gật đầu, lúc ấy phu nhân không phải tiếc núi không có mang tiểu công tử cùng nhau xuất hành. Lần này liền mọi người cùng nhau đi, để tiểu công tử cũng thật tốt chơi một lần, được chứ, nói lên kiều trạm, thôi thì liền khó tránh khỏi động điểm tâm nghĩ, mắt nhìn bất đắc dĩ ngầm thừa nhận kiều vãn liền mới gật đầu đáp ứng, tốt, vậy cái này liền xuất phát, tề cô cô đến có chuẩn bị, nên mang đồ vật đều mang, chỉ là Tùng Sơn có chút xa, cần phải ở lại hai ngày, cho nên liền để thôi thị nhìn xem thu thập chút quần áo cùng ăn uống, khác điền trang bên trong cũng đều có, không cần mang nhiều, kiều trạm biết muốn ra cửa chơi, vẫn là đi ngâm chưa từng thấy hồ suối nước nóng, quả thực cao hứng điên, chẳng qua cũng là ngoan ngoãn mình thu thập sách cùng giấy bút, chơi thì chơi trong mỗi ngày nên đọc sách nên viết chữ vẫn là không thể rơi xuống, trừ Lưu Sơn Lưu lại giữ nhà bên ngoài, những người khác đi, cho nên thu thập phải ngược lại là nhanh, một bên khác, xe ngựa cũng gọi tốt, không đến nửa canh giờ, một đoàn người liền lên xe ngựa xuất phát, Tùng Sơn tại Bắc An quận một bên khác, cũng may có khác đường tắt, không cần vây quanh trong thành lại đi ra, chẳng qua tính toán đâu ra đấy, cũng là cần hai canh giờ lộ trình, dù sao không phải ra roi thúc ngựa thôi thị cùng tề cô cô một mực đang câu được câu không nói chuyện ngược lại là vắng vẻ một bên kiều vãng cùng kiều trạm chẳng qua coi như nghĩ chen vào nói kiều trạm cũng là cắm không vào đến đành phải ôm lấy kiều vãng cánh tay cọ sát, a tỷ ta có chút buồn ngủ kiều vãng buồn cười sờ sờ đầu của hắn vậy liền ngủ đi đến a tỷ sẽ gọi ngươi ứng tiếng kiều trạm liền gối lên nàng trên đùi an an ổn ổn, ổn ngủ thiếp đi có tiết tấu vỗ lưng của hắn Kiều Vãn Xuyên thấu qua cửa sổ xe màn khe hở nhìn về phía bên ngoài từng mảnh từng mảnh lục ấm, có chút giật mình suy đoán, lúc này vẫn không quên để tề cô cô mang theo bọn hắn đi Tùng Sơn, Tiêu Vân Kình là có kế hoạch khác A, à, chương 158, đến Điền Trang không tầm thường, Tùng Sơn chân núi có cái thôn, liền gọi Tùng Sơn thôn, Điền Trang tại làng tận cùng bên trong nhất, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, so với Thanh Sơn huyện cái kia trang tử lớn không biết gấp bao nhiêu lần, mà liền xem như cái làng, cũng không thể xem thường, một đường đều là phủ lên bằng phẳng gạch xanh đường lát đá, xe ngựa hãm lại tốc độ về sau, liền cơ bản không điên, rất là bình ổn, đến mức kiều trạm cũng còn một mực ngủ không có tỉnh, thôi thì mắt nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, ban đêm sợ là lại muốn ồn ào, cái kia cũng không sao, tề cô cô dung túng cười nói, hạ vang đi trong rừng chơi, chậm chút dùng cơm, lại đi ngâm cái hồ suối nước nóng, cũng kém không nhiều, đang khi nói chuyện, xe ngựa đã tiến điền trang, dừng ở trong viện, có người tiến lên đón, cung kính kêu cô cô, một bên khác thì đã có người đi đón bọn hắn mang tới đồ vật, cũng dẫn chút anh Xuân Nhi mấy cái đi khách viện sương phòng, xem như sớm nhận một biết đường, kiều vãn không có mềm lòng trực tiếp đem kiều trạm đánh thức về sau, mới lôi kéo người xuống tới, sau đó liền gặp một đám nam nam nữ nữ nhóm hướng về phía bọn hắn chấp tay cúi đầu, phu nhân, cô nương, công tử. Vốn là còn chút mơ hồ kiều trạm lập tức liền bị làm tỉnh lại, vô ý thức trốn đến kiều vãn sau lưng a à tỷ bọn hắn là ai a à, nàng cũng muốn biết kiều vãn nắm chặt lại kiều trạm tay làm trấn an lập tức nhìn về phía thôi thị thôi thị ngược lại là phản ứng thường thường mỉm cười gật đầu tiếp nhận về sau liền chuyển đầu đạo chúng ta lần này mạo muội đến đây sẽ không quấy rầy đi tề cô cô viện nàng hướng phòng đi vào trong làm sao lại cuối năm bọn hắn cũng không có việc gì làm có cái gì có đánh hay không quấy đám người kia ngược lại là tự giác tứ tán lấy lui ra, chỉ để lại hai cái cơ linh nha hoàng, đi trong sảnh lên trước nước trà điểm tâm, kiều vãn lôi kéo kiều trạm cũng đi theo vào, sau đó liền ngoài ý muốn nhíu mày, bên trong lại là cái viện tử, vòng qua một mặt tường hậu tiến đi, mới là chính sảnh, phòng rất là sáng tỏ sạch sẽ, chính diện tường chính giữa còn treo bức tranh sơn thủy, trong sảnh bốn góc đều bày biện cỡ trung bồn hoa, cái bàn là hoàng một chỗ tạo, nhìn xem nhiều năm rồi, nhưng vẫn như cũ rắn chắc trong suốt, có thể nghĩ chất lượng tốt bao nhiêu. Trong chính sảnh hai bên đều treo màn trúc, không phải tùy ý thô ráp loại kia, mà là chất lượng rất tốt, còn có ám văn loại kia, mềm mà không tiêu tan, nhẹ nhàng vén lên liền mở. Sàn nhà tất cả đều là có chút trắng bệt khối lớn gạch đá xanh, cơ bản nhìn không thấy khe hở, dẫm lên rất là rắn chắc yên tâm, mà cũng không có cái gì chủ tử ra tới chiêu đãi đều là tề cô cô tại nhọc lòng, đầu tiên là hỏi qua thôi thì mấy người là muốn nghỉ ngơi trước vẫn là tại điền trang bên trong đi dạo một vòng lại là để phân phó kia tiểu nha hoàng đi báo cho phòng bếp làm chút mới mẻ thịt rừng cùng thức ăn chay cuối cùng còn nghĩ tới đến để người đem mới hái mới mẻ quả tẩy chút bưng tới lúc này còn có mới mẻ quả không phải khác chính là nho nhỏ một viên nhưng lại tiên diễm mê người ô mai lá cây đều bị hái được sạch sẽ chỉ còn lại trụi lũi trái cây đặt ở mâm đựng trái cây bên trong nhìn xem có chút khôi hài Chẳng qua vậy mà có thể ăn được ô mai chuyện này, rất nhanh để Kiều Vãn quên đi cái này khôi hài sự tình, mang theo Kiều Trạm cùng một chỗ bắt đầu ăn. Tề Cô Cô ở một bên cười cười nói, lúc đầu chỉ là mấy đứa bé phát hiện, nhịn không được thèm ăn, về sau còn lo lắng Hải Hùng mấy ngày, sợ có độc. Kết quả lại là nửa điểm sự tình đều không, sau đó các đại nhân cũng thử nếm nếm, phát hiện vậy mà là đặc biệt chua ngọt ngon miệng, coi là thật vị đẹp nước nhiều. Thôi thị vốn đang chỉ là nhìn xem tỷ đệ hai người ăn, này sẽ nghe, liền cũng tò mò nếm một viên, lập tức liền điểm đầu đạo, quả thật chua ngọt, rất là tươi ngon. Kiều Vãn vừa ăn vừa xen vào hỏi một câu, ở đâu hái? Ngay tại rừng phía sau trên núi, có một mảng lớn, cũng liền người trong thôn ăn một chút, ngược lại cũng không ai nghĩ đến muốn bắt đi bán. Tề Cô Cô cười nói, cô nương nếu là thích ăn, trở về thời điểm không ngại mang một chút, nàng là muốn mang, càng nghĩ tới hơn vẫn là tận gốc mang dây leo đào một gốc loại đến trong dược điền đi không biết có thể thích ứng hay không chẳng qua vì bảo hiểm vẫn là mang nhiều chút trở về đến lúc đó đưa đến phương kiểm vậy đi thử xem lưu chủng tử đến lúc đó có hoa phòng về sau liền có thể trồng ô mai thế nhưng là dùng để làm đồ ngọc bánh điểm đồ tốt trạm nhi nhất định thích ăn còn có vương giảng tiểu tử kia không chút biến sắc đè xuống suy nghĩ kiều vãn cùng kiều trạm cùng một chỗ đem cái này bàn ô mai cho ăn sau đó ngồi nhìn thôi thị cùng Tề Cô Cô trò chuyện vài câu, về sau nghỉ ngơi đủ rồi, liền thừa dịp thời gian còn sớm tại cái này điền trang bên trong đi dạo lên. Điền trang, nhiều tự nhiên đều là ruộng, mấy trăm mẫu đều là ruộng, trang tử cũng có tầm 10 mẫu đất lớn như vậy, trừ chính sảnh phía sau kia vài tòa lầu nhỏ là khách ngoài viện, cái khác đều là chút nhà trệt, ở trang tử trên dưới trên trăm nhân khẩu. Tề Cô Cô dẫn bọn hắn đi dạo tự nhiên là khách viện, bố trí được còn coi như không tệ. Có cái tiểu hoa viên, bên trong cầu nhỏ nước chảy hồ nước đình đài đồng dạng không ít, vài tòa lầu nhỏ phân bố tại vườn hoa chung quanh, bất luận ở chỗ nào, cấp độ đều là thật tốt, từ trên lầu nhìn xem đến đều là một mảnh tốt phong quang. Nguyên bản trước đó nhìn chính sảnh liền có chỗ do dự, này sẽ đi dạo xong vườn hoa về sau, Kiều Vãn liền càng phát ra xác định, cái này không phải cái gì điền trang, xác nhận Tiêu Vân Kình trong nhà dưới núi biệt viện a, chỉ là thuận tiện trồng rất nhiều ruộng cũng là một phần không lớn không nhỏ sản nghiệp. Hồ suối nước nóng tại Điền Trang phía sau núi bên trên, muốn đi có chút cước trình, một đoàn người liền quyết định chậm chút lại đi, này sẽ liền đi đến bọn hắn dàn xếp lại khách viện dùng cơm. Điền Trang bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là tự cấp tự túc, cho nên mặc kệ là nuôi trong nhà cũng tốt, thịt rừng cũng tốt, đều có một phen đặc biệt tư vị, mà lại đầu bếp cũng không giống là bình thường, đồ ăn thường ngày đều là làm ra đầu bếp phong phạm, so với cẩm tú tửu lâu đều là bởi vì lấy nguyên liệu nấu ăn nguyên do muốn càng thêm ăn ngon một chút kiều vãn nhịn xuống muốn đi học trộm học nghệ tâm tư thành thành thật thật ăn xong sau bữa ăn thôi thì hơi mệt chút liền nói xong trước thiên thiếp một hồi đợi chút nữa lại đi trong rừng nhìn xem kiều trạm ngủ một đường này sẽ liền lôi kéo hai cái tiểu đồng bọn đi trong hoa viên chơi đùa kiều vãn buồn bực ngán ngẩm liền cũng đi trong phòng mình nghỉ ngơi gian phòng của nàng được an bài tại lầu ba là cùng loại lầu nhỏ địa phương, bên trong bố trí được vẫn như cũ rất là thoải mái dễ chịu sạch sẽ, tuy nhỏ nhưng đều đầy đủ, đẩy ra một bên khác cửa ra ngoài là nửa hình tròn nhỏ sân thượng, nhìn kỹ liền kinh ngạc phát hiện toàn bộ điền trang, thậm chí toàn bộ tùng sơn thôn đều tại đáy mắt, lại vừa nhấc mắt, thì là lục ấm sung xuê, mây mù vờn quanh tùng sơn dãy núi, khó trách đúng là đưa nàng thu xếp tại như thế cái lầu nhỏ, hóa ra là phong cảnh tuyệt đẹp chỗ. Nhìn không khí hội nghị ánh sáng, Kiều Vãn cũng là cảm thấy có chút buồn ngủ, lại có chút phạm lười, để nguyên áo nằm tại trên giường, nghĩ đến nhắm mắt dưỡng thần một hồi liền tốt, chưa từng nghĩ đúng là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, giống như mộng không phải mộng, phản phất nghe được kẹt kẹt tiếng mở cửa, có bóng người chậm rãi đi gần, nàng có chút mở mắt, ý đồ đi thấy rõ người tới, sau đó lại là chỉ cảm thấy trên thân ấm áp, bóng người dần dần tiêu tán, ý thức trở nên một mảnh hỗn độn, lại không có ý niệm khác trong đầu chân chính lâm vào mộng đẹp lại là kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đóng lại, tiếng bước chân xa dần, chương 159, tinh nghịch leo cây người tương tự, ngủ trưa qua đi, chuẩn bị xuất hành lúc, đã là giờ mùi ba khắc, bởi vì lấy ngày vừa vặn, nhiệt độ cũng lên cao chút, một đoàn người xem như khinh trang thượng trận, được không hài lòng, ra điền trang, một đường hướng cách đó không xa rừng quả đi đến, tề cô cô dẫn kiều trạm đi ở đằng trước đầu, phía sau đi theo hai cái tiểu tùy tùng, kiều vãn thì là viện thôi thì chậm rãi đi theo phía sau không nhanh không chậm đi một hồi nàng liền không khỏi nhớ tới mà hỏi mẫu thân giờ ngọ lúc là có người hay không tới qua thôi thì giao đầu đạo chưa từng làm sao không chút kiều vãn cúi đầu nhất tiếu chỉ là giống như mơ tới có người tiến bước chân mà thôi nghe vậy thôi thì ngược lại là hiểu rõ người nha đầu ngốc này nơi nào là mộng là tề cô cô đi lên nhìn ngươi gặp ngươi trực tiếp cùng áo nằm ở trên giường còn thay ngươi kéo tốt đệm chăng, còn tốt nàng đi xem mắt, không phải ngươi cái này lên, sợ là chịu lấy lạnh. A. À. Hóa ra là dạng này, Kiều Vãn le lưỡi một cái, không nghĩ tới sẽ ngủ, lần sau sẽ không, khó được gặp nàng như vậy tính tình trẻ con, thôi thì liền cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì, mà rừng quả mười phần lớn, trừ trồng xuân thu hai mùa thành thục trái cây, còn có đông xuân hai quý sẽ kết quả cam quýt, tề cam, quả hồng cho nên hoàn toàn không gặp cái gì tàn héo cảnh tượng, mà vẫn như cũ là khắp nơi đều là vàng ống, nhìn rất đẹp, rừng quả bên này có người chuyên trông coi, phần lớn là toàn gia toàn gia, nhìn thấy có khách đến, liền đều cung kính nhiệt tình ra tới chiêu đãi. bọn nhỏ mang lên kiều trạm mấy người, thoáng qua liền chui nhập to như vậy rừng quả bên trong không gặp thân ảnh. Kiều vãn cũng là nhịn không được, đang bồi lấy ngồi sau khi, liền lưu lại Trúc Anh hầu hạ, mang lên Xuân Nhi cũng gia nhập tự tay hái quả trong hàng ngũ nàng đặc biệt chọn cái kim hoàng quả cam, cũng không làm phiền Xuân Nhi, mình nhẹ nhàng linh hoạt lột da, sau đó không kịp chờ đợi nếm miệng đã lâu mỹ vị. Nàng một trận coi là thời đại này là không có quả cam, kết quả này sẽ mới phát hiện không phải, nghĩ đến hẳn không phải là không có, mà hẳn là không phổ biến, bán được đắt, thanh sơn huyện bên trong tự nhiên sẽ không khắp nơi có thể thấy được, cái này rừng quả, cũng chưa hẳn là trồng hoa quả đi bán, hơn phân nữa là chủ nhà tư hữu nghĩ đến bên ngoài đều không kịp ăn nơi này lại có thể là kiểu gì cũng sẽ lãng phí hơn phân nữa kiều vãn liền không khỏi lắc đầu cảm thán sau đó lại nghĩ lần sau nên cùng tiêu vân kình thật tốt nói lại nếu như những cái này hoa quả không ai ăn chẳng bằng quy ra tiền bán cho nàng tốt có thể ăn tươi mới cũng có thể làm tươi ép nước trái cây còn có thể dùng để làm ăn uống lãng phí rất đáng tiếc chẳng qua điều kiện tiên quyết là hắn có thể thật tốt bình an trở về mới là kiều vãn nghĩ đến lại tiện tay hái được cái quả cam đưa cho xuân nhi tại bên ngoài đừng câu nệ tùy ý ăn chính là xuân nhi đã sớm bắt đầu nuốt nước miếng này sẽ liền thập phần hưng phấn lớn tiếng nói được rồi cô nương tạ ơn cô nương động tỉnh này dẫn tới vừa đi theo điền trang bên trong nha hoàng không khỏi ghé mắt mặc dù không dám lộ ra cái gì thần sắc nhưng trong lòng còn không biết làm sao buồn cười đâu kiều vãn cũng là buồn cười không thôi lắc đầu về sau ngược lại lại đi hái quyết một đường ăn quá khứ đến quả hồng rừng lúc kiều vãng cũng cảm giác mình có bảy tám phần no bụng mà xuân nhi thì là trực tiếp ở một cái đến biểu thị nàng ăn đến càng nhiều càng no bụng chính bật cười sau khi lại là nghe được phía trước trong rừng truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi nghe tuyệt không giống như là chuyện gì tốt kiều trạm chính ở đằng kia nghĩ đến cái này kiều vãng liền không để ý tới khác lập tức liền nhấc lên váy theo tiếng chạy tới xuân nhi phản ứng chậm một chút thật vất vả mới đuổi theo mãi cho đến một góc nhìn liền có trăm năm lịch sử dưới đại thụ, mới nhìn đến thôi vượng cùng tiểu mạc, cùng mấy cái khác nhìn rừng quả hài tử, duy chỉ có không gặp kiều trạm, kiều vãn lập tức gấp, tiểu mạc, trạm nhi đâu, sau khi hỏi xong, nàng mới phát giác mấy người đúng là đều đang nhìn trên cây, trùng hợp, kiều trạm thanh âm cũng ở trên đỉnh đầu bầu trời vang lên, a tỷ, ta ở đây này, kiều vãn ngẩng đầu đi xem, mới phát giác kiều trạm vậy mà là trên tàn cây, chính xốc lên nồng đậm chạc cây, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đối nàng cười, nhìn ra một phen vị trí của hắn cùng mặt đất khoảng cách, xem chừng chừng cao 7-8 mét về sau, kiều vãn liền không khỏi có chút choáng, trạm nhi, ngươi làm sao đi lên. Mau mau xuống tới, đừng làm ngã, đáp lại nàng, lại là kiều trạm còn to gan đứng dậy, điểm lấy mũi chân đi hái lá cây chỗ sâu bên trong đỏ rực trái cây, thấy kiều vãn quả thực là trong lòng run sợ, tim đập nhanh hơn gấp mấy lần nhưng mà kiều trạm lại là bình an vô sự lần nữa ngồi xuống, lung lay trong tay quả hồng, a à tỷ tiếp được, mắt thấy kia đỏ quả hồng bỏ xuống, kiều vãn đều có loại ảo giác, tưởng rằng kiều trạm cũng đi theo hết thảy rơi xuống, thế là liền mặc kệ cái khác túi lên váy, rất là chuyên chú đi đón ở kia quả hồng, thấy bên cạnh mấy người đều là không khỏi sợ hãi tháng phục lên tiếng, nhìn xem trong làng váy hoàn chỉnh đỏ quả hồng, kiều vãn buồn cười vừa tức giận, một tay cầm quá quả hồng, một tay chống nạnh ngửa đầu lạnh mặt nói, "Kiều Trạm, ta mấy chục âm thanh, ngươi lại không xuống tới, về sau liền rốt cuộc không cho ngươi làm đồ ăn ngon." Lời này mới ra, phía dưới mấy người thần sắc khác nhau, hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải. Trên cây kiều trạm thì là hoảng, "Đừng a, a tỷ, ta cái này xuống tới, lập tức." Nói, liền vội vàng viện thân cây lôi kéo nhánh cây liền phải hướng xuống bò, cái này thấy kiều vãn lại là sợ không thôi, lại vội vàng nói, không, ngươi đừng vội, từ từ sẽ đến, kiều trạm cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm, rất là linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt liền từ trên cây tuột xuống, rất giống một con khỉ nhỏ, thấy kiều vãn đều là có chút ngốc, trạm nhi, ngươi tại trong học đường hẳn là chính là học leo cây đi, nghe vậy, phía sau Xuân Nhi thực sự nhịn không được phốc nhất tiếu, mang mấy người khác cũng là nở nụ cười, bị cười đến có chút không được tốt ý tứ, kiều trạm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, a à, tỷ ngươi nói cái gì đó. Nói xong, Liền lôi kéo Kiều Vãn chạy đến một bên, hạ thấp thanh âm thần thần bí bí mà nói: "A à, tỷ ngươi quên sao, Tiêu Ca ca phái thủ hạ mỗi ngày đến học đường dạy ta học võ, những ngày này trong nhà ta cũng chưa quên luyện tập, chỉ là giấu giếm mẫu thân thôi." Tiêu Ca ca nói, "Mẫu thân hẳn là không thích ta lắm học võ, tốt nhất đừng để nàng nhìn thấy." Mở miệng một tiếng Tiêu Ca ca, nàng vậy mà không biết, liền một lần kia cùng đi trang tử một lần, Kiều Trạm đúng là cùng Tiêu Vân Kình như vậy quen thuộc rồi mà nói cẩn thận học võ lại còn coi là thật thực hiện cũng vẫn không có rơi xuống vậy ngươi mới thế nhưng là coi như không cẩn thận không có nắm chắc cũng sẽ không ném tới thật sao kiều vãng lúc này mới yên tâm lại bất đắc dĩ hỏi kiều trạm gật đầu đương nhiên nếu không ta mới không dám bò cao như vậy đâu nói lại gãi đầu một cái kỳ quái nói giờ ngọ a tỷ cùng mẫu thân đều đi ngủ thời điểm ta giống như nhìn thấy cùng tiêu ca ca rất giống người a tỷ ngươi nói Tiêu ca ca có phải là đã bình an trở về rồi? Hở? Kiều Vãn sửng sốt, Trạm nhi nhìn thấy sao? Nàng vẫn cho là chỉ có chính mình mới nhất nhớ Tiêu Vân Kình có thể hay không bình an trở về, không nghĩ tới Kiều Trạm cũng là đặt ở trong lòng, đồng thời còn một mực nhớ kỹ hắn, mà giờ ngọ a. À. Hẳn là nàng mơ hồ nhìn thấy người kia, thật là hắn. Nếu như đúng vậy, vì sao không hiện thân đâu? Chương 160, vô lễ nhìn lén lại gặp nhau bởi vì lấy kiều trạm chỉ nói là tựa như, sau khi trở về, kiều vãn lại cẩn thận chu đáo quá tề cô cô thần sắc biến hóa, nhưng lại cũng không nhìn ra cái gì đến, liền đành phải thôi, cơm tối vẫn như cũ không tính phong phú, nhưng lại ăn rất ngon, kiều vãn còn tham gia náo nhiệt làm cái cam sành hầm trứng, để mấy đứa bé ăn đến là suýt nửa đêm quả cam gia đều gặm xuống dưới, sau bữa ăn, một đoàn người liền từ điền trang xuất phát, chậm rãi đi hướng phía sau núi bên trên mặt khác vây quanh suối nước nóng trang tử cái này trang tử cũng không lớn bên trong chỉ có hai cái không lớn hồ suối nước nóng nhưng ở thời điểm này có thể đem hồ suối nước nóng quay lại quản lý người ta nhưng cũng không nhiều bởi vì lấy ao không lớn một đoàn người liền phân hai bên thôi thì cùng tề cô cô mang theo kiều trạm đi bên trái cái kia kiều vãng thì là mang theo trúc anh cùng xuân nhi đi bên phải cái kia cùng so sánh xuân nhi cũng là hoàn toàn chính xác không có gì nha hoàng dạng trúc anh là tuyệt đối kiên trì không hạ ao liền trong phòng trông coi y phục của hai người, cũng thuận tiện nhìn xem cửa, không khiến người khác tiến vào. Hồ suối nước nóng là rất đơn giản phổ thông cái chủng loại kia, mặt nước trắng bệt, khói trắng vờn quanh, nhiệt độ đại khái tại 50 độ trái phải, vừa xuống nước lúc rất bỏng, chậm rãi thích ứng tới về sau, cảm giác thư thích liền từ thân đến tâm, lan tràn đến toàn thân. Xuân Nhi từ vừa duỗi cái chân đi vào liền bắt đầu hô bỏng, thấy kiều vãn như vậy nhẹ nhàng linh hoạt liền ngâm cũng còn ngồi ngay thẳng, liền cắn răng, chịu đựng đem toàn thân thấm xuống dưới, nhưng kiên trì không đến 3 giây, liền gào to lấy nông nóng bỏng, dùng cả tay chân leo đi lên, vừa lên bờ, gió lạnh thổi, lại là rất lạnh, nàng ôm lấy cánh tay rung lên nói, cô, cô nương, nô tỳ đi trước mặt quần áo, chờ kiều vãn bất đắc dĩ gật đầu một cái về sau, nàng liền nhanh chân liền chạy, không có chút nào nữ hài tử dạng, lắc đầu, kiều vãn còn sâu hơn là hài lòng dùng tay mút một chút nước, rơi tại không có vào nước cái cổ cùng vai bên cạnh chỗ, thoải mái thẳng thư khí, không có người bồi mặc dù cô đơn chút, nhưng một người ngâm cũng là mười phần tự tại, không cần đi kiên kỵ người bên ngoài, muốn làm sao ngồi liền làm sao ngồi, thậm chí còn có thể hơi du lịch một vòng, tại không tự chủ làm ra tư thế, hơi hơi dùng lực một chút liền bơi ra đi một chút, kiều vãn liền ngạc nhiên phát hiện mặc dù cách hồi lâu không có xuống nước, nhưng mình vẫn là chưa quên biết bơi cái này sự tình. Sau đó liền dứt khoát nơi này ngâm ngâm, nơi đó lội một chút, bên cạnh ao cùng trong hồ tâm nhiệt độ không giống nhau lắm, cảm giác cùng hiệu quả cũng chút yếu kém đừng, chỉ là bỗng đến lâu, toàn thân bắt đầu phím hồng, cũng là có chút không lớn dễ chịu, Kiều Vãn xác nhận một phen trên người cuốn ngực áo trong, sau đó liền có chút không thôi từ trong hồ ra tới, vừa định gọi Xuân Nhi cùng chút anh, liền nghe được một bên trong bụi cây truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, nàng lại vô ý thức trở lại trong hồ, một giây sau liền gặp có bóng người từ trong bụi cây chui ra ao phía sau trên mái hiên mặc dù treo đèn lồng nhưng cũng không tính sáng quá trong mờ tối bóng người kia yểu điệu chỉ mơ hồ thấy thân hình không cao lớn lắm mà là có chút gầy yếu kiều vãn âm thầm nắm chặt tay trầm giọng hỏi là ai ở chỗ nào nàng cũng không phải không sợ chỉ là tin tưởng nếu là đã xảy ra chuyện gì quát to một tiếng tất nhiên có người ra tới cứu giúp cho nên liền cũng dứt khoát lười đi gọi xuân nhi cùng trúc anh hai cái này giúp không được gì ngươi là kiều vãn bóng người kia vừa lên tiếng lại là thanh thúy giọng nữ từ chỗ tối đi đến u ám sáng ngời dưới lộ ra một tấm thanh lệ tú khí khuôn mặt đến chỉ là chẳng biết tại sao mặc một thân nam trang như cái giả tiểu tử nhưng kiều vãn có thể xác định mình cũng không nhận ra nàng ngươi là nàng đây coi như là ngầm thừa nhận người kia mỉm cười tiến lên phía trước nói ta là cùng tiêu vân kình một đường tới hắn nhát gan không dám tới nhìn lén ta nguyên bản cũng lẫn mất thật tốt, không nghĩ trên nhánh cây có trùng, làm ta giật cả mình. Không có hù dọa ngươi đi, tiêu vân kình. Kiều vãn sững sờ, hắn đến rồi, thiếu nữ tháo cái nón xuống, một đầu tóc xanh trút xuống, nổi bật lên nàng càng là thanh tú xinh đẹp đoan trang, khí chất thượng giai. ngươi dự định một mực như vậy cùng ta nói chuyện a? À. Thiếu nữ có chút nhất tiếu, sau đó giống như chủ nhân, thẳng dạo bước vào phòng, tại Trúc Anh cùng Xuân Nhi kinh hải phía dưới lệnh hai người đi hầu hạ kiều vãn tắm rửa thay quần áo bên này trang tử thấy đến người một mực chuẩn bị nước nóng kiều vãn tùy ý giặt mặc vào quần áo có chút vội vàng đi đến bên cạnh trong sương phòng thiếu nữ kia vẫn như của mặt kia thân nam trang tóc dài cũng xõa ngồi tại tiêu vân kình đối diện xảo tiếu chỗ này này vừa vặn nói đến cái gì tiêu vân kình nói một câu trêu đến nàng lấy tay che miệng ăn một chút nở nụ cười thân thể tóc thẳng rung động sau đó tiêu vân kình mới nhìn đến đứng tại cổng kiều vãng đứng dậy như mực đôi mắt lẳng lặng dò xét nàng ngươi đến tòa hạ nói tỉ mỉ chân tướng về sau kiều vãng mới biết là chuyện gì xảy ra tiêu vân kình trước sớm đi nhận an quận đích thật là hướng về phía kia nạn chuột đi bởi vì lấy bên kia một mực giấu giếm cho nên còn phải tránh đi quan phủ về sau lại lên bạo động liền càng là không dám vọng động cũng không có phái người đưa tin thẳng đến phong thành lại nghĩ đưa liền muộn lúc này là tìm người khơi thông vụng trộm ra tới dự định về bắc an quận một chuyến dù sao rời nhà lâu như vậy cũng nên trở về nói một tiếng miễn cho để người lo lắng cùng hắn đồng hành là bạn bè muội muội thôi thanh thu sự tình chính là như thế tiêu vân kình mắt nhìn kiều vãn làm phiền có người bên ngoài tại liền vẫn là không có hỏi nhiều nói thanh thu không tiện cùng ta cùng một chỗ trở về liền dự định để nàng tại điền trang trước ở lại chờ thêm mấy ngày lại phái người tới đón thôi thanh thu ở một bên cười tủm tiễn nói ta ra tới gấp, sợ là muốn cùng vãn nhi muội muội mượn thân y phục. A, à, kiều vãn chuyển đầu cùng Trúc Anh nói, ngươi xuống núi lấy thân sim y của ta đến, chớ kinh động mẫu thân các nàng. Trúc Anh lĩnh mệnh đi, lưu lại Xuân Nhi mở to mắt to, đề phòng nhìn chầm chầm hai người, một bộ hộ chủ bộ dáng. Kiều vãn nhìn xem buồn cười, lắc đầu không nói gì thêm, vừa mới chuyển đầu trở về, liền đối đầu thôi thanh thu quan sát ánh mắt, nàng nao nao, lập tức liền thản nhiên cùng nàng đối mặt, nhìn một hồi, Thôi Thanh Thu liền trước không được tự nhiên rời đi chỗ khác ánh mắt, nói, tiêu đại ca, nếu không ngươi cũng trước nghỉ một đêm, ngày mai lại đi thôi. Hai ngày này vì ta, ngươi bôn ba bận rộn cái không ngừng, lại không nghỉ một chút, Thanh Thu rất là băn khoăn. Tiêu Vân Kình lại là lắc đầu, không sao, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, chưa nói tới mệt mỏi. Ta hôm nay trở về, ngày mai liền muốn chạy trở về nhận an quận bên trong, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Nghe được cái này, Kiều Vãng mới không khỏi mở miệng nói, "Ngươi còn muốn trở về? Lần này đi, lại không phải chỉ bắt an quận, hết lần này tới lần khác thôi." Thanh Thu còn vẫn cười nói, "Vãng nhi muội muội, ngươi không có nghe Tiêu Đại ca nói, lần này ra tới chính là vì trở về a." À. Tiêu Vân Kình lại là không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên vẫn là muốn về nhận an quận. Đạt được chân chính muốn trả lời, Kiều Vãng không khỏi há to miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng lại đang nhìn hắn kiên định như vậy thần sắc về sau, vẫn là ngừng lại hắn muốn làm cái gì sự tình định là có lý do mà sẽ không là tùy ý mạo hiểm nàng không nói chuyện thôi thanh thu chỉ coi nàng là ngượng ngùng liền cũng không có để ở trong lòng chỉ cuốn lấy tiêu vân kình nói chuyện một bộ rất là thân mật bộ dáng cũng may trúc anh rất nhanh mang tới y phục thôi thanh thu mặc một thân nam trang cũng thực sự không lớn dễ chịu mặc dù lo lắng đợi chút nữa ra tới tiêu vân kình khả năng liền đi nhưng vẫn là đi trước thay y phục vật Lưu lại Kiều Vãn cùng Tiêu Vân Kình hai người ngồi đối diện nhìn nhau, trong lúc nhất thời, nhưng như cũ im ắng.